Ngày xưa Đế Thích Thiên, tướng mạo tuấn mỹ anh đẹp trai, thư hùng không biện luận, nhưng giờ phút này, nhưng già yếu chán trường, phủ đầy nếp nhăn, cả người thậm chí tản mát ra một cổ người già mùi đặc thù, lại cũng không có ngày xưa phong tư tiêu sái hình dáng. Huyền Cơ Nguyệt hiến tế vô số sinh linh, kinh thiên một kiếm, chém ở Đế Thích Thiên trên mình, lực sát thương kia, đơn giản là không có thể tưởng tượng. Đế Thích Thiên hoàn toàn trọng thương, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm, đoạn thời gian này, dựa vào hàng loạt linh đan diệu dược, mới khó khăn lắm nhặt hồi một cái mạng, nhưng đã hoàn toàn giả yếu. Tâm ma thẩm phán kế hoạch thành công, tâm ma chứng đạo cũng được công, vốn là có đại khí vận thêm thân, nhưng hiện tại Đế Thích Thiên bị thương quá nặng, đại khí vận chậm chạp không có hạ xuống, để cho hắn khổ không thể tả. Muốn lấy được chứng đạo khí vận, ít nhất phải trước chữa khỏi thương thế. Đế Thích, cái này Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán là cao nhất nguyên đan, là mặt trời nóng rực Thiên Tông bí truyền đan dược, sấy thành canh sau mỗi ngày uống, không ra 10 năm, ngươi là được hoàn toàn phục hồi như cũ. Tim ma trưởng lão Cổ Trọng Thư, cầm chén thuốc đưa tới Đế Thích Thiên trước mặt. Thuốc trong chén, múc hoàng kim màu sắc, tản ra thoang thoảng thuốc canh. Thuốc này canh, dùng Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán chế biến. Mà Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán, là vực ngoại một cái kêu là mặt trời nóng rực Thiên Tông thế lực, bí mật truyền thừa đan dược. Đế Thích Thiên khống chế hàng loạt con rối, cái này trong đó có mặt trời nóng rực Thiên Tông cao tầng, tâm ma tám đã sớm phái người đi mặt trời nóng rực Thiên Tông cấm địa phủ kho, trộm được Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán đan phương, còn có hàng loạt dược liệu, đủ chữa trị Đế Thích Thiên. Bất quá, cái này cần thời gian. Đế Thích Thiên nghĩ xong toàn phục hồi như cũ mà nói, chỉ ít cần 10 năm. 10 năm, Huyền Cơ Nguyệt và Luân Hồi Chi Chủ, làm sao có thể cho ta 10 năm thời gian? Nếu như bên trong 3 năm, ta không thể đông sơn tái khởi, Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm, còn có Luân Hồi Chi Chủ Lục Đạo Luân Hồi Pháp, liền sẽ đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Đế Thích Thiên thanh âm vô cùng kích động, cầm trong tay hai phiến tản phá gương đồng, ném ở trên mặt đất. Cái này hai phiến gương đồng, là Thiên Hoàng Thuần Dương Kính mảnh vỡ, Đồ Thánh Đại Hội lên đánh một trận, bị Huyền Cơ Nguyệt chém thành hai nửa. Một tháng trước Đồ Thánh Đại Hội, Đế Thích Thiên tổn thất thảm trọng, Thiên Hoàng Thuần Dương Kính bị hủy, tám nguyền rủa long cốt khóa vậy bởi vì phát động vòng thứ hai tâm ma thẩm phán, hơi thở tuyên cáo khô kiệt. Hai kiện pháp bảo này, đều là Thái Thượng Chân Bảo, bên trong có Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại đạo pháp cơ duyên. Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, hàm chứa Thái Thượng Thiên Dương nói. Tám nguyền rủa long cốt khóa, hàm chứa Thái Thượng Thiên Nguyền rủa nói. Thái Thượng Đạo Pháp, mỗi một môn cũng không có so chân quý, giá trị không có thể tưởng tượng, hai kiện pháp bảo này đạo pháp, còn không moi ra, Đế Thích Thiên tự nhiên bỏ không được vứt. Mặc dù, hiện tại Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, tám nguyền rủa long cốt khóa, cũng mất đi linh khí, không cách nào lại theo dõi Thái Thượng Đạo Pháp cơ duyên. Nhưng chỉ phải nghĩ biện pháp, khôi phục pháp bảo ánh sáng, liền có thể lần nữa hiểu Thái Thượng Đạo Pháp bí ẩn. Cổ Trọng Thư nói, Đế Thích, chúng ta nắm giữ thông thiên tình báo, vực ngoại tất cả đại môn phái bí mật, đều ở đây trong tay chúng ta, cái này một tháng đã cắt lấy hàng loạt thiên tài địa bảo, muốn chống đỡ 10 năm thời gian, chưa chắc không thể nào. Ở Hồng Liên Tử Kim Cung trong phòng kho, tất cả loại thiên tài địa bảo kém không nhiều chất đầy, cái này một tháng thời gian. Vực ngoại tất cả đại môn phái kho giấu, đều bị Đế Uyên Điện hung hăng cắt lấy một cái. Đế Uyên Điện Sơn Môn tuy bị hủy diệt, nhưng Hồng Liên Tử Kim Cung còn ở, lại dựa vào thu hoạch tất cả đại môn phái tài nguyên, chống đỡ 10 năm không hề coi là quá khó khăn. Không, ta phải phái người đi trời nổi giận chi địa, mời sư huynh ta trở về. Đế Thích Thiên tóc trắng rủ xuống, tâm trạng vô cùng kích động. Ngày xưa Đế Thích Thiên, phong tư tự nhiên, tao nhã lịch sự. Gợn sóng không sợ hãi, lòng dạ cực sâu. Nhưng ngày hôm nay, hắn bị Huyền Cơ Nguyệt tổn thương được quá nặng, biến thành một ông cụ, như con chuột vậy trốn ở vực sâu trong phế tích, tánh tình đại biến, ngoan lệ hung trương, lo được lo mất, đã không có ngày xưa bình tĩnh. Đế Thích, người thay đổi, người trước kia không phải cái bộ dáng này. Người có phải hay không không chịu thua? Ta sớm nói với ngươi, sớm như vậy phát động tâm ma thẩm phán, sẽ không có kết quả tốt. Cổ Trọng Thư giọng lạnh lùng, buông xuống chén thuốc, như dò xét một người thất bại, mắt lạnh nhìn Đế Thích Thiên. Mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, Đế Thích Thiên vẫn là ác mộng vậy tồn tại, như kéo nhau trở lại, chư thiên vạn giới đều phải phát run. Nhưng ở tâm ma bát lão trong mắt, Đế Thích Thiên đã là một người thất bại,
thậm chí còn không chịu nổi thất bại giá phải trả, đến kế cận hỏng mất chỗ trống. Cổ Trọng Thư, các ngươi tâm ma bát lão, ở Đồ Thánh Đại Hội mới vừa thời điểm bắt đầu, nên cùng nhau liên thủ, vây giết Luân Hồi Chi Chủ. Như vậy thứ nhất, giải quyết hết hậu hoạn uy hiếp, ta trước thời hạn ra tay đối phó Huyền Cơ Nguyệt, vạn kiếp thiên uyên trận phát động, vô số vực sâu chiếm đoạt, không cho nàng hiến tế sinh linh cơ hội, nàng há có thể nghịch thiên giết ngược. Chúng ta Đế Uyên Điện, cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh này. Đế Thích Thiên giọng thâm trầm, thậm chí có điểm cắn răng nghiến lợi hình dáng, nhìn Cổ Trọng Thư. Ban đầu Đồ Thánh Đại Hội vừa mới bắt đầu, Diệp Thần tiến vào Đế Uyên Điện, tâm ma bát lão bên trong, chỉ có Cổ Trọng Thư, ngụy trang thành Vĩnh Hằng Thánh Vương, chờ cơ hội ra tay, mà cái khác bảy vị trưởng lão, cũng giữ binh không nhúc nhích, không có tham dự vây giết. Nghe xong Đế Thích Thiên than phiền, Cổ Trọng Thư ha ha cười nhạt, đứng chắp tay, nói. Đế Thích Thiên, ngươi thật là lớn bản lãnh, còn muốn ra lệnh chúng ta. Nếu quả thật xem ngươi nói, chúng ta tâm ma bát lão, toàn bộ ra tay, vậy Luân Hồi Chi Chủ vạn lôi diệt thế, hiến tế thập đại nguyên binh, ngươi tới thay chúng ta ngăn cản. Một khi chúng ta bị thương, ngươi sợ rằng phải lập tức làm khó dễ, cướp lấy tâm ma phủ chiếu chứ. Tâm ma bát lão tính cách, đặc biệt cẩn thận. Mặc dù, bọn họ rất muốn giết Diệp Thần, cướp đoạt lục đạo luân hồi pháp. Nhưng ban đầu, Diệp Thần xông vào Đế Uyên Điện Sơn Môn thời điểm, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, chính là kiêng kỵ Đế Thích Thiên. Một khi bọn họ ở vây giết Diệp Thần trong quá trình, bị phản kích bị thương, lấy Đế Thích Thiên tính cách, tuyệt đối sẽ không có chút nào nhân từ, khẳng định sẽ lập tức ra tay, cướp lấy bọn họ tâm ma phù chiếu, lại thừa dịp bọn họ bị thương, cưỡng ép để tâm ma tẩy não, đem bọn họ tẩy thành con rối. Vì để tránh cho cái này vạn kiếp bất phục cục diện, tâm ma bát lão cực kỳ khắc chế, đến khi Đế Thích Thiên và Kiếm Mộ Phần Hai cứ tra tay, không rảnh đánh lén bọn họ, mới rốt cục dốc toàn bộ ra, đuổi theo giết Diệp Thần. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thần có Hoàng Tuyền Đồ, rất miễn cưỡng chặn lại bọn họ tám người liên thủ nhất kích. Đế Thích Thiên ra mặt co giúp, sắc mặt rất là khó khăn xem, nói Cổ Trọng Thư, các ngươi tâm ma bát lão, cậy già lên mặt, từ đầu đến cuối không chịu quy thuận ta, biết rõ Đế Uyên Điện có tiêu diệt nguy hiểm, còn khắp nơi đề phòng tính toán, hôm nay ta Đế Uyên Điện luân lạc đến đây, các ngươi muốn lưng đeo tội nghiệp trách nhiệm. Cổ Trọng Thư như cũ đứng chắp tay, nói, Đế Thích, người phát động tâm ma thẩm phán, liền mình đều bị ảnh hưởng cắn trả, người tính cách đã thay đổi, oán trời trách người, lại tại sao phải khổ như vậy? Chúng ta tâm ma bát lão, vẫn là sẽ phụ trợ người Đông Sơn tái khởi, nhưng cùng khi đó, chúng ta trả hết nợ nhân quả, liền sẽ không lại quản chết sống của ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Cổ Trọng Thư xoay người, đi tới cửa, lại dừng một chút, quay đầu lại nói, nếu như ngươi muốn phái người đi trời nổi giận chi địa, mời sư huynh ngươi trở về, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút dẫn sói vào nhà là hậu quả gì. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Trọng Thư hoàn toàn đi. Trong tầm cung, chỉ còn lại Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhặt lên phá kính, nhìn trong gương già yếu hình dáng, cố ảnh từ thương xót, lẩm bẩm nói, xem ra, ta thật bị tâm ma cắn trả. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên rốt cuộc phát giác, hắn mượn dùng 8 chương tâm ma phù chiếu, phát động tâm ma thẩm phán, mặc dù long trời lở đất, nhưng mình vậy nhiều ít thiếu được điểm cắn trả. Bây giờ Đế Thích Thiên, đổi được xung động dễ giận, cực kỳ nóng nảy, hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh, đây chính là tâm ma cắn trả hậu quả. Bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh. Chờ ta thương thế hết bệnh, chứng đạo khí vận thêm thân, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá cái này lúc trước, ta vẫn là phải mời sư huynh trở về, thay ta chống lại nữ hoàng thiên cung uy hiếp, nếu không Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn hạ xuống, vậy vạn sự hưu hí. Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, thoáng tỉnh táo lại, suy nghĩ tương lai con đường. Những năm này hắn phát triển Đế Uyên Điện, thành lập nghiệp bá, là tâm ma bát lão cung cấp che chở, không có bại lộ bọn họ thân phận, đây là một phần đại ân tình. Mặc dù tâm ma bát lão, cũng cho qua hắn rất nhiều chỉ điểm mưu lược, nhưng cái này chút mưu lược, không đủ để đền bù ân tình. Muốn trả hết nợ ân tình, trừ phi tâm ma bát lão, phụ trợ hắn Đông Sơn tái khởi. Ở nơi này phần nhân quả, còn chưa trả thanh trước, Đế Thích Thiên chí ít còn có tâm ma bát lão trợ lực. Bất quá, dựa hết vào phần này trợ lực, khó mà ngăn cản nữ hoàng thiên cung binh phong. Đế Thích Thiên cần quá mức trợ giúp, hắn nghĩ tới một người. Sư huynh của hắn, Tham Lang Đại Đế.
năm đó tâm ma trước chủ Yến Trường Ca, thành lập thánh nhân giáo hóa, thu 7 người đệ tử. Cái này 7 người đệ tử, được gọi là thánh nhân môn đồ, người ngoài tôn xưng là thất đại thánh đồ, lấy bại đấu 7 sao đặt tên, theo thứ tự là Tham Lang Đại Đế, Cự Môn Đại Đế, Lộc Tồn Đại Đế, Văn Khúc Đại Đế, Liêm Trinh Đại Đế, Võ Khúc Đại Đế, Phá Quân Đại Đế. Sau đó, thất đại thánh đồ bất ngờ phát hiện, mình tôn kính sư phụ, thiên hạ ngưỡng mộ đại thánh nhân, lại là tâm ma chi chủ, khiếp sợ thất vọng, chán ghét bất đắc dĩ, thất đại thánh đồ toàn bộ cởi dậy ra, luân lạc chân trời. Bất quá, bọn họ nhớ trước Yến Trường Ca tài bồi ân tình, không có bại lộ Yến Trường Ca thân phận, chỉ có một người, chân chính phản bội Yến Trường Ca, thành phản đồ, hướng cấp trên cung cấp tình báo, đưa đến Yến Trường Ca khí cơ, bị cấp trên phong tỏa, cuối cùng bị một đầu ngón tay tiêu diệt. Đế Thích Thiên, là Yến Trường Ca ở thất đại thánh đồ cởi dậy sau đó, nặng đệ tử mới thu. Ở thu học trò bữa trước, Yến Trường Ca liền thẳng thắn công bố, mình chính là tâm ma chi chủ, hy vọng Đế Thích Thiên thừa kế y bát. Đế Thích Thiên vui vẻ đáp ứng, Yến Trường Ca bắt đầu thành lập Đế Uyên Điện cơ nghiệp, cũng âm thầm xây Vạn Kiếp Thiên Uyên trận, chuẩn bị chống lại cấp trên. Đáng tiếc không qua mấy ngày, tin tức bại lộ, Yến Trường Ca gặp thảm tiêu diệt. Bàn về bối phận, thất đại thánh đồ, người người đều là Đế Thích Thiên sư huynh. Đế Thích Thiên rất rõ ràng, mình cái này 7 người sư huynh, mấy chục ngàn năm qua khiêm tốn ẩn nhẫn, không hỏi thế sự, cả người tu vi đã công giúp tạo hóa, vô cùng lợi hại, nếu như có thể mời về, khẳng định có thể tạm thời ngăn cản nữ hoàng thiên cung áp lực. Tần Thương Dương, người đi vào. Đế Thích Thiên suy nghĩ một chút, cho đòi một tên thủ hạ đi vào. Bái kiến Đế Thích đại nhân. Một người trẻ tuổi vội vã chạy vào, mang trên mặt vui sướng và kích động thần sắc, tựa hồ là Đế Thích Thiên cho đòi gặp, mà cảm thấy vô cùng vinh quang. Người trẻ tuổi này, là Mặt Trời Nóng Rực Thiên Tông đệ tử, kêu Tần Thương Dương, phá giải Cửu Dương Tỉnh Hồn Tản Đan Phương, có hắn một phần lực lượng. Cái này Tần Thương Dương, dĩ nhiên là bị Đế Thích Thiên để tâm ma khống chế. Bị tâm ma khống chế người, đều là cái xác biết đi, sẽ không có chút nào mình ý tưởng. Tần Thương Dương biểu đạt ra ngoài vui sướng và kích động, là Đế Thích Thiên khống chế hắn vui sướng, khống chế hắn kích động. Một khi không có Đế Thích Thiên khống chế, hắn sẽ thành được so gỗ còn muốn đần độn. Ở vực sâu lòng đất, cái loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, Đế Thích Thiên tự nhiên muốn gặp sức sống và tức giận, nếu như mỗi ngày nhìn một chồng cái xác biết đi, cho dù ai cũng không chịu nổi. Người đi trời nổi giận chi địa, tìm sư huynh ta trở về, hắn kêu Tham Lang Đại Đế. Người chính là nói, ta muốn gặp hắn. Nếu như hắn chịu tới, ta sẽ nói cho hắn một cái bí mật. Đế Thích Thiên chậm rãi mở miệng, phát ra lệnh. Thật ra thì, hắn lợi dụng tâm ma, khống chế được một chồng cái xác biết đi, căn bản không cần nói chuyện, một cái ý niệm phát ra ngoài, những khôi lỗi kia cửa, sẽ biết hắn ý, hơn nữa sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Nhưng ở vực sâu lòng đất, chân thực quá cô độc thê lương, Đế Thích Thiên muốn tìm một người trò chuyện, hắn tánh tình đại biến, đã không có ngày xưa lòng dạ, chịu đựng không nổi người cô đơn cô quạnh. Đế Thích đại nhân, không biết là bí mật gì. Tần Thương Dương vậy xứng vô cùng hợp biểu diễn, mở miệng đặt câu hỏi, thật ra thì Đế Thích Thiên ý niệm, truyền tới hắn nơi này, hắn đã rất rõ ràng. Người nói cho hắn, điều bí mật này, quan hệ đến ngày xưa phản đồ, hắn sẽ hiểu. Đế Thích Thiên giả bộ một bộ giữ kín như bưng hình dáng, sau lưng là sâu đậm cô quạnh cùng bi thương. Ừ, Tần Thương Dương cung kính lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài. Đế Thích Thiên mặt đầy thê lương, mới vừa hắn và Tần Thương Dương đối thoại, nhưng thật ra là tay trái và tay phải đánh cờ, chân thực nhàm chán cực kỳ, bởi vì những thứ này con rối không có linh thức trí khôn, toàn là một đám cái xác biết đi. Chờ thêm một trận, ta thương thế thoáng khôi phục, phải mau sớm đúc lại lãnh huyết vô tình. Đế Thích Thiên trong lòng bàn tay, hiện ra một giọt màu đỏ thẫm máu tươi. Hắn rất muốn lập tức đúc đời thứ hai lãnh huyết vô tình, đáng tiếc hiện tại thân thể thương thế quá nặng, điều kiện cũng không cho phép. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm kia, lực sát thương đích thực quá đáng sợ, liền liền Đế Thích Thiên, cũng thiếu chút nữa phải bỏ mạng. Thượng giới, nữ hoàng thiên cung. Ngày xưa lộng lẫy và tuyệt vời, huy hoàng đại khí nữ hoàng cung điện, hiện tại đã trở thành phế tích, từng mảnh cung điện toàn bộ sụp đổ, tường đổ tàn viên bên trong, quanh quẩn từng luồng máu nhiệt tai khí, di thiên không tiêu tan, làm người ta nghẹt thở.
nữ hoàng thiên cung các đệ tử, muốn thu thập phế tích, xây lại cung điện, nhưng trong sâu thẳm, tựa hồ có một cổ ngập trời nghiệp lực, trấn áp hết thảy, mới vừa mới xây cung điện, lập tức bị vô hình trung nghiệp lực, rất miễn cưỡng tồi hủy thành nghiền. Ta hiến tế quá nhiều sinh linh, tạo nghiệt vẫn là quá sâu. Phế tích bên trong, Huyền Cơ Nguyệt cả người đồ tang, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Thiên Hoàng Địa Lão xuôi tay đứng ở Huyền Cơ Nguyệt bên người, trầm mặc không nói gì. Đồ Thánh Đại Hội đánh một trận, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế 10 tỷ sinh linh, tạo thành oan nghiệt nhân quả, cực kỳ sâu nặng, cái này một tháng thời gian, chư thiên vạn giới khắp nơi có tang lễ, khắp nơi có tiếng khóc, oán khí cực lớn. Thượng giới bầu trời, từ đầu đến cuối bao phủ một tầng màu máu khói mù, âm phong gào khóc gian, mơ hồ truyền tới vô số sinh linh thống khổ gào khóc tiếng, màn đêm vừa xuống, thậm chí còn có trăm quỷ dạ hành, vạn ma tàn phá bừa bãi hình ảnh đáng sợ. Những thứ này đều là máu nghiệt nhân quả tai họa khí tượng. Ở ngập trời tai khí nghiệp lực chấn áp xuống, nữ hoàng thiên cung như trải qua thiên kiếp, thành phế tích, mấy chục ngàn năm tích lũy phong thủy địa mạch, công đức khí vận, toàn bộ hủy trong chốc lát. Có thể tưởng tượng được, đồ thánh đại hội trận chiến ấy, Huyền Cơ Nguyệt tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Bất quá, Huyền Cơ Nguyệt tổn thương nặng đế Thích Thiên, cũng là hoàn toàn dương oai chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều thấy được thần La Thiên kiếm mũi nhọn. Vô số người nội tâm bên trong, đối với Huyền Cơ Nguyệt cũng không có so kính sợ. Tiểu Điệp, nữ hoàng, có gì phân phó? Phát một đạo phù chiếu, đi trời nổi giận chi địa, mời Tham Lang đại đế rời núi, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Huyền Cơ Nguyệt nhìn trước mắt phế tích, ánh mắt chớp động, trong lòng tựa hồ có quyết đoán. Tham Lang đại đế, người này nghe nói là thượng cổ thất đại thánh đồ một trong, là đời trước tâm ma chi chủ Yến Trường Ca đệ tử. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta và Đế Uyên điện thù sâu tựa như biển, ngươi mời hắn tới làm gì? Thiên Tâm Kiếm Điệp một hồi nghi ngờ, nàng tự nhiên nghe qua Tham Lang đại đế danh hiệu, đó là thượng cổ thánh nhân môn đồ, đời trước tâm ma chi chủ học trò, bàn về bối phận, vẫn là đế Thích Thiên sư huynh. Thượng cổ thất đại thánh đồ, đã sớm cởi dậy ra, và Đế Uyên điện chút nào không dây dưa dễ má, chúng ta không cần lo lắng, cái này Tham Lang đại đế trên người có thánh nhân công đức giáo hóa. Khí vận thâm hậu, có thể chống lại nghiệp lực, nếu như hắn chịu rời núi giúp ta, vậy chúng ta liền có thể xây lại nữ hoàng thiên cung. Huyền Cơ Nguyệt hiện tại đối mặt lớn nhất vấn đề, chính là nữ hoàng thiên cung bị hủy, hơn nữa bởi vì trong chỗ u minh nghiệp lực tồn tại, nàng liền xây lại thiên cung cũng không thể. Muốn hoàn toàn chém chết đế Thích Thiên, nghiền diệt Đế Uyên điện, trước hết xây lại nữ hoàng thiên cung, tích góp lực lượng, nếu không, không có phong thủy địa mạch khí vận căn cơ, vọng động đao kiếm. Tất bại không thể nghi ngờ. Xem Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cái loại này phương diện cao thủ, chiến đấu thành bại, không chỉ là xem tự thân thực lực, còn muốn xem sau lưng khí vận căn cơ, thiên địa số mạng vân. Vân, liên quan đến nhân quả đặc biệt phức tạp, không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền sẽ làm động tới thiên địa đại thế, vũ trụ đại lộ, cho nên tuyệt không thể lỗ mãng liều lĩnh. Một tháng trước Đồ Thánh Đại Hội, Đế Thích Thiên chính là chiếm cứ phong thủy địa lợi. Đưa đến Huyền Cơ Nguyệt coi như hiến tế vô số sinh linh, đều không thể hoàn toàn tiêu diệt, để lại một cái thiên đại hậu hoạn. Hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt chỉ muốn mời Tham Lang đại đế rời núi. Bởi vì Tham Lang đại đế người này, trên người có thánh nhân công đức đại khí vận, có thể chống lại trong chỗ u minh nghiệp lực, giúp nàng xây lại nữ hoàng thiên cung. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, nữ hoàng bệ hạ, nghe nói vậy Tham Lang đại đế khiêu chiến thiên đạo thất bại, bị phế liền toàn bộ tu vi và hai chân. Mất hết ý chí dưới, đã sớm ẩn cư không hỏi thế sự, chúng ta làm sao mới có thể mời hắn rời núi. Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, nói, hắn có một cô em gái, kêu trời U Thiện Nữ, là thượng cổ cường giả, chân thân bị ta tống giam ở Huyền Thiên Kiếm mộ phần, người phát phù chiếu đi qua, liền nói chỉ cần hắn chịu rời núi giúp ta, ta có thể tha cho hắn muội muội. Tuân lệnh, Thiên Tâm Kiếm Điệp lĩnh mệnh lui ra, lập tức nghĩ liền một đạo phù chiếu. Phát đi trời nổi giận chi địa. Nữ hoàng thiên cung có một môn thần thông, kêu trời phù đạo pháp, là thái thượng 36 đạo một trong. Cái này thái thượng thiên phù nói, sau khi luyện thành, có thể tùy ý luyện chế phù chiếu, bơm vào tự thân ý chí, truyền đi chư thiên vạn giới, để cho chư thiên vạn giới nơi có sinh linh, cũng thần phục ở mình phù chiếu ý chí hạ, vô cùng lợi hại. Nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, còn có thể dùng thái thượng thiên phù giết người. Một phù trấn áp biển cả, một phù lật đổ tinh không, cực kỳ bá đạo.
chỉ là, cái này Thái Thượng Thiên Phù đạo đặc biệt thâm ảo, Huyền Cơ Nguyệt chỉ luyện thành nửa chiêu, Thiên Hoàng Địa Lão chỉ mò tới chút ra mao, đều không thể cầm để chiến đấu, bất quá dùng để truyền đạt ý chí, cách không đưa tin, vẫn là vô cùng dễ xài. Còn nữa, tiếp tục tìm kiếm Luân Hồi Chi Chủ tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Huyền Cơ Nguyệt tái phát ra lệnh, cái này một tháng thời gian, nàng khổ khổ tìm kiếm Luân Hồi Chi Chủ tung tích, đáng tiếc không phát hiện chút nào. Luân Hồi Chi Chủ giống như nhân gian bốc hơi, một chút dấu vết cũng không có để lại. Hoàng Cổ Đế Tiêu các người lĩnh mệnh, tiếp tục dẫn người đi tìm kiếm Diệp Thần, nhưng chư thiên vạn giới lớn như vậy, muốn phải tìm Diệp Thần, đơn giản là mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Hiện tại Nữ Hoàng Thiên Cung, Vĩnh Hằng Thánh Vương các người, đều rung động dùng toàn lực, tìm Diệp Thần. Còn có một người, nàng cũng đang dùng mình biện pháp, muốn tìm Diệp Thần tung tích. Người này, chính là Kỷ Lâm. Kỷ Lâm nghe vực ngoại đồ thánh đại hội, đột nhiên trở về, biết Diệp Thần bị cuốn nhập vết nứt không gian, bóng dáng hoàn toàn không có tin tức sau đó, nàng rất là lo âu. Diệp Bức Vương, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện à, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Kỷ Lâm cầu nguyện trong lòng, trong sâu thẳm, nàng cảm thấy Diệp Thần còn chưa có chết, bởi vì nàng và Diệp Thần tới giữa, có một đạo đặc thù môi giới liên lạc, đó chính là độc bia. Kỷ Lâm cảm giác được, độc bia hơi thở còn ở, Diệp Thần còn chưa có chết. Nàng đi trời nổi giận chi địa chạy tới, trong chỗ u minh, nàng cảm thấy Diệp Thần sẽ xuất hiện ở bên kia. Cùng lúc đó, Diệp Thần bị cuốn nhập vết nứt không gian sau đó, trong mắt nơi gặp, một phiến đen nhánh thế giới hỗn độn, không thấy được chút nào ánh sáng, trong tai chỉ nghe được hô hô tiếng gió, không gian chảy loạn như đao kiếm lưỡi dao sắc bén, không ngừng vặn cắt chém chết. Nếu như ở ngày thường, Diệp Thần tự nhiên không e ngại, nhưng hiện tại, hắn bị Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí gây thương tích, tạng phủ cơ hồ muốn vỡ vụn, dưới trọng thương, liền những thứ này không gian chảy loạn, đều cảm thấy khó mà đối phó. Một khi bị cuốn nhập không gian chảy loạn bên trong đi, sợ rằng phải tan xương nát thịt. Mậu Thổ Nguyên Phù, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng Mậu Thổ Nguyên Phù, mở ra một phiến Mậu Thổ thế giới, thoáng ngăn cản không gian loạn nhận chém chết, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Cá coi ban phúc, bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, sử dụng thiên tiên cá coi sao, dùng lại ra bát quái thiên đan thuật. Nhất thời, từng cái cá chép màu vàng hư ảnh, ở Diệp Thần quanh người lững lờ, xua tan hắc ám. Từng luồng bát quái đan khí, cũng là bao phủ Diệp Thần thân thể, không ngừng chữa trị hắn thương thế. Nếu như là vậy thương thế, lấy Diệp Thần bát quái thiên đan thuật thành tựu, ngay tức thì cũng có thể trị hết, nhưng vấn đề là, hắn bị Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí gây thương tích, đây chính là thần La Thiên kiếm kiếm khí, coi như là bát quái thiên đan thuật, đều không thể lập tức chữa. Đáng chết, ta kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, muốn hoàn toàn hết bệnh, có thể đều cần một đoạn thời gian. Thậm chí đoạn thời gian này, giống vậy thu võ người đều đủ để uy hiếp ta. Diệp Thần cắn răng, đại khái thăm dò thế cuộc trước mắt. Hắn đặt mình vào không gian chảy loạn bao vây bên trong, không chỗ nương tựa. Chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, chịu đựng qua mấy ngày nay. Nếu như chịu đựng được đi qua, thì có thể thoát khốn ra. Nếu như không nhịn được, vậy vạn sự hưu hí. Đoạn thời gian này, người ngoại giới, một mực tìm Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần, bị kẹt tại không gian chảy loạn bên trong, ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Luân hồi huyền bi, sắc. Diệp Thần lại đem trần bia, phong bi, viêm bia vân. Vân luân hồi huyền bi. Toàn bộ phóng thích ra ngoài, trôi lơ lửng ở mậu thổ trong thế giới, bảo vệ tự thân. Có luân hồi huyền bi bảo vệ, Diệp Thần trong lòng ổn định rất nhiều, muốn chống đỡ tiếp theo thời gian, cũng không thành vấn đề. Không biết ngoại giới như thế nào. Diệp Thần thoáng chấn định, liền muốn suy diễn ngoại giới thế giới nhân quả, đáng tiếc ở tầng tầng không gian chảy loạn bao vây hạ, cái gì cũng suy diễn không tới. Lần này đồ thánh đại hội, khẳng định sẽ ở chư thiên vạn giới. Lật ngập trời gợn sóng. Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế vô số sinh linh, đây đều là ngập trời danh tác, đưa tới hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Đi qua lần này đại hội, Diệp Thần thật sâu cảm thấy, mình tu vi, và Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, chênh lệch vẫn là quá lớn. Nói thí dụ như, Diệp Thần liền hoàng tuyền đồ uy lực, cũng không phát huy ra nhiều ít. Phải biết, Bích Lạc hoàng tuyền đồ, là có 102 chư thiên hồng mông chí bảo,
nếu như Diệp Thần tu vi mạnh mẽ đi nữa một chút, có thể phát huy Hoàng Tuyền Đồ uy lực, vậy Hoàng Tuyền Đồ cũng sẽ không như thế dễ dàng bị phá hủy. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ bị hủy, nói cho cùng vẫn là Diệp Thần thực lực quá yếu, cũng không phải là pháp bảo không được. Cái này Hoàng Tuyền Đồ, là ta khí vận căn cơ sở tại, tuyệt không thể bị hủy. Diệp Thần móc ra Hoàng Tuyền Đồ, nhìn cái này bức linh quang tan hết, ảm đạm vô cùng đồ quyển, Diệp Thần chau mày đứng lên. Cái này bích lạc Hoàng Tuyền Đồ, là tuyệt đối không thể bị hủy diệt, nếu không Diệp Thần căn cơ khí vận, đem sẽ thật to bị tổn thương. Sau này muốn cùng Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt quyết chiến, không thể quang nhìn bề ngoài sức chiến đấu, còn muốn xem phong thủy địa mạch, khí vận căn cơ cùng một loạt các loại ảnh hưởng. Khí vận căn cơ bất ổn, đạo tâm rất dễ dàng tan vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tu bổ Hoàng Tuyền Đồ, tuyệt không thể trơ mắt nhìn Hoàng Tuyền Đồ bị hủy diệt. Bất quá, việc cần kíp, trước hay là điều dưỡng thương thế, rời đi không gian chảy loạn trói buộc nói sau. Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, thu hồi Hoàng Tuyền Đồ, bắt đầu toàn lực chữa thương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, còn dư lại cuối cùng 10 ngày, Diệp Thần liền có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Đoạn thời gian này tới nay, Diệp Thần có mậu thổ nguyên phù, luân hồi huyền bi bảo vệ, cuối cùng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn dư lại sau cùng thời gian, Diệp Thần cắn răng, trong lòng nhưng mơ hồ cảm thấy một hồi bất an. Hiện tại liệu tổn thương đến cuối cùng giây phút, hắn cả người vết thương kết phẩy, ngứa ngáy khó nhịn, như vạn kiến phệ tim, đặc biệt thống khổ. Nếu như lúc này, xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy Diệp Thần liền nguy hiểm. Vèo vèo vèo, vô tận không gian chảy loạn, bọc Diệp Thần thân thể, không ngừng truyền tống trước, không biết muốn truyền tống đi chỗ nào. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở mậu thổ trong thế giới, mặc dù không có gặp đến không gian chảy loạn tập sát, nhưng lại cảm giác được, chung quanh không gian quy luật chập chờn, đổi được càng ngày càng hung dữ, tựa hồ đi tới một cái gì địa phương quỷ dị. Thậm chí, mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy một cổ thiên đạo tai kiếp hơi thở, phảng phất có cái gì thiên kiếp, ở chỗ này nổi lên. Oanh! Đột nhiên, một hồi cuồng bạo tai kiếp hơi thở, đánh phá chung quanh không gian quy luật, một cái bể tan tành không gian lỗ thủng, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hạ một sát, không gian chảy loạn xoay tròn, đem Diệp Thần thân thể, trực tiếp quăng ra ngoài. Diệp Thần rên lên một tiếng, người đã rời đi không gian chảy loạn, đi ra bên ngoài thế giới. Trước mắt ánh sáng đột nhiên nhiều hơn, gai được hắn không mở mắt được. Phịch. Sau đó, Diệp Thần từ trời cao rơi xuống, hung hăng đập rơi trên mặt đất, thương thế chưa lành dưới, té được mắt nổ đom đóm. Thật là đau. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy cả người gân cốt, cũng đang đau đớn, cơ hồ muốn đau ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, đau đớn thoáng lắng xuống, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên thấy được trời xanh ban ngày. Còn có một vòng mặt trời, treo cao ở trên trời. Hiển nhiên, nơi này đã không phải là Đế Uyên Điện thế giới. Phải biết, bởi vì vạn kiếp thiên uyên trận và tâm ma xét xử ảnh hưởng, Đế Uyên Điện chu vi mấy vạn dặm sơn hà, đều đã lâm vào là phế tích, không hôm nay ngày. Hiện tại lần nữa thấy mặt trời, Diệp Thần chợt cảm thấy cả người ấm áp, kinh mạch một phiến thông thái. Hít sâu một hơi, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, đây là một phiến bát ngát thảo nguyên. Một mắt không thấy được cuối, như thảm cỏ xanh, gió thổi cỏ thấp gặp dê bò, một phiến yên lặng cảnh tượng. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần vùng vẫy, muốn ngồi dậy, nhưng gân cốt vô cùng đau đớn, liền ngồi dậy cũng không làm được, chỉ có thể nằm trên đất. Đây là, trời nổi giận chi địa, thượng cổ thánh nhân môn đồ, tham lang đại đế. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, chợt cảm thấy cái này phiến trên thảo nguyên, nhân quả hơi thở đặc biệt dày đặc. Thoáng suy diễn thiên cơ, hắn liền dòm ngó thấy vô số lịch sử sâu xa. Lúc đầu cái này phiến thảo nguyên, tên là trời giận chi địa, bởi vì đến gần bầu trời và thiên đạo, ở thời kỳ thượng cổ, đã từng kêu gần thiên thảo nguyên. Một ngày nào đó, trên thảo nguyên tới một vị tuyệt thế cường giả, người cường giả này, tựa hồ ôm phải chết quyết tâm, khiêu chiến thiên đạo, cưỡng ép ra tay, kết quả đưa tới trời nổi giận, đại kiếp hạ xuống. Thiên địa đại kiếp. Hủy diệt vị cường giả kia toàn bộ tu vi và hai chân, vĩnh viễn không cách nào tu luyện, hơn nữa hắn còn phải vĩnh viễn bị kẹt ở chỗ này, giống như phong ấn. Cái này phiến gần thiên thảo nguyên, vậy gặp phải thiên đạo nguyền rủa, mỗi tháng đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống, làm sinh linh đồ thán, phục thi chảy máu,
thê thảm không nỡ nhìn, cho nên đời sau người ta gọi là trời nổi giận chi địa. Mấy chục ngàn năm bể dâu, hôm nay trời nổi giận chi địa, chỉ còn lại mấy trăm người sống sót, cũng tạo thành một cái bộ lạc, kêu cổ kiếm trại, tuân theo thượng cổ thánh nhân giáo hóa, vì bảo vệ thánh nói, coi như mỗi tháng bị thiên kiếp gặp trắc trở, đều không từng rời. Vị kia tuyệt thế cường giả, chính là đời trước tâm ma chi chủ, Yến Trường Ca thủ đồ, Tham Lang đại đế. Diệp Thần suy diễn ra tầng tầng nhân quả, chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tham Lang đại đế, là thượng cổ thất đại thánh đồ một trong, Yến Trường Ca thủ đồ, bàn về bối phận, vẫn là Đế Thích Thiên sư huynh. Diệp Thần và Đế Thích Thiên tới giữa, ân oán khó gãy, trong sâu thẳm, đánh rơi đến trời nổi giận chi địa, lại có thể lại cùng Đế Thích Thiên, liên hệ một chút quan hệ. Hiện tại Đế Thích Thiên xa vào vực sâu, giống như con chuột, không hôm nay ngày, còn phải chịu đựng trước Huyền Cơ Nguyệt trả thù áp lực. Vì tự vệ, Đế Thích Thiên muốn mời Tham Lang đại đế rời núi, hồi đi trợ giúp hắn. Ở Đồ Thánh đại hội trên, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, đạo tâm rõ ràng vững chắc rất nhiều, liền suy diễn thiên cơ thủ đoạn, cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ bấm ngón tay tính toán, liền xuyên thủng xương mù dày đặc, thấy được rất nhiều chuyện bí ẩn tình. Nhưng lập tức liền nói tim sáng rực, Diệp Thần dưới trọng thương, như cũng không cách nào nhúc nhích, một thân một mình rơi vào trời nổi giận chi địa, vô cùng nguy hiểm. Không được, ta muốn mau rời đi, trời nổi giận chi địa không nhận nạp người ngoài, nếu như bị cổ kiếm trại người phát hiện ta nhất định phải chết. Còn nữa, Đế Thích Thiên tựa hồ phái người mời Tham Lang đại đế rời núi, nếu như bị bọn họ phát hiện ta, vậy càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cắn răng, cảm thấy nguy hiểm to lớn, vùng vẫy nhớ tới thân, nhưng chân thực ngay cả động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Cát, cát, cát. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại nghe được có tiếng bước chân truyền tới, chỉ gặp một cái ở trên thảo nguyên thả mục đậu khấu thiếu nữ, dắt một con dê, cầm trong tay một cây ly trượng, đi tới Diệp Thần trước mặt. Này, người khá tốt. Thiếu nữ trừng mắt nhìn xem Diệp Thần, lại cầm ly trượng đâm đâm Diệp Thần thân thể. Diệp Thần đau được toát ra mồ hôi lạnh, Huyền Cơ Nguyệt một kiếm kia, cơ hồ phá hủy hắn kinh mạch, coi như đi qua một ít thời gian chữa trị, kinh mạch còn không hoàn toàn hết bệnh, bị người ngoài đụng một tí, đều là đau nhức bứt rứt. Ngươi là bên ngoài người tới. Thiếu nữ lui về phía sau một bước, có chút cảnh giác. Trời nổi giận chi địa, không nhận nạp người ngoài, đối người bên ngoài tràn đầy địch ý. Cô gái này, ánh mắt tinh khiết, mặc dù không có địch ý gì, nhưng vậy không thể nói thân thiện, thấy Diệp Thần trọng thương trong người, cũng không có cứu vãn ý. Diệp Thần trong lòng nhất thời chợt lạnh, trời nổi giận chi địa xếp bên ngoài như thế nghiêm trọng, coi như thiếu nữ không làm thương hại hắn, người khác vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hắn dưới trọng thương, một khi đụng phải cái gì bất ngờ, sợ rằng khó mà ngăn cản. Ta kêu Hoang Trần, là Tham Lang đại đế bằng hữu, cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần phúc tới tâm linh, thuận miệng biên một cái thân phận, cũng thi triển bát quái thiên đan thuật, tại chỗ luyện chế được một ít đan dược, đưa cho cô gái kia. Ai yêu, ngươi còn có thể vô căn cứ luyện đan. Thiếu nữ thấy Diệp Thần rõ ràng không có dược liệu, lại có thể vô căn cứ luyện đan thủ đoạn, nhất thời một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp Thần thật sự là Tham Lang đại đế bằng hữu? Tham Lang đại đế, là cổ kiếm trại cung phụng thánh nhân. Thời đại thượng cổ. Cổ kiếm trại Man Di không mở, là Tham Lang đại đế tuân theo thánh nhân giáo hóa, truyền thụ cho bọn họ chữ viết, cầy cấy, luyện tạo, võ đạo, ngôn ngữ, dệt vân. Vân các loại đạo lý. Cho nên, đối với Tham Lang đại đế, cổ kiếm trại đặc biệt tôn kính. Ngày xưa Tham Lang đại đế, khiêu chiến thiên đạo thất bại, bị hủy diệt tu vi và hai chân, ẩn cư ở trên trời giận chi địa chỗ sâu, vì chiếu cố Tham Lang đại đế, cổ kiếm trại mấy chục ngàn trong thời kỳ. Cho tới bây giờ không có rời ý tưởng, chính là vì báo đáp giáo hóa ân. Hiện tại thiếu nữ nghe được, Diệp Thần lại có thể tự xưng là Tham Lang đại đế bằng hữu, vô cùng tự nhiên khiếp sợ. Nếu như không phải là Diệp Thần lộ một tay vô căn cứ luyện đan bản lãnh, thiếu nữ căn bản sẽ không tin tưởng. Ta cần địa phương nghỉ ngơi. Diệp Thần không có nói quá nhiều, miễn được lộ tẩy, nếu như không lay động ra Tham Lang đại đế tên chữ, hắn đánh mất trời nổi giận chi địa. Sợ rằng cửu tử nhất sanh. Ngươi thật là lớn đế bằng hữu. Thiếu nữ mặt đầy nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ. Diệp Thần trầm mặc không nói lời nào, hắn dưới trọng thương, ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức,
Thiếu nữ ánh mắt chuyển động, suy tư luôn mãi, cắn răng nói, được rồi, ta trước mang ngươi về bộ lạc, nếu như ngươi mưu đồ gây rối, bị trại chủ phát hiện, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, thiếu nữ đỡ dậy Diệp Thần, đem hắn đặt ở con cừu sống lưng trên, kêu lên, tốt dê mà, chúng ta về nhà. Nàng huy động ly trượng, xua đuổi con cừu về nhà, phía sau còn có một đám dê bò theo kịp. Dọc theo đường đi, Diệp Thần biết được thiếu nữ tên chữ, kêu Tô Hoa Chanh, là cổ kiếm trại mục nữ, ngày thường phụ trách thả mục. Hiện tại toàn bộ trời nổi giận chi địa, chỉ còn lại cổ kiếm trại một cái không sót, cuộc sống 300-400 người. Cổ kiếm trong trại mặt, thờ phụng một cái thạch kiếm, cái này cầm thạch kiếm, lại có thể từ rất xa thời đại hoang cổ, liền xúc đứng ở nơi này, là ngày xưa Long Uyên Thiên Kiếm, một khối mảnh vỡ biến thành. Mà Long Uyên Thiên Kiếm, chính là tám đại cao nhất nguyên binh một trong, cũng gọi bảy sao Long Uyên Kiếm, và thần La Thiên Kiếm cùng nổi danh. Cao nhất nguyên binh mũi nhọn, có lợi hại dường nào, xem Huyền Cơ Nguyệt thì biết. Liền liền Huyền Cơ Nguyệt, đều không thể phát huy cao nhất nguyên binh toàn bộ năng lượng, cần hiến tế 10 tỷ sinh linh, mới có thể toàn lực bùng nổ. Có thể tưởng tượng được, cao nhất nguyên binh giá trị, có bao nhiêu ngút trời. Lúc đầu cổ kiếm trong trại, thờ phụng Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách cổ kiếm trại như thế coi là kẻ thù người ngoài, nguyên lai là thân trong lòng cự bảo. Cao nhất nguyên binh, coi như chỉ là một khối mảnh vỡ, cũng không được. Trời nổi giận chi địa mỗi tháng, đều có thiên kiếp hạ xuống, nhưng cổ kiếm trại còn có thể tồn tại, rõ ràng cho thấy bởi vì có Rồng Nguyên Thiên Kiếm bảo vệ. Diệp Thần mới vừa suy diễn thiên cơ, lại không suy diễn ra Long Nguyên Thiên Kiếm tồn tại, dĩ nhiên là bởi vì cao nhất nguyên binh phong mang quá thịnh. Thiên cơ không có thể chứa, tự nhiên không thể nào suy diễn. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn đánh Long Uyên Thiên Kiếm chủ ý, ngươi nhất định phải chết. Tô Hoa Chanh bĩu môi, hướng Diệp Thần phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị biết. Một đường tiến về phía trước, rốt cuộc, ở mờ mịt thảo nguyên gian, Diệp Thần thấy được một cái bộ lạc bóng dáng, xây dựng trước trên trăm tòa đơn sơ nhà gỗ, lúc đang hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu sáng. Trong bộ lạc nhà nhà cũng dâng lên khói bếp. Thảo nguyên bộ lạc, phần nhiều là đuổi bèo mà ở, cư trú là lều vải, nhưng cái này cổ kiếm trại cũng không cùng, nhà gỗ cắm rễ cũng không có dự ý. Một chuôi to lớn thạch kiếm, đứng sừng ở chính giữa thôn trại, kém không nhiều có trăm trượng cao, nguy nga chọc trời, thẳng vào đám mây. Thạch kiếm bên trên, đại bàng khắc đầy phong cách cổ xưa hoa văn, những thứ này hoa văn nối thành một phiến, lại có thể mơ hồ hóa thành hình rồng. Từ xa nhìn lại, tựa hồ có một cái thiên long, muốn từ trên thân kiếm bay lên trời, đặc biệt nguy nga. Đó chính là Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ. Diệp Thần cưỡi ở dê trên lưng, xa xa thấy to lớn kia thạch kiếm, chợt cảm thấy khí huyết kích động, tựa hồ có một cổ ngập trời kiếm khí, đang đập vào mặt. Hoa Chanh, ngươi trở về. Cổ kiếm trong trại các thôn dân, thấy Tô Hoa Chanh trở về, rối rít chào hỏi. Sau đó, bọn họ thấy được Diệp Thần. Nhất thời cả kinh thất sắc, kêu lên. Hoa Chanh, ngươi làm sao mang theo một cái người ngoài trở về? Tô Hoa Chanh nói hắn kêu Hoang Trần, là đại đế bằng hữu, không cẩn thận bị thương, cần muốn tìm một chỗ dưỡng thương. Hắn là đại đế bằng hữu. Đáng chết, Hoa Chanh, ngươi bị gạt, thằng nhóc này chính là Bổ Thiên Cảnh, thế nào lại là đại đế bằng hữu? Đúng vậy, thằng nhóc này nhất định là hướng về phía Long Uyên Thiên Kiếm tới. Đám người nghe được Tô Hoa Chanh mà nói, người người sắc mặt đại biến, có người kinh hoàng, có người tức giận, có người hiện ra sát ý. Cổ kiếm trại mấy chục ngàn trong thời kỳ, không có rời, một là vì chiếu cố Tham Lang đại đế, báo đáp ân tình, hai là vì cung phụng Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, hy vọng một ngày kia, có thể cảm hóa Thái Thượng Chư Thần, suy diễn ra chân chính Long Uyên Thiên Kiếm, rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như có người dám chấm mút Long Uyên Thiên Kiếm, cổ kiếm trại các thôn dân, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn diệt giết. Hơn nữa, bọn họ tín niệm, vẫn là thà giết lầm 1000, không thể thả qua một người. Diệp Thần chợt cảm thấy các loại coi là kẻ thù ánh mắt, hội tụ đến trên người mình. Hắn nhìn xem xa xa, vậy Long Uyên thạch kiếm phía dưới, chất đầy từng hạt tròn bộ xương trắng đầu, rõ ràng cho thấy mấy chục ngàn trong thời kỳ, người ngoài tự tiện xông vào cổ kiếm trại, toàn bộ bị giết chết, cắt mất đầu. Tế tự kiếm linh. Diệp Thần nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa như đầu mình, cũng phải bị người cắt đi.
Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một cái ông già chống gậy, từ trong thôn đi ra. Trại chủ. Bái kiến trại chủ. Trại chủ đại nhân, thằng nhóc này nói hắn là đại đế bằng hữu. Mọi người thấy ông già tới, rối rít hỏi thăm sức khỏe. Cái này ông già, chính là cổ kiếm trại trại chủ, tên là Tô Vân Không. Hoa Tranh, chuyện gì xảy ra? Tô Vân Không nhìn Tô Hoa Tranh, trầm giọng hỏi. Tô Hoa Tranh nói, trại chủ ra ra, người này bị trọng thương, hắn nói hắn là đại đế bằng hữu, ta không biết thật giả, mang về cho ngươi xem. Đại đế bằng hữu. Tô Vân Không nhíu mày một cái, đi tới Diệp Thần trước mặt, dò xét dò Diệp Thần mạch đập, di một tiếng, nói thật là cổ quái huyết mạch, ta lại có thể không nhìn ra ngọn nguồn. Dừng một chút, hỏi, thằng nhóc, người tên gọi là gì? Diệp Thần khó khăn mở miệng, nói ta kêu Hoang Trần. Tô Vân Không trầm giọng nói, ngươi là của môn phái nào? Trên mình ngươi nhân quả hơi thở, vô cùng kỳ quái, lại có thể đồng thời mang theo Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung cửu hận, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ đồng thời đắc tội Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung? Hiển nhiên, Tô Vân Không tinh thông một chút thôi diễn thủ đoạn, có thể thấy Diệp Thần sau lưng cửu hận nhân quả. Bất quá, trời nổi giận chi địa ngăn cách với đời, Đồ Thánh Đại Hội kết cục tin tức, còn không truyền tới nơi này. Nếu như Tô Vân Không biết Đồ Thánh Đại Hội đi qua, vậy hắn nhất định có thể đoán được, Diệp Thần chính là Luân Hồi Chi Chủ. Bởi vì, chỉ có Luân Hồi Chi Chủ, mới có thể đưa tới Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung, cửu hận lớn như vậy. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói ta là Vực Ngoại Sáu Đạo Tông đệ tử. Sáu Đạo Tông sao? Tô Vân Không bấm ngón tay tính toán, tựa hồ muốn suy diễn cái gì, nhưng Diệp Thần huyết mạch quá cổ quái, che đậy thiên cơ. Hắn vậy suy diễn không xảy ra cái gì. Ngươi nói ngươi là đại đế bằng hữu. Tô Vân Không lại hỏi, ánh mắt mang theo một chút phòng bị. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, biết mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu như trả lời hơi có bất ngờ, đó chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ta từ nhỏ ngưỡng mộ Tham Lang đại đế thánh tên, bạn tri kỷ đã lâu, nghe nói hắn ở trên trời giận chi địa ẩn cư, đặc biệt muốn đến gặp hắn. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần mở miệng trả lời. Bạn tri kỷ, lúc đầu ngươi liền đại đế mặt đều không gặp qua, còn dám xưng bậy bằng hữu. Tô Vân Không một lần cây nặng, khinh thường cười nhạt. Thôn dân chung quanh cửa, cũng là phát ra ồn ào tiếng cười, chỉ cảm thấy Diệp Thần không biết trời cao đất rộng, lại muốn kết giao Tham Lang đại đế. Phải biết, Tham Lang đại đế là thượng cổ thánh nhân môn đồ, ngày xưa là còn chân cảnh đỉnh cấp cao thủ, coi như hôm nay tu vi toàn hủy. Hai chân phế hết, nhưng dựa vào tự tại thiên uy áp, đều có thể nghiền nát Diệp Thần vô số lần. Lúc đầu ngươi không phải đại đế bằng hữu, ngươi lừa ta. Tô Hoa Tranh trợn to hai mắt, tức giận nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không nói chuyện. Tô Vân Không nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, nhưng cổ kiếm trại không hoan nghênh người ngoài, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, Tô Vân Không sau lưng đi ra hai tên cường tráng. Một trái một phải nhắc tới Diệp Thần, nói, trại chủ, muốn cắt mất đầu hắn sao? Tô Vân Không suy nghĩ một chút, nói, được rồi, trên người hắn mang theo Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng cửu hận, người ngoài nếu như giết lung tung, sợ rằng bốc lên độc thiên uy, muốn đắc tội Nữ Hoàng, cầm hắn ném ra ngoài, ngày mai thiên kiếp hạ xuống, để cho ông trời đánh chết hắn đi. Trời nổi giận chi địa mỗi tháng, đều sẽ có thiên đạo trừng phạt hạ xuống, mà ngày mai, chính là thiên kiếp phủ xuống ngày. Đối đãi người ngoài, Tô Vân Không sẽ không có chút nào mềm tay, dự định mượn ông trời ra tay, giết chết Diệp Thần. Trại chủ ra ra, cái này không dùng giết người. Tô Hoa Tranh nghe được muốn giết người, nhất thời mặt đẹp một trắng. Nàng mặc dù không thích Diệp Thần, nhưng vậy không muốn nhìn thấy Diệp Thần đi chết. Một khi thiên kiếp hạ xuống, không có Long Uyên Thạch Kiếm bảo vệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Tranh, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi dám mang người ngoài trở về, phá hư quy củ, cùng ngày mai thiên kiếp kết thúc, ta phạt ngươi đối diện tường một tháng. Tô Vân Không hừ một tiếng, cũng không có thả qua Diệp Thần dự định. Vì bảo vệ Long Uyên thiên kiếm, không bị người ngoài chấm mút, hắn là có giết lầm, không thả qua. Trại chủ ra ra, Tô Hoa Tranh nhìn Diệp Thần một mắt, cũng không biết như thế nào cho phải. Thằng nhóc, cút đi. Vậy hai tên cường tráng, nắm Diệp Thần. Đem hắn vứt xuống cổ kiếm trại bên ngoài. Phịch.
Diệp Thần kết kết thật thật ngã xuống đất, lại là một hồi đau đớn. Thằng nhóc này chết chắc. Cùng thiên kiếp hạ xuống, hắn nhất định phải xương nghiền thanh cho rắc. Chỉ bằng hắn, cũng muốn kết giao đại đế, thật là nói vớ vẩn. Thằng nhóc này nhất định là hướng về phía Long Uyên thiên kiếm mảnh vỡ tới, không thể để cho hắn chạy. Đám người thôn dân nhìn Diệp Thần, từng cái phát ra căm thù tiếng cười, sẽ chờ xem Diệp Thần bị thiên kiếp bổ. Cái đó gọi Tô Hoa Tranh thiếu nữ, lo lắng, muốn cứu Diệp Thần, nhưng lại không dám. Dẫu sao, cổ kiếm trại quy tắc xâm nghiêm, vì bảo vệ Long Uyên thiên kiếm mảnh vỡ, bất kỳ người ngoài dám xông tới, cũng không thể còn sống rời đi. Trong mắt mọi người, Diệp Thần đã là một cổ thi thể, cùng thiên kiếp hạ xuống, hắn không Long Uyên thiên kiếm bảo vệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai thiên kiếp hạ xuống, hoặc giả là ta chuyển cơ. Diệp Thần trong sâu thẳm, lại bắt được một chút cơ duyên. Vậy cái gọi là thiên kiếp, cũng không phải là tai họa ngập đầu, có lẽ, còn sẽ là hắn cơ duyên. Thời gian vội vã, ngày mai rất nhanh đến. Sáng sớm, cổ kiếm trại các thôn dân, thật sớm tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị cúng tế trái cây tế phẩm. Diệp Thần ở ngoài thôn nằm một đêm, vẫn là trọng thương, có mấy người canh chừng hắn, để tránh hắn chạy trốn, nhưng Diệp Thần dưới trọng thương, nhưng là không có chạy trốn khí lực. Thiên kiếp lập tức phải hạ xuống, trở về đi. Trại chủ Tô Vân không chống gậy xuất hiện, kêu trông chừng thôn dân trở về. Trại chủ. Mấy người thôn dân lập tức trở về đi, vậy hỗ trợ chuẩn bị tế phẩm. Diệp Thần thấy được Tô Hoa Tranh, bưng một cái giỏ trái cây, hơi có điểm lo lắng nhìn hắn. Bất quá giờ phút quan trọng này, Tô Hoa Tranh cũng không khả năng đến giúp hắn. Diệp Thần vậy không thèm để ý, bởi vì, hắn cảm thấy từng cơn cơ duyên phúc vận hơi thở, càng ngày càng đậm dày, mình chuyển cơ sắp tới. Ngay tại lúc này, gió mây dị biến, chín tầng trời thương khung, bỗng nhiên hiện ra tầng tầng lôi mây, mỗi một tầng lôi mây, đều có kinh khủng lôi quang, ở mơ hồ nhúc nhích. Ngoài ra, còn có mãnh liệt nguyền rủa hơi thở, đang không ngừng cổn đáng. Cái này sắp phủ xuống thiên kiếp, không chỉ là lôi kiếp, còn mang có nồng nặc nguyền rủa, coi như Diệp Thần mở đại hoang thiên lôi thể, cũng không thể hấp thu. Thiên kiếp đến, tế tự bắt đầu. Tô Vân không sắc mặt nặng nề, phát ra lệnh. Trại chủ. Từng cái các thôn dân, đem trái cây dê bò cùng tế phẩm, rời đến Long Uyên Thạch Kiếm trước mặt. Những tế phẩm này, không phải tế trời, mà là cúng tế Long Uyên Thạch Kiếm, khẩn cầu kiếm linh bảo vệ. Thời đại thượng cổ, tham lang đại đế khiêu chiến thiên đạo, lên trời là cổ kiếm trại kẻ địch, một mực hàng tai, các thôn dân tự nhiên không thể nào cung phụng. Gió nổi mây vần, kinh khủng thiên kiếp, rốt cuộc hạ xuống. Từng cái mang nguyền rủa sấm sét, hung hăng bổ vào cổ kiếm trại bên trên. Ngay tại lúc này, Long Uyên Thạch Kiếm tóe ra một hồi xanh mưa lất phất thần quang sôi trào gian, tựa như hóa thành một cái thanh long, còn quấn đúng thôn trại, bảo vệ đám người. Toàn bộ cổ kiếm trại, cũng giống như bao phủ một tầng kết giới vòng bảo vệ, bữa trước kiếp lôi điện, bổ vào trên vòng bảo vệ, không có chút nào dung chuyển hình dáng, hoàn toàn không phá nổi phòng ngự. Đa tạ kiếm linh che chở. Tô Vân không cung kính quỳ xuống Long Uyên Thạch Kiếm trước mặt, cầu khẩn cảm ơn. Từng cái thôn dân vậy quỳ xuống, yên lặng chúc phúc. Chính là bởi vì có Rồng Uyên Thạch Kiếm bảo vệ, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, cổ kiếm trại mới không có bị thiên tai oanh phá. Tô Hoa Tranh vậy quỳ xuống đất, trong lòng nhưng tràn đầy bất an, tưởng nhớ Diệp Thần an nguy, ngẩng đầu nhìn ngoài thôn một mắt, sau đó, nàng nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Chỉ gặp Diệp Thần cả người ánh sáng vạn trượng, hiện ra một tôn bàng bạc thân ảnh to lớn, thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, thiên đạo lại có thể không dám hàng tai, Diệp Thần đỉnh đầu bầu trời, tất cả lôi mây cũng tiêu tán, hiện ra trong veo màu sắc xanh thẳm. Trại chủ ra ra, người xem. Tô Hoa Tranh cả kinh thất sắc, bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn ngoài thôn một màn. Tô Vân Không và từng cái các thôn dân, cũng là ngẩng đầu lên, khi bọn hắn thấy Diệp Thần sau lưng to lớn hư ảnh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là luân hồi chi chủ bóng người. Chẳng lẽ thằng nhóc này, lại là luân hồi chi chủ chuyển thế? Luân hồi chi chủ, đó là liền tham lang đại đế cũng kính trọng nhân vật à? Đại đế đã từng nói, luân hồi chi chủ muốn thành lập luân hồi trật tự, lấy thiện ác công đức định luân thiên hạ, và thánh nhân giáo hóa không hẹn mà hợp,
hắn luôn muốn biết, đáng tiếc không có cơ hội. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, cả thiên đạo cũng không dám hàng tai, thằng nhóc này thật là luân hồi chi chủ à. Khó trách hắn trên mình, mang theo đế uyên điện và nữ hoàng cừu hận. Đám người tròng mắt bên trong, mang to lớn vẻ rung động. Diệp thần sau lưng hiện lên hư ảnh, chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Luân hồi huyết mạch, bao trùm gia thiên, thiên đạo cũng không dám hạ xuống tai họa. Hiện tại diệp thần người ở bên ngoài, huyết mạch không ngừng bùng nổ, đầy trời nguyền rủa thiên kiếp, nhanh chóng tán loạn, rõ ràng bị luân hồi phép tắc đánh vào, không dám lại tàn phá. Trong thoáng qua, thiên địa thanh trừ sạch sẽ, tất cả thiên kiếp nguyền rủa vân ảnh, cũng tan biến không còn dấu tích, đúng phiến thương khung, lần nữa khôi phục xanh thẳm. Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, thảo nguyên gió mát từng cơn, thấm vào lòng người. Quả nhiên chuyển cơ tới. Diệp thần nhìn đầy trời tiêu tán tai mây, thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cười lên một tiếng. Thời khắc mấu chốt, diệp thần luân hồi huyết mạch, phát huy tác dụng, thành công tách ra thiên đạo tai kiếp. Toàn bộ cổ kiếm trại mọi người, kinh hãi không thôi. Luân hồi chi chủ, đây chính là liền tham lang đại đế, đều phải kính trọng nhân vật, bọn họ tự nhiên không dám khinh thị. Tô Vân không sắc mặt một hồi trắng bệch, ngày hôm qua hắn lại còn muốn giết diệp thần, đây quả thực là thiên đại bất kính, bốc lên độc luân hồi thiên uy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi nhanh cứu luân hồi chi chủ. Tô Vân không chống gậy, vội vàng dẫn người chạy ra, cung kính vạn phần. Đem diệp thần đỡ dậy, lần nữa mang về trại bên trong. Đại nhân, lúc đầu ngài chính là luân hồi chi chủ, có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Viên này cửu chuyển thanh linh đan, là cao nhất nguyên đan, hiệu quả chữa thương thật tốt, mời ngươi nhận lấy. Tô Vân không quỳ xuống diệp thần trước mặt, đầu tiên là cáo lỗi một phen, sau đó móc ra một viên đan dược, đưa cho diệp thần. Diệp thần cầm lấy đan dược, nhất thời cảm thấy một hồi thanh thơm xông vào mũi. Tinh thần làm rung lên. Không sao, người không biết không tội. Diệp thần lúc này nhận lấy đan dược, trực tiếp uống vào, vậy tha thứ Tô Vân không? Một nuốt vào cửu chuyển thanh linh đan, diệp thần chợt cảm thấy một hồi mát rượi nước thuốc, ở trong người tan ra. Hắn chậm rãi sử dụng bát quái thiên đan thuật, luyện hóa cửu chuyển thanh dược lực của linh đan, tẩm bổ bản thân kinh mạch. Ở cửu chuyển thanh linh đan chữa trị xuống. Diệp thần chợt cảm thấy cả người gân cốt, cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, vốn đang muốn một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn nội thương, phỏng đoán bên trong 3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu người chính là luân hồi chi chủ, làm sao không nói sớm. Tô Hoa Tranh trợn mắt nhìn Diệp thần, trong ánh mắt mang một chút tức giận. Diệp thần cười nói, ta coi như nói, người biết tin sao. Ách, Tô Hoa Tranh nhất thời im miệng. Đúng là. Coi như Diệp thần công khai thân phận, nàng cũng không khả năng tin tưởng. Nàng ở lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua rất nhiều luân hồi chi chủ câu chuyện. Vực ngoại tràn đầy quá nhiều luân hồi quy tắc. Luân hồi chi chủ cái này 4 chữ, thậm chí đối với nàng mà nói là cao cao tại thượng tồn tại. Luân hồi chi chủ, có thể hay không tới tụ họp một chút. Ngay tại lúc này, trời nổi giận chi địa chỗ sâu, truyền tới một hồi vang dội thanh âm, chấn động chư thiên. Hám tâm thần người. Còn chân cảnh đỉnh cấp cao thủ, là tham lang đại đế. Diệp thần vừa nghe đến thanh âm này, nhất thời ánh mắt biến đổi. Trong truyền thuyết, tham lang đại đế bị hủy diệt tu vi và 2 chân, nhưng ý chí võ đạo còn ở, cho nên hắn vừa nói, diệp thần liền cảm thấy hắn ngày xưa khí thế. Ngày xưa tham lang đại đế, nhưng mà còn chân cảnh đỉnh cấp cao thủ à. Diệp thần xuất hiện, hiển nhiên vậy đưa tới tham lang đại đế chú ý. Tô Vân không vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, đại đế muốn gặp ngươi, ngươi không phải nói cho đại đế bạn chi kỷ đã lâu sao? Ngày hôm nay chính là ngày tốt, nếu như các ngươi có thể kết là bằng hữu, vậy thì thật là thiên đại chuyện vui. Diệp thần suy tư một hồi, nói, được, truyền thuyết tham lang đại đế, là thượng cổ thánh nhân thủ đồ, ta cũng muốn đi gặp hắn, cáo từ. Nói xong, Diệp thần đứng dậy, hướng đám người chắp tay, lập tức rời đi cổ kiếm trại. Hướng trời nổi giận chi địa chỗ sâu đi. 8 càng đưa lên, mới 1 tháng, nhớ bỏ phiếu tháng nha. Gần đây sẽ bùng nổ. Tô Hoa Tranh nhìn Diệp thần rời đi hình bóng, buồn bã mất mát. Diệp thần vừa hướng trời nổi giận chi địa chỗ sâu đi tới, vừa muốn, tham lang đại đế là đế thích thiên sư huynh, nếu như ta có thể mời chào hắn,
vậy thì không thể tốt hơn nữa. Năm đó Tham Lang Đại Đế là Yến Trường Ca thủ đồ, bởi vì phát hiện Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ, mất hết ý chí dưới, cởi dậy ra, nhưng dẫu sao bàn về bối phận, hắn vẫn là Đế Thích Thiên sư huynh. Nếu như có thể mời chào hắn, dựa hết vào bối phận áp chế, Diệp Thần liền có thể ổn áp Đế Thích Thiên kiêu căng. Đế Thích Thiên vào huyền cơ nguyệt cảnh giới, chân thực quá mênh mông, Diệp Thần muốn chiến thắng bọn họ, là kiếm một phần nhị lão báo thù, dựa hết vào tăng lên tự thân sức chiến đấu, là xa xa không đủ, còn cần từ khí vận nhân quả, mạng giao thiệp căn cơ, đại lộ số mạng vân. Vân nhiều mặt mặt vào tay. Nếu là có thể mời chào Tham Lang Đại Đế nói, chỉ ít có thể đè đè một cái Đế Thích Thiên khí vận. Một đường đi tới trước, Diệp Thần đi tới thảo nguyên chỗ sâu, ở sức sống bừng bừng trên thảo nguyên, lại có một phiến hoang mạc, tràn đầy vắng lặng tĩnh mịch hơi thở, một bụi cây khô yên tĩnh đứng sừng sững, dưới cây khô có một người, ngồi xếp bằng ngồi, cả người chất đầy khô héo rễ cỏ và phong trần, tựa như pho tượng vậy, mãi mãi không nhúc nhích. Đây chính là Tham Lang Đại Đế. Diệp Thần thầm kinh hãi, trước mắt cái này pho tượng người, nhưng là một cái ông già, cả người cương ngồi không nhúc nhích. Chỉ có một đôi sắc bén như dã chó sói vậy trong mắt chớp động, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, người tới. Ông già phát ra vang dội thanh âm, bề ngoài nhìn như suy lụn bại mục nát, nhưng thanh âm khí lực đầy đủ, hiện ra vô cùng mạnh mẽ ý chí võ đạo. Tiền bối chính là trong truyền thuyết thánh nhân thủ đồ, Tham Lang Đại Đế. Hạnh hội hạnh hội. Diệp Thần chắp tay. Ta đã sớm cởi dậy ra, và thượng cổ thánh giáo lại không dây dưa dễ má. Tham Lang Đại Đế như cũ như pho tượng, cả người không nhúc nhích, liền miệng vậy không động, ý chí võ đạo đụng hư không, thanh âm từ trong hư không phát ra, chấn động tâm hồn người. Tiền bối khiêu chiến thiên đạo, đây là thánh nhân đại khí phách, mặc dù thất bại, nhưng vậy làm người ta kính ngưỡng. Diệp Thần bàn tay hơi nắm chặt, lòng bàn tay có bát quái đan khí quanh quẩn, nói tiền bối hôm nay kinh mạch toàn hủy, hai chân phế hết, ta to thông y đạo, có lẽ có thể giúp tiền bối chữa trị. Không cần. Ta Tham Lang Đại Đế, không chịu người ân. Tham Lang Đại Đế trong con ngươi, bỗng nhiên lướt qua sát khí, ý chí võ đạo phóng thích, lại rất miễn cưỡng đem Diệp Thần trong tay bát quái đan khí, chấn áp nghiền nát. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lui về phía sau một bước. Tham Lang Đại Đế giọng vừa chậm, nói ta nghe luân hồi chi chủ, kiến thức rộng, ta trong lòng có nghi hoặc mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng không giải được, xin luân hồi chi chủ dạy bảo. Nếu như ngươi có thể tháo ra ta nghi ngờ, khối này Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, ta có thể tặng cho ngươi. Nói xong, Tham Lang Đại Đế ánh mắt đông lại một cái, trước mắt hư không vặn vẹo, nổi lên một khối mảnh vỡ. Khối này mảnh vỡ, chạm trổ Long Văn, có từng luồng ánh sao vần quanh, thậm chí còn có cực kỳ ác liệt, có thể so với thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, không ngừng tràn ngập ra. Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vội vàng lui về phía sau ba bước, khối này trong mảnh vụn kiếm khí, đặc biệt ác liệt, một chút xíu hơi thở ngoại phóng, đều có thể cắt mất người đầu. Diệp Thần nhất thời cảm giác được, hàng loạt vô hình kiếm khí, không ngừng đánh tới, thật may hắn phản ứng mau, trước thời hạn tránh, nếu không nhất định bị thương. Tham Lang Đại Đế nói, cổ kiếm chạy vậy cầm thạch kiếm, nhưng thật ra là Long Uyên Thiên Kiếm một món kiếm ảnh biến thành, chân chính Long Uyên mảnh vỡ, ở ta nơi này. Thì ra là như vậy. Diệp Thần thầm kinh hãi, trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, quả nhiên không giống vật thường, một món kiếm ảnh liền có thể ngăn cản thiên kiếp tai họa, khối này mảnh vỡ, giá trị lại càng không biết có đáng sợ dường nào. Tham Lang Đại Đế nói, ta có là một không rõ ràng, xin luân hồi chi chủ chỉ giáo. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, cùng Tham Lang Đại Đế ngồi đối diện nhau, nhìn ngang hắn, nói, mời nói. Tham Lang Đại Đế trong mắt bên trong, lộ ra một chút thống khổ vùng vẫy, nói tâm ma đại chú kiếm, có phải hay không chư thiên vạn giới lớn nhất ung thư, người người được mà giết. Diệp Thần gật đầu một cái, nói cái này tự nhiên phải, ngoại giới đổ thánh đại hội, tiền bối suy diễn thiên cơ, cũng có thể thấy kết cục. Tham Lang Đại Đế nói, ta tự nhiên thấy được, ta sư đệ phát động tâm ma thẩm phán, giết hại sinh linh, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần nói, nếu tiền bối đều nói Đế Thích Thiên chết không có gì đáng tiếc, vậy tâm ma đại chú kiếm, là một viên ung thư chuyện, còn dùng nghi ngờ. Tham Lang Đại Đế nói, nếu tâm ma là ung thư, vậy sư phụ ta vậy là người xấu, có phải hay không? Nhưng sư phụ ta nhân nghĩa người yêu,
muốn thành lập thánh nhân giáo hóa, hắn thế nào lại là người xấu? Ta ban đầu cởi dậy ra, là đúng hay sai? Nói xong lời cuối cùng, Tham Lang đại đế giọng, mang thống khổ hối hận. Hiển nhiên, rời đi Yến Trường Ca, Đoạn Tuyệt thầy cho tình cảm, cởi dậy ra, hắn nội tâm hối hận, cảm giác được mình sai rồi. Ta không chỉ cởi dậy, còn giật dây cái khác sư đệ cùng nhau cởi dậy, đưa đến sư phụ lâm vào là người cô đơn, khí vận mất hút, thậm chí cuối cùng bị phản đồ bán đứng, gặp thảm cấp trên tiêu diệt, ta tội không thể tha. Sư phụ nói tâm ma đại chú kiếm, chỉ là một loại công cụ, giúp hắn thành lập thánh nhân giáo hóa, trừng trị gian hung công cụ, hắn có thể là đối với, ta lúc ấy quá trẻ tuổi, có thể thật hiểu sai hắn. Tham Lang đại đế pho tượng thân thể, rốt cuộc động, run lẩy bẩy, lộ vẻ được đặc biệt đau khổ thống khổ, thậm chí chảy ra hai hàng nước mắt. Diệp Thần yên lặng một hồi, nói, người nói không sai, tâm ma đại chú kiếm đúng là chỉ là một loại công cụ, có thể dùng để trừng trị gian hung, thành lập thánh nhân giáo hóa, nếu như ta chấp trưởng tâm ma đại chú kiếm, ta cũng sẽ dùng tới thành lập luân hồi trật tự, lấy thiện ác công đức định luân thiên hạ. Tham Lang đại đế rung giọng nói, nếu là công cụ, vì sao ngươi còn nói là ung thư? Diệp Thần nói, bởi vì cái này công cụ, hiện đang rơi xuống liền Đế Thích Thiên trong tay. Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, rửa sạch chư thiên vạn giới, muốn giết quang tất cả người, đi thành lập cái gì thế giới mới, đây không phải là ung thư là cái gì. Nếu như tâm ma đại chú kiếm còn ở Yến Trường Ca trong tay, Diệp Thần có thể sẽ không cảm thấy là ung thư, dẫu sao Yến Trường Ca cũng có lớn hoài bão, muốn thành lập thánh nhân đạo thống, mở ra man di, giáo hóa thiên hạ, cũng coi là một cái sáng rực chánh đạo. Nhưng Đế Thích Thiên, thẩm phán kế hoạch quá mức cực đoan, người diễn một cái người điên, tâm ma đại chú kiếm ở trong tay hắn, tự nhiên thành ung thư. Đao kiếm vô tội, nhưng chấp trưởng đao kiếm người, lại có tránh tả phân chia. Tham Lang đại đế một hồi vùng vẫy, lắc đầu nói, ngươi nói được quá phức tạp, ta không hiểu, ta chỉ hỏi ngươi, sư phụ ta là không phải người tốt. Ta cởi dậy ra, có phải hay không người xấu? Nghe vậy, Diệp Thần cười khổ một tí, lắc lắc đầu nói, tiền bối, cái này thế gian, không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu, thiện ác tốt xấu xa, nơi nào có như thế dễ dàng phân rõ. Thượng cổ thánh nhân đại lộ, lớn nhất vấn đề, chính là quá tuyệt đối, không hắc tức trắng, không phải thánh nhân, chính là cầm thú, nhưng chuyện thế gian, không như vậy dễ dàng phân biệt rõ ràng. Tham Lang đại đế một hồi mờ mịt, nói, vậy ta sư đệ muốn chế tạo tâm ma thẩm phán, rửa sạch thiên hạ, hắn tổng là người xấu liền chứ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không thể nói được như thế đơn giản, Đế Thích Thiên muốn thành lập thế giới mới, chỉ là kế hoạch quá mức cực đoan, không thể đơn thuần nói hắn là người xấu, ta và hắn tranh đấu, chỉ là lập trường không cùng, hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán, nhất định là cùng thiên hạ là địch. Tham Lang đại đế lẩm bẩm nói, lập trường không cùng. Diệp Thần một phen, để cho Tham Lang đại đế rơi vào trầm tư, hắn một mực tiếp nhận thánh nhân giáo hóa, đơn giản đem thiên hạ phân là hắc cùng trắng, cho nên ở biết Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ sau đó, bi phẫn muốn chết, hoàn toàn cởi dậy. Nhưng bây giờ nghe Hoàn Diệp Thần mà nói, Tham Lang đại đế phát hiện, chuyện thế gian, không phải không hắc tức trắng như thế đơn giản, cái gọi là người tốt người xấu, thiện ác tránh tà, có lúc chỉ là lập trường không cùng. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn Tham Lang đại đế. Hồi lâu, Tham Lang đại đế thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nói, nghe quân lời nói, thắng đọc 10 năm sách, luân hồi chi chủ, đa tạ chỉ điểm, ta muốn ta lĩnh ngộ. Tâm ma đại chú kiếm, ở sư phụ ta trong tay, là một loại công cụ. Nhưng đến ta sư đệ trong tay, là được ung thư. Ta năm đó cởi dậy ra, đích xác là quá xung động, nếu như ta không cởi dậy, tâm ma đại chú kiếm sớm muộn sẽ chuyển tới ta trong tay, ngày nay thiên hạ cũng sẽ không đối mặt tâm ma xét xử kiếp nạn. Diệp Thần chắp tay chúc mừng, nói chúc mừng tiền bối tháo ra tư tưởng. Tham Lang đại đế khẽ mỉm cười, vung tay lên, vậy Long Uyên thiên kiếm mảnh vỡ, rơi vào Diệp Thần trước mặt, nói khối này mảnh vỡ, ta đưa cho ngươi, đa tạ dạy bảo. Diệp Thần nhận lấy mảnh vỡ, chợt cảm thấy kiếm khí bức người, sắc bén kiếm mang vặn cắt, lại có thể cắt vỡ hắn lòng bàn tay, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy. Cao nhất nguyên binh, quả nhiên mũi nhọn ngút trời. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, thu cất Long Uyên thiên kiếm mảnh vỡ, chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi, thì có đáng sợ như vậy mũi nhọn,
nếu như là chân chánh Long Uyên Thiên Kiếm, không biết sẽ lợi hại đến cái gì bước. Tiền bối, nếu ngươi tư tưởng tháo ra, không bằng rời núi đi theo ta, chung nhau tiêu diệt tâm ma ung thư, cùng tâm ma ung thư diệt trừ, tâm ma đại chú kiếm lần nữa biến thành thông thường công cụ, ngươi có thể thừa kế chấp trường, tái tạo thánh nhân giáo hóa. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hướng Tham Lang Đại Đế phát ra mời. Nếu như Tham Lang Đại Đế có thể đi theo hắn, hắn diệt giết Đế Thích Thiên chắc chắn, liền lớn một phần. Tâm ma bát lão, chỉ là Yến Trường Ca người làm. Tham Lang Đại Đế, mới là Yến Trường Ca chân chính học trò, bàn về bối phận, có thể áp chế Đế Thích Thiên, tuyệt đối là một lớn trợ lực. Tham Lang Đại Đế lắc đầu một cái, nói ta tu vi hủy hết, hai chân cũng bị phế, đã thành phế nhân, ta không có sức giúp ngươi. Diệp Thần nói tiền bối hư hại kinh mạch, còn có tàn phế tay chân, ta đều có thể chữa trị. Tham Lang Đại Đế giọng lạnh lùng, nói, không cần, sư phụ ta đã chết, ta không hỏi thế sự đã lâu, không có hứng thú rời núi, ngày hôm nay ngươi tháo ra ta tư tưởng, ta đưa ngươi thiên kiếm mảnh vỡ, chúng ta không thiếu nợ nhau, không lưu nhân quả, ngươi có thể đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, Yến Trường Ca bỏ mình, chẳng lẽ tiền bối chẳng muốn báo thù. Năm đó tiền bối khiêu chiến thiên đạo, ý chí võ đạo hừng hực, ngày hôm nay đều không tắt, chẳng lẽ tiền bối cam tâm cả đời bất lực, không đi tìm cấp trên trả thù. Nghe vậy, Tham Lang Đại Đế sắc mặt đại biến. Diệp Thần những lời này, tựa như một thanh kiếm, đâm thật sâu vào tim hắn. Hắn đúng là muốn báo thù, nhưng vấn đề là, cấp trên như thế mạnh mẽ, hắn như thế nào là địch thủ. Thằng nhóc, chuyện không liên quan ngươi, đừng nói nhảm, lập tức cho ta cút. Ngươi có biết hay không, cấp trên có cường đại dường nào? Ta cả thiên đạo cũng không địch lại, lại nói chi là trả thù. Tham Lang Đại Đế thái độ nhất thời đổi được tàn bạo, thẹn quá thành giận, hung hăng quát mắng Diệp Thần. Tiền bối, chúng ta ngày hôm nay không địch lại cấp trên, nhưng cùng tiêu diệt tâm ma ung thư, đại khí vận thêm thân, chưa chắc không phải cấp trên địch thủ. Diệp Thần vẫn không có ý rời đi, Tham Lang Đại Đế thân phận, không phải chuyện đùa. Nếu như hắn chịu rời núi, Diệp Thần đối mặt Đế Thích Thiên áp lực, sẽ ung dung rất nhiều. Thằng nhóc, bảo ngươi cút không cút, đừng trách ta vô tình. Tham Lang Đại Đế một trận phẫn nộ, ý chí võ đạo bỗng nhiên nổ tung, chung quanh không gian vặn vẹo, lại có thể diễn hóa ra liền một cái tự tại thiên. Thánh nhân tự tại thiên, mở. Tham Lang Đại Đế quát lên một tiếng lớn, hắn tu vi toàn hủy, nhưng tự tại thiên có thể dựa vào ý chí phóng thích. Nhất thời. Một cái thần thánh cuồn cuộn, khoáng đạt đại khí tự tại thiên thế giới, cuồn cuộn tràn ngập ra, đem chu vi hơn 10 dặm chi địa, toàn bộ bao phủ vào. Cái này tự tại trời, khắp nơi tràn ngập thánh quang, có từng cái bộ dáng thư sinh thiên nhân, ở trên không trên ngâm sướng thi từ, tụng niệm thánh nhân quy luật, các loại cuồn cuộn giáo hóa nguyện lực, từ bốn phương tám hướng áp chế tới đây. Còn có một chùm chuỗi thi từ, diễn hóa ra liền hoa lệ khí tượng, hoặc phong hoa tuyết nguyệt. Hoặc thiết ngựa băng hà, hoặc bên nhét sát phạt, hoặc giang sơn sông lớn, đủ loại dị tượng, hòa lẫn thánh nhân thiên uy, điên cuồng trấn áp Diệp Thần. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy từng cơn áp lực, không ngừng bao phủ tới. Hắn thương thế, còn không hoàn toàn khôi phục, dưới mắt đối mặt Tham Lang Đại Đế tự tại thiên trấn áp, nhất thời nghẹt thở. Bảy sao Long Uyên, thiên kiếm hạ xuống, vội vàng như luật lệ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, cắn bể đầu ngón tay, một giọt máu tươi bôi lên đi, còn muốn tại chỗ luyện hóa Thiên Kiếm mảnh vỡ. Cái gì? Tham Lang Đại Đế thấy một màn này, nhất thời thất kinh. Cao nhất nguyên binh, coi như chỉ là một khối mảnh vỡ, đều vô cùng khó luyện hóa, vậy hao phí thiên đại khổ công. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể lâm trận luyện hóa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vù vù. Chỉ gặp Diệp Thần máu tươi, lao ở Long Uyên Thiên Kiếm trong mảnh vụn, đúng khối mảnh vỡ toát ra sáng chói tinh mang, lao một cái hư ảo Thiên Kiếm ảnh tử, nổi lên. Hống! Còn có một hồi tiếng rồng ngâm, vậy vang khắp lên. Thiên Kiếm hư ảnh trên, một cái thanh long quanh quẩn, dương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, linh lực không ngừng bơm vào, bữa trước kiếm hư ảnh, hơi thở không ngừng đọng lại. Tựa như biến thành thực chất cố thể, không nhìn ra hư ảo hình dáng. Luyện hóa thành công. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nếu như người bình thường muốn luyện hóa cao nhất nguyên binh, dĩ nhiên là muôn vàn khó khăn.
nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, con rồng này Uyên Thiên Kiếm, chỉ là một khối mảnh vỡ, Diệp Thần tự nhiên có thể ung dung luyện hóa. Một luyện hóa Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, Diệp Thần liền cảm thấy tự thân hơi thở, điên cuồng tăng vọt. Bổ thiên cảnh 9 tầng trời. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần tu vi, liền nhảy lượng nặng, đạt tới bổ thiên cảnh 9 tầng trời. Tinh hồn chạm, phá cho ta. Nhìn chung quanh bao phủ mà đến tự tại thiên thế giới, Diệp Thần cuồng quát một tiếng, Long Uyên Thiên Kiếm huy động, hung hăng chém ra, lau một cái không cách nào tưởng tượng kinh thiên kiếm khí, hòa lẫn ngôi sao chói lọi, phảng phất từ 9 tầng trời bạo rơi xuống ngân hà, cuồn cuộn chém chết bốn phía. Suy rồi, kiếm khí chém chết, Tham Lang Đại Đế gọi ra tự tại thiên thế giới, nhất thời tan biến. Tham Lang Đại Đế thần sắc hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, tự tại trời bể tan tành, hắn tại chỗ khạc ra máu tươi, sắc mặt phát trắng. Tiền bối, ta vô tình tổn thương ngươi, chỉ là Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, chư thiên vạn giới đối mặt ngày tận thế, ta cần ngươi trợ giúp. Diệp Thần thu hồi Long Uyên Thiên Kiếm, lạnh giọng nói. Tham Lang Đại Đế cắn răng, nhưng là không nói ra lời. Chớ ép ca ca ta. Ngay tại lúc này, một đạo kiều thúy thanh âm cô gái truyền ra. Diệp Thần chợt cảm thấy luân hồi mộ địa dị động, một vị luân hồi mới đại năng, lại có thể vào thời khắc này ra đời. Chỉ gặp một cái hắc sát che mặt cô gái, chậm rãi từ luân hồi mộ bia bên trong bay ra, cô gái quanh thân thiện âm vần quanh, các loại thiện âm chấn động, phát ra so thiên long bát thần âm còn muốn nghiêm túc mạnh mẽ thiên uy. Thiên U Thiện Nữ. Diệp Thần vừa nhìn thấy người phụ nữ này, chợt cảm thấy vô cùng thiên cơ cuồn cuộn tới. Hắn từ trên người cô gái này, bắt được và Tham Lang Đại Đế tương liên nhân quả. Người phụ nữ này, kêu Thiên U Thiện Nữ, lại là Tham Lang Đại Đế muội muội. Thiên U Thiện Nữ bay ra, đi tới Tham Lang Đại Đế trước mặt, mang yêu thương và đáng thương ý, nhẹ nhàng vuốt ve Tham Lang Đại Đế gương mặt, nói ca ca, ngươi không có sao chứ. Muội muội, là ngươi. Tham Lang Đại Đế hoàn toàn ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Thiên U Thiện Nữ. Ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tham Lang Đại Đế gặp Thiên U Thiện Nữ, chỉ còn lại một món thần hồn, không khỏi rất kinh hãi. Ở thời đại thượng cổ, Tham Lang Đại Đế và Thiên U Thiện Nữ, đến từ cùng một gia tộc, vì đi theo thánh nhân bước chân, Tham Lang Đại Đế đưa vào Yến Trường Ca môn hạ, cũng chưa có hồi qua nhà. Yến Trường Ca chết sau đó, hắn đã từng trở về qua một lần, nhưng xem đến gia tộc đã tiêu diệt, hắn còn lấy là muội muội đã chết, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể gặp nhau, mà muội muội vậy chỉ còn lại một món thần hồn. Người chân thân, bị Huyền Cơ Nguyệt nhốt. Tham Lang Đại Đế bấm ngón tay tính toán, nhất thời suy diễn ra nhân quả, sắc mặt không khỏi đại biến. Huyền Cơ Nguyệt tính cách, nổi danh tàn bạo, Thiên U Thiện Nữ chân thân bị tống giam, sợ rằng phải chịu hết hành hạ. Ca ca, ta không có sao. Đời này luân hồi chi chủ, sớm muộn sẽ cứu ta đi ra. Thiên U Thiện Nữ trong tròng mắt mang nước mắt, nhìn Diệp Thần một mắt. Tham Lang Đại Đế khẽ cắn răng, nói, muội muội, ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ đích thân cứu ngươi, không cần giả mượn người ngoài. Thiên U Thiện Nữ như cũng nhẹ nhàng vuốt ve Tham Lang Đại Đế gương mặt, nói ca ca, ngươi vẫn là như thế tranh cường háo thắng. Hôm nay Tham Lang Đại Đế dạ yếu bại mục nát, nhưng ý chí võ đạo như cũ hừng hực, tựa như vẫn là người tuổi trẻ, thấy Thiên U Thiện Nữ gặp nguy hiểm, chỉ muốn tự mình đi cứu vãn, không muốn thiếu Diệp Thần ân tình. Diệp Thần cười khổ một tí, xem ra cái này Tham Lang Đại Đế, nóng nảy thật đúng là quật cường. Tham Lang Đại Đế nhìn về phía Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, chúng ta làm tiếp cái giao dịch. Diệp Thần nói, à, tiền bối còn muốn làm thế nào giao dịch? Tham Lang Đại Đế trầm giọng nói, ngươi thay ta chữa trị, ta nói cho ngươi luân hồi huyền bi tung tích. Luân hồi huyền bi. Diệp Thần nghe được cái này bốn chữ, nhất thời trong lòng co rút nhanh. Tham Lang Đại Đế nói, ngươi luân hồi huyết mạch, muốn hoàn toàn kích hoạt, cần luân hồi huyền bi phụ trợ, ta biết có một khối luân hồi huyền bi, lấy ma là bia, chỉ cần ngươi chịu thay ta chữa trị, ta có thể nói cho ngươi ma bia tung tích. Ma bia. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Hiện tại hắn trên đầu, đã có trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia, độc bia, ám bia, nếu như có thể lấy thêm đến một khối ma bia, luân hồi huyết mạch khẳng định có thể lại một bước kích hoạt.
thậm chí Hoa Hạ khối kia luân hồi huyền bi, chắc không buồn ngủ khó khăn. Đáng tiếc Diệp Lăng Thiên từ đi Hoa Hạ, liền lại cũng không có chuyển tới động tĩnh. Mình bởi vì đồ thánh đại hội làm rối loạn trận cước, cũng không hạ quan tâm Diệp Lăng Thiên sự việc. Bất quá dựa theo Diệp Thần hiểu, Diệp Lăng Thiên thực lực ở Hoa Hạ đủ để càn quét, coi như Hoa Hạ quy tắc áp chế, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là trước mấy lần mình thấy hình ảnh, tựa hồ biểu thị Diệp Lăng Thiên ở Hoa Hạ cũng không tốt. Chẳng lẽ Hoa Hạ linh khí dị biến đã bắt đầu? Tiền bối, không biết vậy ma bia ở nơi nào? Diệp Thần vội vàng hỏi, chỉ muốn biết ma bia tung tích. Tham Lang Đại Đế nói, người trước thay ta chữa trị. Thiên U Thiện Nữ nói, ca ca. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề. Nói xong, Diệp Thần cũng không nói nhảm, bàn tay vung lên, từng luồng kim quang, hóa thành cá chép, vờn quanh Tham Lam chó sói đại đế trên thân thể. Thiên tiên cá chép, khu trừ tai khí, bảo vệ ngươi chân linh, sắc. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, điểm ngón tay một cái, thi triển ra thiên tiên cá chép sao, từng cái cá chép, xua tan Tham Lang đại đế trên mình tai khí. Ngày xưa, Tham Lang đại đế khiêu chiến thiên đạo thất bại, kinh mạch bị hủy, hơn nữa có tai họa lớn thêm thân, tai khí quanh quẩn không tiêu tan. Cho nên, muốn trị liệu Tham Lang đại đế, trước hết xua tan trên người hắn tai khí. Suy suy suy, ở trên trời tiên cá chép dưới bảo vệ, từng luồng đen nhánh hơi thở, từ Tham Lang đại đế trong cơ thể toát ra, sau đó bị ở cá chép tiên khí dưới sự xung kích, toàn bộ tiêu tán. Bát quái thiên đan thuật, chữa trị. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần mới thi triển ra bát quái thiên đan thuật, chữa trị Tham Lang đại đế hư hại kinh mạch, còn có tàn phế hai chân. Diệp Thần ước chừng có 6 chương nguyên phù, nguyên thuật tu vi đặc biệt tinh xảo, bát quái thiên đan thuật có nguyên thuật gia trì, uy lực cũng là lớn lớn tăng lên. Chỉ cần người còn dư lại một hơi, Diệp Thần liền có thể chữa trị. Rào. Ở từng luồng bát quái đan khí bồi bổ hạ, Tham Lang đại đế kinh mạch, nhanh chóng khép lại. Còn có hắn tàn phế hai chân, vậy khôi phục chi giác, chậm rãi đứng lên. Ca ca, Thiên U Thiện Nữ thấy Tham Lang đại đế khôi phục, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thời kỳ toàn thịnh Tham Lang đại đế, thực lực thậm chí vượt qua còn chân cảnh đỉnh cấp, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, người ngoài không thể hiểu, lấy là hắn thực lực, cũng chỉ có còn chân cảnh đỉnh cấp mà thôi. Hiện tại Tham Lang đại đế hư hại kinh mạch, đã khôi phục, nếu thời gian dài, hắn từ đầu đến cuối có thể tu luyện trở lại ngày xưa cảnh giới. Muội muội, Tham Lang đại đế kinh mạch khôi phục, tóc trắng biến thành tóc đen, nếp nhăn dần dần biến mất, hiển nhiên tai khí xua tan, khí trở về, muốn khôi phục trẻ tuổi. Ngay chớp mắt, hắn đã từ một cái suy hủ ông già, biến thành một cái chó sói vậy dũng mãnh người trung niên, ánh mắt kích động, ôm chặt lấy Thiên U Thiện Nữ, nhưng tựa như ôm được không khí. Thiên U Thiện Nữ chỉ là một món thần hồn, máu thịt chân thân không có ở đây, liền ôm chầm cũng không thể làm được. Đáng chết! Tham Lang đại đế khẽ cắn răng, ánh mắt mang theo hận ý, nói, muội muội ngươi yên tâm, chờ ta tu vi khôi phục, ta lập tức làm thịt Huyền Cơ Nguyệt, cứu ngươi chân thân đi ra. Thiên U Thiện Nữ rơi lệ nói, ca ca, đa tạ ngươi. Tham Lang đại đế kéo nàng hư ảo tay, nói, tốt lắm, muội muội, chúng ta cùng đi đi, ta chuẩn bị đi hư không chảy loạn bên trong tu luyện. Thiên U Thiện Nữ nói, ca ca, ta thần hồn theo nhờ luân hồi mộ địa, không thể rời đi luân hồi chi chủ quá xa, nếu không có tiêu tán nguy hiểm, ta không thể đi theo ngươi, ngươi lưu lại giúp luân hồi chi chủ đi. Tham Lang đại đế liếc Diệp Thần một mắt, ha ha cười nhạt, nói, muội muội, ca ca ngươi ta người thế nào? Nếu như luân hồi chi chủ, có thời kỳ tột cùng thực lực, ta có lẽ sẽ đi theo hắn, nhưng hôm nay, hắn chỉ có bổ thiên cảnh 9 tầng trời, không tư cách để cho ta đi theo. Thiên U Thiện Nữ nói, ca ca, vậy ngươi muốn như thế nào? Tham Lang đại đế nói, ta vẫn còn đi hư không chảy loạn bên trong tu luyện, ngươi yên tâm, chờ ta tu vi khôi phục đỉnh cấp, ta sẽ trở về tìm ngươi. Đoạn thời gian này, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, thằng nhóc, đối với muội muội ta khá một chút, ngươi nếu như dám khi dễ nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn ma bia, ở Càn Ám Ma. Bị ma hồn thần cung chiếm đoạt, người muốn cướp lấy ma bia, chỉ muốn tiêu diệt ma hồn thần cung, vậy là được rồi. Càn Ám Ma, ma hồn thần cung. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhất thời bắt được nặng trọng nhân quả. Cái này Càn Ám Ma,
ở Dương Chân Vực và Thiên Nhân Vực tiếp giáp, Ma Hồn Thần Cung cung chủ, Kêu Phong Tinh Vẫn, thực lực ước chừng đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên. Còn chân cảnh 6 tầng thiên, có chút khó giải quyết. Diệp Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới cái này Ma Hồn Thần Cung cung chủ, lại có thể như thế mạnh mẽ. Hắn muốn cướp lấy ma bia mà nói, trước hết giết chết cung chủ Phong Tinh Vẫn, mà Phong Tinh Vẫn tu vi, đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên, lấy hắn thực lực trước mắt, còn khó có thể đối phó. Tham Lang Đại Đế nói, thằng nhóc, ma bia tung tích, ta đã nói cho ngươi, chúng ta nhân quả hai không thiếu nợ nhau, cáo từ. Lại lưu luyến không thôi nhìn Thiên U Thiện Nữ, nói, muội muội, ta phải đi, tạm thời ủy khuất ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ quá lâu. Huyền Cơ Nguyệt dám đả thương ngươi, ta sẽ để cho nàng trả giá thật lớn. Nói xong, Tham Lang Đại Đế liền muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên lúc này, chín tầng trời hư không suy suy vang dội, có một đạo ánh sáng tím vòng quanh phủ chiếu, lăng không phóng tới. Là nữ hoàng phủ chiếu. Diệp Thần vừa thấy, nhất thời trong lòng giật mình. Tham Lang Đại Đế ánh mắt giận dữ, nói, Huyền Cơ Nguyệt tiện nhân kia, phát phủ chiếu tới đây làm gì? Tham Lang Đại Đế bàn tay một sao, đem phù chiếu sao ở trong tay, tiện tay bóp vỡ, nhất thời, ẩn chứa ở phù chiếu bên trong ý chí, liền truyền ra. Diệp Thần và Thiên U Thiện Nữ, đều cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt ý chí. Tham Lang Đại Đế, tới thượng giới theo ta có thể thả ngươi muội muội. Huyền Cơ Nguyệt truyền tới tin tức, lại là muốn mời chào Tham Lang Đại Đế. Nàng mở ra điều kiện, là phóng thích Thiên U Thiện Nữ chân thân. Nghe được cái này điều kiện, Tham Lang Đại Đế tim kịch liệt nhảy lên, nếu như Thiên U Thiện Nữ chân thân, có thể lập tức bị phóng thích, hai huynh muội liền có thể đoàn tụ. Nhưng hạ một sát, Tham Lang Đại Đế động tâm, biến thành tức giận, phù chiếu ở trong tay hắn bể thành lưu quang. Huyền Cơ Nguyệt, người tiện nhân kia, lại muốn cầm muội muội ta làm tiền đặt cuộc. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả người. Nếu không, lão tử sớm muộn có một ngày, sẽ giết tới thượng giới. Đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Tham Lang Đại Đế ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm hòa lẫn ý chí võ đạo, cuồn cuộn truyền tới thượng giới. Hắn tuân theo thánh nhân giáo hóa, không thể nào cùng tà ma gian đồ làm giao dịch, Huyền Cơ Nguyệt muốn cầm Thiên U Thiện Nữ làm tiền đặt cuộc, đó là tự rước lấy, hắn không thể nào đáp ứng. Ca ca, Thiên U Thiện Nữ kéo Tham Lang Đại Đế cánh tay, yên lặng rơi lệ. Nàng chân thân bị Huyền Cơ Nguyệt tống giam. Nơi nào có như thế dễ dàng thoát khốn. Huyền Cơ Nguyệt cũng không phải cái gì người lương thiện, tự nhiên không thể nào bị Tham Lang Đại Đế uy hiếp. Tham Lang Đại Đế nói, muội muội ngươi yên tâm, có ta ở đây, Huyền Cơ Nguyệt không dám đả thương ngươi. Diệp Thần nhìn cái này hai huynh muội, thâm hậu như vậy tình nghĩa, gương mặt một hồi lộ vẻ xúc động. Tham Lang Đại Đế, tuyệt đối coi như là một đời hào kiệt, đáng tiếc không chịu là hắn sử dụng. Tham Lang Đại Đế, Đế Thích Đại Nhân muốn gặp ngươi. Nữ hoàng phù chiếu, hoàn toàn theo gió phiêu tán, nhưng mà lúc này, lại có một món âm âm trầm, quỷ dị tiếng trầm thấp, chậm rãi vang lên. Chỉ gặp một người đàn ông, từ bên ngoài trên thảo nguyên, chậm rãi đi tới. Nam tử này, cặp mắt trống rỗng, không mang theo một chút linh thức trí khôn, ngũ quan đần độn như pho tượng, không có một chút diễn cảm, liền đi bộ động tác cũng không có so cứng ngắc, tựa như một cái xác biết đi. Tâm Ma Cương Thi, Đế Thích Thiên con rối. Diệp Thần chấn động trong lòng, từ nam tử này trên mình, bắt được một món tâm ma hơi thở. Hiển nhiên, nam tử này, đã sớm bị tâm ma tẩy não, thành cương thi con rối vậy tồn tại, hoàn toàn nghe theo Đế Thích Thiên hiệu lệnh. Từ đâu tới yêu nghiệt, cho ta cút. Tham Lang Đại Đế bước ra một bước, hai quả đấm nắm chặt, khí thế dâng trào như núi sông, chấn động được nam tử kia ngã xuống tại chỗ, chật vật không chịu nổi. Đại Đế bất giận. Nam tử kia lảo đảo lắc lư đứng lên, nói tại hạ Liệt Dương Thiên Tông đệ tử, Tần Thương Dương, dưới mắt đã đầu dựa vào Đế Uyên Điện, là Đế Thích Đại Nhân trung thành nhất người làm, nghe Tham Lang Đại Đế ở ẩn cư này, đặc biệt tới mời ngươi rời núi, Đế Thích Đại Nhân muốn gặp ngươi. Tần Thương Dương giọng nói chuyện, lạnh lùng bình thản đến không mang theo một chút tâm trạng, là người diễn cương thi, làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Thần âm thầm chấn động phố. Bị tâm ma khống chế người, chính là cái này kết quả, thật may ngày đó đổ thánh đại hội, hắn có Hồng Mông Đại Tinh không bảo vệ, nếu không, hắn và Già Thiên Ma Đế, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, khẳng định cũng phải biến thành cái này quỷ bộ dáng.
Tham Lang Đại Đế nói, Đế Thích Thiên là chư thiên vạn giới lớn ung thư, ta không có hứng thú gặp hắn, ngươi cút về nói cho hắn, hắn dám từ bỏ thánh nhân giáo hóa, vi phạm thánh nói, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân cầm hắn gáy trên đầu người, tế bái sư phụ. Mới vừa đi qua Diệp Thần mở rõ ràng, Tham Lang Đại Đế đã hiểu ra, biết công cụ và ung thư khác biệt, cho nên không chút lưu tình khiển trách Đế Thích Thiên. Tần Thương Dương diễn cảm như cũ lạnh lùng, như cương thi vậy vạn năm không nhúc nhích, nói, Đế Thích Đại Nhân nói, chỉ cần ngươi chịu đi Đế Huyên Điện một chuyến, hắn có thể nói cho ngươi phản đồ là ai. Năm đó các ngươi thất đại thánh đồ, cởi dậy ra, vốn là người có chí riêng, dễ hiểu, nhưng các ngươi bên trong, ra một tên phản đồ, bán đứng trước chủ Yến Trường Ca. Ngươi muốn thay trước chủ trả thù, đối phó cấp trên là không thể nào, nhưng chém chết phản đồ, cũng là lớn công đức một kiện, có thể an ủi trước chủ trên trời có linh thiêng. Tham Lang Đại Đế thần sắc cuồng biến, nói, phản đồ là ai? Năm đó bọn họ thất đại thánh đồ bên trong, ra một tên phản đồ, chuyện này, Tham Lang Đại Đế một mực cảnh cảnh tại trong lòng, đáng tiếc hắn tu vi toàn hủy hạ, vậy không tra được phản đồ là ai? Hiện tại Diệp Thần chữa khỏi hắn kinh mạch, hắn tự nhiên có báo thù tâm tư. Tìm cấp trên báo thù, vậy là tuyệt đối không khả năng, cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng bắt được phản đồ, cầm phản đồ đầu người cúng tế Yến Trường Ca, vẫn là có thể làm được. Tần Thương Dương nói, người muốn biết phản đồ là ai, theo ta trở về đi thôi, Đế Thích Đại Nhân sẽ chính miệng nói cho ngươi. Nghe vậy, Tham Lang Đại Đế sắc mặt trầm xuống, nói, Đế Thích Thiên kêu ta trở về, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là chư thiên lớn ung thư, ta không thể nào tiếp tay cho giặc. Tần Thương Dương nói, Đại Đế không cần lo lắng, Đế Thích Đại Nhân yêu cầu rất đơn giản, hắn hiện tại bị thương, chỉ cần ngươi chịu giúp hắn ngăn trở nữ hoàng thiên cung uy hiếp, cùng thương thế hắn tốt lắm, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Tham Lang Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói, Đế Thích Thiên muốn cầm ta làm bia đỡ đạn. Nói vớ vẩn, hắn không cái này tư cách, trừ phi hắn chịu buông tha tâm ma xét xử kế hoạch, lại thuộc về thánh nhân đại lộ, nếu không ta tuyệt không thể nào giúp hắn. Tần Thương Dương nói, Đại Đế quyết ý không để ý đồng môn tình cảm, nhẫn tâm nhìn Đế Thích Đại Nhân chịu khổ. Tham Lang Đại Đế nói, hắn xa vào chịu khổ, đó là tự tìm, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lập tức cho ta cút, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngay lúc nói chuyện, Tham Lang Đại Đế bàn tay nắm chặt, khớp xương rắc rắc vang dội, lại có từng luồng cho đen thâm trầm sát khí, không ngừng bạo dũng ra. Cuồn cuộn sát khí sôi trào gian, phát ra chó sói gầm thét. Khiếu thiên động địa, lạnh lẽo nhân tâm tỳ, vẫn còn có thái thượng đạo pháp hơi thở. Là thái thượng thiên sát đạo, thế gian mạnh nhất sát khí. Diệp Thần thấy một màn này, con người hơi có giúp một cái. Tham Lang Đại Đế bàn tay quanh quẩn sát khí, lại là thái thượng thiên sát nói, thái thượng 36 đạo một trong. Thái thượng 36 đạo, mỗi một loại đều đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Nếu như cái này thái thượng sát khí, bạo giết ra tới, Diệp Thần đều không tuyệt đối chắc chắn, có thể ngăn cản. Mới vừa Tham Lang Đại Đế kinh mạch còn không khôi phục, hai chân vẫn là tàn phế, cái này thái thượng sát khí không xử ra được, nhưng hiện tại hắn kinh mạch chữa khỏi, tu vi thoáng khôi phục, sát khí vừa ra, bữa kêu người nghẹt thở. Tần Thương Dương ra mặt lay động, lộ ra một chút sợ hãi. Hắn là tâm ma cương thi, không có trí khôn tư tưởng. Cái này sợ hãi là bản năng phản ứng. Thái thượng thiên sát nói, sát khí nồng nặc, liền hắn bản năng cũng kích thích ra. Đã như vậy, vậy ta cáo từ. Tần Thương Dương dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Tham Lang Đại Đế tiến lên trước một bước, muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù, hắn rất muốn biết phản đồ là ai, nhưng là, hắn không hề muốn là Đế Thích Thiên cống hiến. Tiền bối, nếu như ta có thể bắt được ma bia, đến lúc đó, ta huyết mạch tiến một bước hồi phục, có lẽ có thể giúp ngươi suy diễn ra, vậy phản đồ là ai? Diệp Thần thử nghiệm suy diễn, trong phảng phất suy diễn đến vậy phản đồ hình bóng, nhưng từ đầu đến cuối không thấy được chính diện. Muốn thấy được ngay mặt nói, trừ phi bắt được ma bia, huyết mạch tiến một bước hồi phục. À, Tham Lang Đại Đế ánh mắt sáng lên, nói, như vậy quá tốt. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm ra phản đồ là ai, ta vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đại Đế sát khí đông lại một cái, hóa thành một khối màu đen tinh thạch, giao cho Diệp Thần. Đây là Thái Thượng Thiên Sát ngưng tụ tín vật,
người thật tốt cầm, nếu như sau này gặp phải khẩn cấp nguy hiểm, có thể bóp vỡ kêu gọi ta, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một lần, coi là báo đáp. Nhớ, không tới thời khắc sinh tử, không nên động dùng vật này. Tham Lang đại đế vô cùng trọng nhân quả, nếu Diệp Thần đáp ứng giúp hắn tìm phản đồ, hắn vậy không keo kiệt, lưu lại một đạo tín vật, như vậy Diệp Thần sau này gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Tiền bối, người nói thế nào ma bia, bị ma hồn thần cung chiếm đoạt, thế nhưng ma hồn thần cung cụ thể ở Càn Ám Ma nơi nào, xin tiền bối cho biết. Càn Ám Ma, ở Dương Chân Vực và Thiên Nhân Vực tiếp giáp, chu vi chừng vạn dặm, Diệp Thần âm thầm suy diễn, vậy suy diễn không ra ma hồn thần cung vị trí cụ thể. Tham Lang đại đế lắc đầu một cái, nói ta cũng không biết, ta chỉ biết là, ma bia ngay tại ma hồn thần cung cung chủ, Phong Tinh Vẫn trong tay. Phong Tinh Vẫn, trời xanh hoang ma thánh thể, là ma mà sống, là còn chân cảnh 6 tầng thiên cao thủ. Khối này ma bia, là hắn năm đó bất ngờ ở Thái Cổ di tích tìm được, sau đó, hắn vận dụng hết thảy tài nguyên, thậm chí ra số tiền lớn thuê ta sư đệ Võ Khúc đại đế, đi trộm đào luân hồi chi chủ nghĩa địa. Bởi vì, muốn hoàn toàn phát huy luân hồi huyền bi uy lực, cần luân hồi phép tắc hơi thở, cho nên, Phong Tinh Vẫn phái người trộm mộ, là muốn cướp lấy luân hồi chi chủ tín vật, dùng để thúc giục luân hồi huyền bi. Năm đó luân hồi chi chủ chết sau đó, khắp nơi thiết lập rất nhiều nghĩa địa nghi trùng, dùng để mê muội người tầm mắt, mỗi một tòa nghĩa địa bên trong, nhiều hơn thiếu thiếu đều lưu lại một ít tín vật. Ta sư đệ Võ Khúc đại đế, thu Phong Tinh Vẫn chỗ tốt, thay hắn trộm mộ. Phong Tinh Vẫn bắt được luân hồi chi chủ một ít tín vật, rốt cuộc có thể sử dụng ma bia, cuối cùng hắn vì né tránh nhân quả, một mực giúp lại ma hồn thần cung bên trong không đi ra. Diệp Thần nghe xong Tham Lang đại đế nói, nhất thời con ngươi co rúm một cái, nói, Phong Tinh Vẫn còn đào qua ta phần mộ. Tham Lang đại đế nói, là ta sư đệ Võ Khúc đại đế đào. Diệp Thần nói, người sư đệ chỉ là bị người thuê, bàn tay đen sau màn là cái này Phong Tinh Vẫn. Tham Lang đại đế nói, đúng là như vậy, ma hồn thần cung vị trí, ta không biết ở nơi nào, thế nhưng tòa bị trộm đào lăng mộ, ta nhưng là biết, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lại xem, có lẽ có thể bắt được cái gì thiên cơ nhân quả, từ đó ngược dòng ra ma hồn thần cung chỗ. Diệp Thần khoát tay một cái, nói, không cần, ta đã biết. Mới vừa nghe được Tham Lang đại đế nói tới trộm mộ, Diệp Thần liền động phá thiên cơ, phong tỏa lăng mộ vị trí. Mơ hồ tới giữa, thậm chí thấy được năm đó Võ Khúc đại đế trộm mộ hình ảnh. Võ Khúc đại đế bóng người, cho Diệp Thần một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, và hắn suy diễn đến phản đồ hình bóng, đặc biệt phù hợp. Chẳng lẽ Võ Khúc đại đế chính là phản đồ? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng còn không thấy vậy phản đồ chính diện, không dám khẳng định. Tham Lang đại đế nói, nếu ngươi biết lăng mộ chỗ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chăm sóc kỹ muội muội ta phải đi. Tham Lang đại đế nhìn Thiên U Thiện Nữ một mắt, lưu luyến không thôi, hiện tại hắn kinh mạch đã khôi phục, cần bắt chặt thời gian, mau sớm khôi phục tu vi, lại bước lên đỉnh cấp. Thiên U Thiện Nữ cũng là lưu luyến không thôi, kêu một tiếng ca ca. Diệp Thần khẽ chắp tay một cái, nói tiền bối đi thong thả. Tham Lang đại đế gật đầu một cái, bỗng nhiên nhưng mặt liền biến sắc, nói có người tới. Thật là nặng khí độc. Tham Lang đại đế vừa dứt lời, Diệp Thần vậy cảm thấy, có một cổ quen thuộc thân thiết hơi thở, đang hướng nơi đây bay vút tới. Kỷ Lâm. Diệp Thần con người co rúm một cái, nhưng cảm thấy trong cơ thể độc bia dị động, trong phảng phất và Kỷ Lâm Trầm Uyên độc thể, không ngừng đồng tình. Khối này độc bia, là Diệp Thần và Kỷ Lâm tới giữa, một đạo đặc thù môi giới, chỉ cần Kỷ Lâm xuất hiện ở vùng lân cận, độc bia sẽ có chấn động. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên liền thấy một cái bé gái, từ phương xa bay vút tới. Cái này bé gái, sinh được trắng nõn, mềm mịn, xinh đẹp lanh lợi, chính là Kỷ Lâm. Từ đâu tới yêu nghiệt, khí độc lại có thể nặng như vậy, cả thiên địa đều phải ích dịch. Tham Lang đại đế kinh ngạc phát hiện, nơi này thiên địa quy tắc, lại có thể không có tổn hại Kỷ Lâm. Phải biết, ở thiên nộ chi địa, thiên địa quy tắc tai vô cùng tức giận nặng, mỗi tháng đều có thiên kiếp hạ xuống. Diệp Thần không bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, đó là bởi vì hắn thân cái luân hồi huyết mạch, nhưng hiện tại, Kỷ Lâm lại có thể cũng không bị thiên địa hàng tai, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Là Trầm Uyên độc thể hiệu quả. Diệp Thần nhưng rất rõ ràng, Kỷ Lâm thể chất, là Trầm Uyên độc thể,
khí độc đặc biệt nồng nặc, đủ để ích dịch thiên địa, cả thiên địa quy tắc đều phải xu hướng tránh. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Tham Lang đại đế gương mặt đằng đằng sát khí, giơ bàn tay lên, thái thượng sát khí tuôn ra, liền muốn một chưởng tiêu diệt Kỷ Lâm. Nhưng quấn quanh ở trên tay hắn sát khí, tới gần một chút Kỷ Lâm, liền tựa như con cá thấy nước, ong mật thấy cánh hoa, lại là hiện ra thân thiết ôn hòa ý, không đành lòng sát thương. Kỷ Lâm thấy Tham Lang đại đế đằng đằng sát khí bàn tay, nhưng là ai yêu một tiếng kêu kêu, sợ hết hồn. Tiền bối lại không động thủ, đây là bạn của ta. Diệp Thần vội vàng ngăn trở Tham Lang đại đế, đem Kỷ Lâm kéo tới đây. Diệp Bức Vương, người quả nhiên còn chưa có chết. Kỷ Lâm gặp được Diệp Thần, thật là vui mừng phải hơn nhảy cỡn lên, ôm chặt lấy Diệp Thần thân thể, không nói ra được kích động. Nàng dựa vào độc bia cái này môi giới, tìm được thiên nộ chi địa, rốt cuộc tìm được Diệp Thần. Kỷ Lâm, ngươi làm sao tới? Diệp Thần xoa xoa Kỷ Lâm đầu nhỏ, trong lòng một hồi ấm áp, rất là cao hứng. Kỷ Lâm nói, ta lo lắng ngươi nha, nghe nói ngươi bị Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đánh cho thành đầu heo, bên ngoài người đều nói ngươi chết, nhưng ta biết ngươi nhất định còn sống, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Diệp Thần bật cười khanh khách, quát cạo Kỷ Lâm lỗ mũi, nói ta không như vậy dễ chết. Cái này đại thúc là ai, làm sao vừa thấy mặt đã muốn giết ta? Kỷ Lâm nhìn xem Tham Lang đại đế, bĩu môi, mới vừa Tham Lang đại đế còn muốn một chưởng giết chết nàng, quả thực hù được nàng không nhẹ. Xin lỗi, cô gái nhỏ, là ta tạm thời xung động. Tham Lang đại đế buông xuống bàn tay, tò mò đánh giá Kỷ Lâm. Hắn phát hiện Kỷ Lâm trầm uyên độc thể, thể chất đặc biệt đặc thù, rất thích hợp tu luyện sát khí loại thần thông. Nếu như có thể thu Kỷ Lâm làm đồ đệ, vậy hắn Thái Thượng Thiên Sát nói, liền có người kế nghiệp. Võ đạo một đường, có một hơi, điểm một ngọn đèn, truyền thừa vô cùng trọng yếu. Ngày hôm nay Tham Lang đại đế, trước sau cự tuyệt Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mời, sau này ngày tuyệt sẽ không tốt lắm. Hắn đã làm xong phải chết chuẩn bị, nhưng ở chết trước, hắn muốn đem đạo của mình pháp, truyền thừa tiếp. Diệp Thần nói, cái này vị tiền bối kêu Tham Lang đại đế, là ngày xưa thượng cổ thánh nhân thủ đồ, người mau tới bái kiến. Tham Lang đại đế, nha, người chính là Đế Thích Thiên sư huynh. Kỷ Lâm giọng run lên, nhất thời cảnh giác. Hiển nhiên, nàng cũng nghe qua Tham Lang đại đế danh tiếng, bàn về bối phận, Tham Lang đại đế vẫn là Đế Thích Thiên sư huynh. Diệp Bức Vương, người như thế nào cùng thứ người xấu này chung một chỗ? Người cũng không sợ chết sao? Ngươi không cần phải sợ, ta tới bảo vệ ngươi. Kỷ Lâm hừ một tiếng, bàn tay màu xám cho khói độc ngưng tụ, nghiêm thần phòng bị. Nàng gặp Tham Lang đại đế khí thế mạnh mẽ, nhưng tu vi tựa hồ còn không khôi phục, nếu như chiến đấu, chưa chắc không có cơ hội thắng. Không phải, Kỷ Lâm, tiền bối không là người xấu. Diệp Thần vừa tức giận, vừa buồn cười, thấy Kỷ Lâm như thế bảo vệ mình, trong lòng lại là một hồi ấm áp. Tham Lang đại đế cũng là khóc cười không được, nói, không phải, cô gái nhỏ, ta không là người xấu. Dừng một chút, Tham Lang đại đế âm thầm thần hồn truyền âm, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, cái này bé gái là ngươi người nào? Diệp Thần trong lòng rét một cái, truyền âm trở về nói, là ta một người bạn muội muội, thế nào? Tham Lang đại đế nói, ta xem nàng tư chất thật tốt, rất thích hợp tu luyện ta đạo pháp, ta muốn nhận nàng làm đồ đệ. Không biết ngươi ý như thế nào. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời cả kinh, nói tiền bối, ngươi muốn nhận nàng làm đồ đệ. Tham Lang đại đế nói, đúng vậy, ta ngày hôm nay đắc tội Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, sau này tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm, ta cần một cái truyền nhân, thừa kế ta y bát, để tránh đạo thống đoạn tuyệt. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi muốn thu đồ, cái này muốn hỏi nàng ý kiến, ta không làm chủ được. Tham Lang đại đế nói, nàng tựa hồ không thích ta lắm, ta không tiện mở miệng, xin ngươi hãy hỗ trợ khuyên một hai. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, Tham Lang đại đế muốn nhận Kỷ Lâm làm đồ đệ, đây đối với Kỷ Lâm mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Dẫu sao, thời kỳ tột cùng Tham Lang đại đế, tu vi không thể so với Đế Thích Thiên kém, lại là một khối cường giả, bàn về bối phận, thậm chí là Đế Thích Thiên sư huynh. Kỷ Lâm đi theo Tham Lang đại đế tu luyện, tự nhiên có thiên đại chỗ tốt. Diệp Thần nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ theo nàng cẩn thận nói một chút. Tham Lang đại đế nói, đa tạ. Hai người nói chuyện, dùng thần hồn truyền âm,
hết thảy đều ở đây trong chớp mắt, Kỷ Lâm vậy không nghe được. Kỷ Lâm kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Bức Vương, chúng ta đi thôi, tỷ tỷ nàng khẳng định rất lo lắng ngươi, chúng ta mau trở về. Tham Lang Đại Đế hướng Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần hội ý, tăng hắng một cái, nói, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại đi. Kỷ Lâm bĩu môi, nói, cũng tốt, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Đêm đó, Diệp Thần và Kỷ Lâm trở lại cổ kiếm trại, ở lại. Thiên U Thiện Nữ trở lại luân hồi mộ địa, Tham Lang Đại Đế tạm ở lại trên hoang mạc, cũng không có lập tức lên đường rời đi, hắn còn muốn thu Kỷ Lâm làm đồ đệ. Cổ kiếm trại sau núi, đỉnh núi. Đêm lạnh như nước, Diệp Thần và Kỷ Lâm sóng vai mà ngồi, ngửa mặt trông lên tinh không, nói ra Đồ Thánh Đại Hội sự việc. Diệp Thần đem Đồ Thánh Đại Hội quá trình, đủ loại hung hiểm chi tiết, thêm dầu thêm mỡ nói một phen, nghe được Kỷ Lâm kinh tâm động phách, rung động liền liền. Diệp Bức Vương, ngươi lá gan có thể thật là lớn, không hổ là Bức Vương à, như thế nguy hiểm đại hội ngươi cũng dám đi, thật là không muốn sống nữa. Kỷ Lâm vỗ ngực một cái, cơn sóng trong lòng như cũ phập phồng không chừng. Diệp Thần và Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt tới giữa chênh lệch, lớn đến không có thể tưởng tượng bước, có thể ở hai người này uy nghiêm hạ, còn sống rời đi, thật sự là mạo hiểm cực kỳ, khó hơn lên trời sự việc. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta khí vận thâm hậu rất, không như vậy dễ dàng chết. Khoác lác, nếu như không phải là cuối cùng, tỷ tỷ ta đi ra giúp ngươi, ngươi chắc là phải bị nữ hoàng giết chết. Kỷ Lâm bĩu môi, Diệp Thần cuối cùng còn có thể sống được, Kỷ Tư Thanh công không thể không. Nếu như không phải là Kỷ Tư Thanh hạ xuống, dựa hết vào Diệp Thần một người, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí, sợ rằng tại chỗ liền phải bị giết, không thể nào có còn sống cơ hội. Diệp Thần cười nói, ta dĩ nhiên là phải cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Kỷ Lâm nói, vậy chúng ta ngày mai nhanh đi về, ta cũng muốn gặp tỷ tỷ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói không. Thật ra thì ta đã cùng tỷ tỷ ngươi liên lạc qua, nàng nói ngươi quá nghịch ngợm, chẳng muốn gặp ngươi. Kỷ Lâm nói, cái gì, ngươi đã cùng tỷ tỷ ta liên lạc qua. Diệp Thần nói, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nói, ngươi nghịch ngợm như vậy, cần người dạy dỗ, nàng muốn cho ngươi bái Tham Lang Đại Đế vi sư, tu luyện một đoạn thời gian, trở về nữa gặp nàng. Diệp Thần rất rõ ràng Kỷ Lâm tính cách, nếu như mình kêu nàng bái sư, nàng là tuyệt đối không chịu. Chỉ có mang ra Kỷ Tư Thanh, mới có thể làm cho nàng cúi đầu. Kỷ Lâm nói, ngươi lừa gạt ta, ngươi khẳng định đang gạt ta. Diệp Thần một mặt vô tội nói, ta không có lừa gạt ngươi, thật sự là ngươi chỉ gọi em bái sư. Kỷ Lâm nói, ngươi gạt người, ngươi có dám hay không thể, gạt người là cún con. Diệp Thần nói, được, ta thề, gạt người chính là cún con, thật là tỷ tỷ ngươi nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nàng sẽ không gặp ngươi. Trong đầu nghĩ, thôi, liền làm một lần cún con đi. Nếu như Kỷ Lâm có thể bái nhập Tham Lang Đại Đế tọa hạ, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, Diệp Thần vậy muốn thấy được cái này bé gái, mới có thể có một cái quang minh tương lai. Kỷ Lâm vành mắt một đỏ, nói, vậy ta bái sư, cái đó đại thúc muốn dẫn ta đi nơi nào? Ta lúc nào mới có thể trở về? Diệp Thần nói, Tham Lang Đại Đế thu ngươi làm đồ đệ, sẽ mang ngươi đi hư không lịch luyện. Truyền thụ ngươi cả người đạo pháp, còn như lúc nào có thể trở về tới. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, lâu thì một năm, ngắn thì năm ba tháng, sẽ không quá lâu. Kỷ Lâm nói, cái đó đại thúc là đời trước tâm ma chi chủ môn đồ, hắn sẽ không ăn người chứ. Diệp Thần bật cười khanh khách nói, Tham Lang Đại Đế đã sớm cởi dậy, hắn không còn là tâm ma môn đồ, ngươi yên tâm đi theo hắn là tốt, trừ thần thông thuật pháp, hắn còn sẽ truyền cho ngươi thánh nhân đại lộ. Ngươi phải nhớ kỹ, thần thông thuật pháp có thể học, thánh nhân gì đại lộ, liền không cần phải để ý đến, cụ thể đạo lý làm người, ngươi cũng không phải đứa bé, mình có thể hiểu, không cần người ngoài chỉ giáo. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần giọng ngưng trọng xuống, trước tiên ở Kỷ Lâm trong lòng, trồng một chút nhân quả, miễn được nàng bị thánh nhân đại lộ ảnh hưởng. Thánh nhân đại lộ lớn nhất vấn đề, chính là quá mức tuyệt đối, không hắc tức trắng, không có chỗ trống quay về. Nếu như hoàn toàn thừa kế thánh nhân đạo thống, rất có thể rơi vào cực đoan. Thí dụ như năm đó, Tham Lang Đại Đế biết Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ, không có chút nào câu thông, trực tiếp cởi dậy, đây chính là tính cách quá cực đoan, Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, thật ra thì cũng có thánh nhân đại đạo ảnh hưởng. Bất quá, Đế Thích Thiên kế hoạch,
so thánh nhân càng cực đoan, càng bất chấp lý lẽ. Diệp Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy, Kỳ Lâm Thành là người như vậy. Được, ta biết, vậy ngươi tối nay cùng ta nói chuyện phiếm hàn huyên tới trời sáng, ngày mai ta lại đi. Kỳ Lâm kéo Diệp Thần cánh tay, nghĩ đến sắp muốn bái sư Tham Lang Đại Đế, đi theo Tham Lang Đại Đế đi tu luyện, trong lòng 10.000 cái không thôi, 10.000 cái không muốn. Nhưng là, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Kỳ Tư Thanh. Nếu là Kỳ Tư Thanh mệnh lệnh, nàng tự nhiên không dám vi phạm. Được. Diệp Thần khóc cười không được, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là lừa bịp được, chỉ hy vọng sau này Kỳ Lâm biết chân tướng, sẽ không cầm quả đấm đấm mình. Chiều nay, Kỳ Lâm và Diệp Thần ngửa mặt trông lên tinh không, trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Diệp Bức Phương, ta thật lâu không có ăn hoa hạ sở nách khoai, que cay. Diệp Bức Phương, ta muốn Côn Lôn hư. Diệp Bức Phương, chờ ta trải qua luyện giỏi, thực lực mạnh, chúng ta cùng nhau trở về một chuyến thôi. Chúng ta cầm hoa hạ quả vặt xưởng gia công dẫn nhập tới nơi này như thế nào? Diệp Bức Phương, người tại sao không nói lời nào, người có phải hay không ngủ? Diệp Bức Phương, ta luôn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tại sao cứ làm ra vẻ? Làm ra vẻ nhưng mà sẽ bị sét đánh. Diệp Thần ngẩn ra, liếc một cái Kỳ Lâm, ta nào có. Có thể vừa dứt lời, trên bầu trời lôi kiếp chớp động. Kỳ Lâm lộ ra một đạo nụ cười, ngươi xem. Diệp Thần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần thật sớm mang Kỳ Lâm, đi gặp Tham Lang Đại Đế. Tham Lang Đại Đế gặp hai người tới. Nhất thời có chút khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Diệp Thần vỗ vỗ Kỳ Lâm bả vai, nói cô bé, mau bái sư. Kỳ Lâm nga một tiếng, đầu óc bên trong hiện lên Kỳ Tư Thanh bóng người, bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống, nói, sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái. Tham Lang Đại Đế ngẩn người, chợt mừng như điên, đỡ dậy Kỳ Lâm, nói, không cần đa lễ, mau dậy đi. Dừng một chút, bàn tay lộn một cái. Móc ra một quả ngọc thoi, đưa cho Kỳ Lâm, nói. Cái này bay vũ tốn phong toa, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, ta hôm nay tặng cho ngươi, coi là lễ ra mắt, ngươi thật tốt cầm. 33 thiên hỗn độn chí bảo, bay vũ tốn phong toa. Kỳ Lâm nhận lấy ngọc thoi, chỉ gặp ngọc này thoi toàn thân xanh sâu kín, tựa hồ là dùng thái thượng Mỹ ngọc đúc thành, chạm trổ một phiến phiến lông vũ khắc hoa văn, còn có tầng tầng bát quái tốn gió trận pháp. Linh khí đặc biệt đậm đà. Tham Lang Đại Đế nói, hỗn độn chí bảo, là thái thượng chư thần chế tạo pháp bảo, uy lực so thông thường hồng mông chí bảo, còn lợi hại hơn rất nhiều, ở rất rất xa thời đại, thái thượng thế giới tinh không sụp đổ, có 33 kiện hỗn độn linh bảo rớt xuống, cái này 33 kiện hỗn độn linh bảo, chính là trong truyền thuyết 33 thiên hỗn độn chí bảo, mỗi một kiện đều có càn quét sơn hạ oai. Kỳ Lâm nói, ai yêu, đại thúc, không phải. Sư phụ, người vừa thấy mặt đã ban cho ta dày như vậy nặng lễ vật, cũng quá lớn phương liền chứ. Tham Lang Đại Đế khẽ mỉm cười, nói, ngươi là ta đồ nhi, ta dĩ nhiên là dùng mọi cách thương yêu ngươi. Kỳ Lâm nhận lấy ngọc thoi, nói, đa tạ sư phụ. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng là một hồi vui vẻ yên tâm, để cho Kỳ Lâm bái sư Tham Lang Đại Đế, quả nhiên không sai, nàng sẽ có được tốt nhất cơ duyên tạo hóa. Cô bé. Vậy ngươi sau này thì thật tốt đi theo Tham Lang Đại Đế, không muốn lại nghịch ngợm. Diệp Thần xoa xoa Kỳ Lâm đầu, dặn dò một phen. Kỳ Lâm le lưỡi một cái, nói ta biết, không cần ngươi nói, trở về hướng tỷ tỷ ta hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần cười một tiếng, nói cái này tự nhiên. Tham Lang Đại Đế nói, luân hồi chi chủ, lần này đa tạ ngươi, ta đạo thống, cuối cùng có người kế nghiệp. Diệp Thần nói, không sao. Ngươi chịu thu nhận cái này nha đầu, cũng là nàng vận khí. Tham Lang Đại Đế nói, vậy non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta cũng nên cáo biệt, để cho ta gặp gặp em gái ta. Diệp Thần ừ một tiếng, lúc này gọi ra Thiên U Thiện Nữ. Thiên U Thiện Nữ hiện thân ra, kêu lên ca ca. Tham Lang Đại Đế nói, muội muội, ta phải đi. Thiên U Thiện Nữ nói, ca ca, ngươi thật muốn cùng Đế Thích Thiên và Nữ Hoàng là địch. Tham Lang Đại Đế lạnh lùng nói, cái này hai người, một cái ruồng bỏ thánh nhân đại lộ, một cái mưu toan tổn thương ngươi, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Thiên U Thiện Nữ nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi đắc tội cái này hai người, sau này ngày tuyệt sẽ không tốt lắm. Tham Lang Đại Đế nói, yên tâm,
bọn họ muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Thiên U thiện nữ trầm mặc xuống, yên lặng nhìn Tham Lang đại đế, uyển chuyển than thở. Tham Lang đại đế nhìn về phía Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, chăm sóc kỹ muội muội ta, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Diệp Thần gật đầu một cái, nói tiền bối đi thong thả, ta nhất định không chịu nơi nhờ. Tham Lang đại đế nói, được, kéo Kỷ Lâm tay, xoay người biến dạng hư không rời đi. Kỷ Lâm quay đầu lại nói, Diệp Bức Vương, không nên quên ta, nhớ muốn ta. Diệp Thần bật cười khanh khách, phất phất tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thiên U thiện nữ vậy yên lặng nhìn Tham Lang đại đế rời đi, hồi lâu, mới trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Thật ra thì, Thiên U thiện nữ căn bản không cần Diệp Thần chiếu cố, nàng lấy thiện đạo nhập võ, bản thể tu vi ở còn chân cảnh đỉnh cấp, cực kỳ lợi hại. Coi như hiện tại, chỉ còn dư lại một món thần hồn, cũng có còn chân cảnh sơ kỳ thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, Diệp Thần có thể còn muốn mượn nàng lực lượng đây. Luân hồi chi chủ, đời này ngươi, tu vi còn quá nhỏ yếu, ta sẽ hết sức phụ trợ ngươi, để cho ngươi sớm ngày trưởng thành, cứu vãn ta chân thân đi ra, miễn được ca ca ta đi mạo hiểm. Thiên U thiện nữ thân ở luân hồi mộ địa, hướng Diệp Thần phát ra truyền âm. Ở nàng trong lòng, Tham Lang đại đế phân lượng, tự nhiên muốn so với Diệp Thần nắng rất nhiều. Cứu vãn nàng chân thân, cái này hành động quá mạo hiểm, tuyệt đối sẽ đưa tới Huyền Cơ Nguyệt căm thù, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần nhìn một cái thương khung, Kỷ Lâm bọn họ đã hoàn toàn rời đi, mình có lẽ cũng nên rời đi địa phương này. Hắn trong thời gian ngắn không thể nào trở lại Nguyên Thiên Viện và Sáu Đạo Tông đi, Huyền Cơ Tháng và Đế Thích Thiên có thể hiện đầy tai mắt. Đồ Thánh Đại Hội lần này, mình lấy bổ thiên cảnh mơ hồ dung chuyển bọn họ trong lòng tất nhiên nổi lên sát tâm. Duy nhất tin tức tốt, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên chế ước lẫn nhau, lại đều bị thương. Chỉ cần mình không xuất hiện, bọn họ liền sẽ không tiến hơn một bước. Dưới mắt, ở Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt cũng lấy vì mình rơi xuống tiết điểm, ẩn núp mạnh mẽ chính là chỗ mấu chốt. Phong Tinh Vẫn, hắn thời gian ngắn cũng không cách nào chống lại, lại là cầm không trở về khối kia luân hồi ma bia. Ngược lại là có thể đi chỗ đó đạo ngày xưa lăng mộ xem. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, cho gọi ra Lửa Trời Thần Ưng. Lửa Trời Thần Ưng hắn còn không có trả cho trong bí cảnh Huyền Yêu tộc dài Huyền Khôn, lăng mộ khoảng cách nơi đây quá xa, vận dụng Lửa Trời Thần Ưng không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị cưỡi Lửa Trời Thần Ưng lúc đó, bỗng nhiên, một tiếng ưng lệ bên tai cạnh vang lên, bữa trước Hỏa Thần Ưng bỗng nhiên ra tránh thoát Diệp Thần, một đôi kim mâu bên trong, tràn đầy vẻ lo lắng. Đây là thế nào? Lửa Trời Thần Ưng làm sao sẽ kháng cự mình? Diệp Thần nhướng mày một cái, chỉ gặp, ngày này Hỏa Thần Ưng lại là một bộ vội vàng muốn bay vút lên hình dáng. Tiểu Hồng, người muốn phải đi về, nhưng mà thánh địa bên trong chuyện gì xảy ra? Lửa Trời Thần Ưng nghe vậy, gật đầu một cái, hiển nhiên là cảm giác được cái gì. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lấy ra vậy tinh thạch chìa khóa, ngay tức thì xuất hiện ở Tiểu Hồng trên lưng. Đi! Lửa Trời Thần Ưng ré dài một tiếng, một cái chớp động liền hướng thánh địa phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, ánh sáng chớp mắt, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần liền lần nữa trở lại Huyền Yêu tộc thánh địa bên trong, Tiểu Hồng hai cánh lại là rung lên, liền đi tới chòm xóm bên trong. Mới vừa tiến vào trong thôn, Diệp Thần chính là nhướng mày một cái, chỉ gặp, trong thôn lại là không hề thiếu Huyền Yêu tộc người, hơi thở uể oải, tựa như bị thương vậy. Thân hình hắn chớp mắt, liền đi tới Huyền Khôn nhà, đẩy cửa vào, cũng muốn hỏi kết quả. Có thể, bước vào trong môn nháy mắt, Diệp Thần chính là con người co giúp một cái, chỉ gặp, một tên ông già nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, lại là bị thương không nhẹ hình dáng. Huyền Khôn nhưng mà còn chân cảnh cường giả à. Lại, có người có thể đem hắn bị thương thành như vậy hình dáng. Một cô thiếu nữ đang lo âu đứng ở mép giường, hầm trước một ít thuốc thang, cô gái này cũng không phải là Huyền Khôn cháu gái Huyền Nhã, mà là ban đầu cầm Diệp Thần sự việc giễu cợt Huyền Nhã Huyền Hy. Giờ phút này, Huyền Hy thấy Diệp Thần đi tới trong nhà, mắt đẹp một đỏ, lại là trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới, ôm thật chặt lấy hắn. Huyền Hy mang nức nỡ nói, Diệp Thần, Tiểu Nhã bị bọn họ bắt đi, thậm chí, còn đả thương Khôn Gia Gia, hu 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 hu, người nhất định phải cầm Tiểu Nhã mang về à. Huyền Hy vóc người ở Huyền Yêu nhất tộc cũng coi là thon nhỏ, nhưng,
so với Diệp Thần, nhưng còn muốn cao hơn một ít, mấu chốt nhất là, nàng vóc người, vô cùng là hỏa bạo. Đặc biệt, là trước ngực đường cong, vô cùng ngạo nhân. Giờ phút này, Diệp Thần bị hắn ôm chặt lấy, cảm thụ vậy mềm nhũn đẻ ép, tựa như lâm vào hương vị ngọt ngào kẹo đường bên trong vậy. Hắn kiềm chế xuống sao động trong lòng, nhẹ vỗ nhẹ Huyền Hy gánh, an ủi, đừng có gấp, cẩn thận theo ta nói một chút, chuyện gì xảy ra. Huyền Hy Lê Hoa Đái Vũ Địa Đạo, Thánh Nhật Thành thành chủ chi tử, Huyền Cư, không biết từ nơi nào lấy được tin tức, biết chúng ta thánh địa bên trong, ra một tên lưu danh ở yêu thần trụ vị thứ nhất đưa yêu nghiệt, cho nên, hắn đi tới chúng ta trong thôn, vì chính là gặp ngươi, có thể làm hắn thấy Huyền Nhã sau đó, lại là vừa thấy đã yêu, sẽ đối Huyền Nhã cầu hôn. Diệp Thần ánh mắt run lên, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, lại là bởi vì mình. Hắn trầm giọng hỏi, nói tiếp. Huyền Hy nói, Huyền Nhã thích người là ngươi, tự nhiên không thể nào đáp ứng, có thể cái này Huyền Cừ lại là muốn trực tiếp cướp người. Thôn chúng ta ở giữa tộc nhân vì bảo vệ Huyền Nhã ra tay, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Huyền Cừ các người, thậm chí, Khôn Gia Gia còn bị bọn họ đánh thành trọng thương. Diệp Thần trao mày nói, cái này Huyền Cừ thực lực như vậy được. Liền Khôn Lão đều không phải là hắn đối thủ. Chẳng lẽ, cái này Huyền Cừ là một tên áp đảo còn chân cảnh trên cao thủ. Huyền Hy lắc đầu một cái, ánh mắt có chút ảm đạm nói, Huyền Cừ, là ta Huyền yêu nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa bên trong, xuất sắc nhất một cái, cũng là xếp hạng Thánh Nhật Thành yêu thần trụ thiên tài. Cho dù ta buồn nôn hắn đức hạnh, nhưng, cũng không khỏi không đồng ý hắn ở huyết mạch, võ đạo, đều có cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Bất quá, Huyền Cừ thực lực cùng Khôn Gia Gia, còn có chênh lệch cực lớn, đem Khôn Gia Gia trọng thương, không phải Huyền Cừ, mà là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ một tên cung phụng. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nói, người nói, Huyền yêu nhất tộc. Chẳng lẽ, Huyền yêu nhất tộc thánh địa, vượt qua chỗ này, còn có những địa phương khác? Huyền Hy gật đầu nói, trên thực tế, không chỉ vực ngoại bản đồ bát ngát, ta Huyền yêu nhất tộc ở nơi này vực ngoại đại lục trên thánh địa cũng không nhỏ, tổng cộng chia 10 chỗ, cái này thập đại thánh địa, được gọi là ngày, tháng, 7 sao. Cái này thập đại thánh địa, lẫn nhau tới giữa đều có lối đi. Chúng ta chỗ ở thánh địa, được gọi là xích tinh thánh địa, mà chúng ta cũng bị gọi là xích tinh Huyền yêu nhất tộc. Nói tới chỗ này, Huyền Hy mặt đẹp có chút ửng đỏ, cúi đầu nói, xích tinh yêu tộc, hạng 7 sao chót hết, là thập đại thánh địa bên trong, nhỏ yếu nhất tồn tại, mặc dù cùng thành thánh, cùng xếp hạng thứ nhất Thánh Nhật Thành, chênh lệch cực lớn, căn bản không cách nào như nhau. Cũng chính là vì vậy, vậy Huyền Cừ mới dám không chút kiêng kỵ. Nhật Nguyệt 7 sao. Đây không phải là mới 9 cái sao. Còn có một nơi thánh địa, tên thành Thánh Thành Thiên, cái này Thánh Thiên Thành, đặc thù nhất, nghe nói từ Hồng Hoang thời đại Thái Cổ thì đã tồn tại. Hơn nữa, Thánh Thiên yêu tộc vô cùng là thần bí, rất ít lộ mặt, không có ai biết thực lực như thế nào, nhưng, hắn uy nghiêm nhưng cũng không có người dám xúc phạm. Cho nên, Thánh Thiên Thành, không có ở đây thánh địa hạng bên trong, thập đại thánh địa, có hạng chỉ có 9 cái, Thánh Nhật Thành là thứ nhất. Hơn nữa, chỉ có hạng trước 3 thánh địa, xây có thành trì, theo thứ tự là Thánh Thiên Thành, Thánh Nhật Thành, cùng với Thánh Tháng Thành. Ta Huyền yêu nhất tộc, tổ tiên truyền xuống quy định, chỉ có tộc nhân thực lực đạt tới tầng thứ nhất định, mới có thể xây thành, có thể ở thánh địa bên trong xây thành trì, chính là thực biểu tượng lực. Diệp Thần gật đầu một cái, coi như là rõ ràng, mặc dù là đồng tộc, nhưng, cái này thập đại thánh địa có thể coi là Huyền yêu nhất tộc 10 quốc gia lớn. Thánh Thiên Thành thì tương tự với người quản lý. Lạc hậu thì phải bị đánh, ở nơi nào đều là giống nhau đạo lý. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái, liếc về phía nơi cửa phòng, lạnh lùng nói, nếu đã tới, cần gì phải lén lén lút lút. Đi ra đi. Một khắc sau, không gian ba động cùng nhau, một tên một tóc vàng Huyền yêu tộc nam tử xuất hiện ở Diệp Thần cùng Huyền Hy trước mặt. Người trước một kiện hình dáng kỳ dị màu xám cho áo dài. Mặt lộ vẻ cười lạnh đánh giá Diệp Thần cùng Huyền Hy, hắn ánh mắt bên trong, toát ra không chút nào che giấu châm chọc, ngạo mạn, khinh miệt. Cái này thanh niên tóc vàng tuổi tác, cũng không lớn, 300 tuổi cỡ đó, thực lực cũng xem là tốt, thủy nguyên 6 tầng thiên. Huyền Bình, Huyền Hy mặt đẹp một trắng, kinh hô, ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi một mực đều đang trong giám thị chúng ta? Huyền Bình nghe vậy. Châm chọc cười một tiếng nói, Huyền Hy, ngươi thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc à,
công tử đi tới các ngươi cái loại này quê nghèo vùng đất hoang mục đích, chính là vì xem một chút, cái đó cái gọi là xích tinh yêu thần trụ xếp hạng đệ nhất yêu nghiệt, có thể, tên này cũng không biết là không phải nghe được phong thanh gì, lại trốn đi. Công tử cùng được không nén được tim, hi hi, như vậy, ta tự nhiên muốn tiếp tục chờ tiếp. Vừa nói, hắn quét Diệp Thần một mắt, trong mắt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà, tựa như nhìn thấy gì cười nhạo vậy, ha ha đại lộ. Đây chính là các ngươi xích tinh thánh địa, yêu thần trụ đệ nhất thiên tài. Chỉ có bổ thiên 9 tầng trời tu vi. Ha 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 ha, khá tốt, công tử không ở nơi này, nếu không, hắn quá thất vọng, có thể sẽ trực tiếp ra tay, đem đầu này con kiến hôi miễn cưỡng nghiền chết. Các ngươi xích tinh yêu tộc lại rác dưới, vậy chưa đến nỗi để cho một cái bổ thiên cảnh phế vật xếp hạng yêu thần trụ chứ. Vẫn là thứ nhất, loại phế vật này, ở ta Thánh Nhật Thành có thể thông qua hay không thực tập cũng là một cái vấn đề à. Chỉ có thể nói, mặc dù cùng là thực tập, nhưng, thực tập cấp bậc cũng là không giống nhau, rác dưới có bọn rác dưới thực tập phương thức. Ở hắn xem ra, Diệp Thần trở thành yêu thần trụ xếp hạng đệ nhất thiên tài, không đại biểu Diệp Thần mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói, xích tinh thánh địa thực tập, quá rác dưới, sáng tạo ghi chép cũng quá rác dưới. Ngươi, Huyền Hy nghe vậy, mắt đẹp bên trong giấy lên hừng hực lửa giận, khí được thân thể mềm mại cũng khẽ run. Yêu thần trụ lên dũng sĩ, đều là xích tinh yêu tộc quang vinh, có thể, đến huyền bình trong miệng, nhưng là không chịu được như vậy, còn bị vũ nhục thành rác dưới. Huyền Hy không tức giận giận, mới là lạ. Thử nghĩ một tí, người anh hùng dân tộc bị người chê bai, giễu cợt, sẽ không giận. Cái này so với trực tiếp làm nhục bản thân nàng, còn muốn cho không cách nào tiếp nhận gấp 10.000 lần. Trên thực tế, Huyền Hy tự tin, mình thực lực cần phải không có ở đây huyền bình dưới, nhưng, giờ phút này, nàng nhưng chỉ có thể nhìn, không dám động tay. Huyền Bình nhìn Huyền Hy cái này thần sắc, bộc phát đắc ý. Hắn đi tới Huyền Hy trước người, ánh mắt nóng như lửa quét qua Huyền Hy thân thể mềm mại, cười lạnh nói, Huyền Hy, ta khuyên ngươi, không muốn làm tiếp giấy dụa vô nghĩa, ngươi còn muốn dựa vào thực lực này thấp kém nhỏ rác dưới, cầm Huyền Nhã cứu lại được. Ha ha, đơn giản là nằm mơ, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta công tử nhưng mà trong mắt xoa không được các tính cách, các ngươi đối với lòng hắn trong lòng bất kính, còn muốn hư hắn chuyện tốt. Mặc dù... các người đối với công tử không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng, nếu như ta đem việc này, báo lên công tử, Huyền Hy, ngươi và tiểu tử này kết quả, sợ rằng khó có thể tưởng tượng à. Dĩ nhiên, ta vậy không phải là không thể vì ngươi lừa gạt tiếp, dẫu sao, ta vẫn đủ thích ngươi, chỉ cần ngươi. Hi hi, hẳn, không cần ta nhiều lời chứ. Giờ phút này, Huyền Hy mắt đẹp đều phải bốc cháy, máu đều phải sôi trào. Huyền yêu nhất tộc, dân phong hãn dũng. Nhất không chịu được, chính là bị chán ghét người, như vậy trêu đùa, uy hiếp. Huyền Bình để cho nàng muốn ói, nàng tình nguyện bị cắt đứt một cái tay, cũng không muốn nhịn nữa bị như vậy làm người ta nôn mửa ánh mắt, nàng cơ hồ thì phải không nhịn được bộc phát, nhưng mà. Huyền Hy nhưng vẫn nhẫn nhịn. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng là bỗng nhiên chớp mắt, chắn Huyền Hy trước người, Huyền Hy hơi sững sờ, nhìn vậy đạo hình bóng, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Huyền Bình thấy vậy, ánh mắt run lên, trên mặt thoáng qua một đạo sát ý. Một cái bổ thiên cảnh rác dưới, may mắn leo lên xích tinh thánh địa sơ đẳng yêu thần trụ, cũng không biết mình là ai. Thật lấy là mình có thể. Còn dám ngăn ở hắn Huyền Bình trước mặt. Ha ha, phế vật vậy thích chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt, đối với Huyền Bình sát ý không để ý chút nào, bình tĩnh mở miệng nói, Huyền Hy. Người này là thứ gì? Huyền Hy cưỡng ép đè xuống lửa giận nói, hắn là Huyền Cừ Nô Bộc, tên là Huyền Bình. Tại sao, Huyền Hy rõ ràng thực lực ở Huyền Bình bên trên, nhưng muốn một mực chịu đựng? Bởi vì, cái này Huyền Bình là Huyền Cừ người à? Chỉ cần Huyền Bình ở Huyền Cừ bên tai thổi hơi, toàn bộ Huyền yêu nhất tộc, sợ rằng cũng phải có đại họa hạ xuống. Cho nên, khuất nhục nữa, Huyền Hy vậy chỉ có thể nhịn. À! Diệp Thần chân mày khều một cái, khẽ cười nói, khó trách, mắt chó chính là coi thường người. Lời vừa nói ra, Huyền Hy cùng Huyền Bình đều là mặt lộ vẻ khó tin. Hai người cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại trực tiếp mắng Huyền Bình. Một khắc sau, một đạo vô cùng là mênh mông yêu khí, ngay tức thì ở nơi này trong nhà gỗ bùng nổ, Huyền Bình cặp mắt biến thành đỏ thẫm vẻ,
cả người gân xanh nổi lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái giống như chó chết vậy bổ thiên phế vật cũng dám làm nhục mình. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giận dữ ngược lại cười nói, thằng nhóc, ngươi có biết, ta Thánh Nhật Thành phủ thành chủ nuôi một con chó, thực lực đều ở đây bổ thiên cảnh bên trên. Nhưng là xem ngươi cái loại này liền chó cũng không bằng trò vui, còn muốn ở trước mặt phụ nữ trang. Ngươi lấy là xích tình yêu thần chủ có thể chứng minh cái gì? Thật lấy vì mình vô địch. Ha ha, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bởi vì, trả lời sai lầm, là phải trả giá thật lớn, sinh mạng giá phải trả. Tiếng nói vừa dứt, thủy nguyên sáu tầng thiên cuồn cuộn uy áp, liền hướng Diệp Thần nghiền tới, bất quá, để cho Huyền Bình có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần, ở uy áp bên trong lại là không có động tĩnh. Diệp Thần liếc Huyền Bình một mắt, mặt không đổi sắc nói, ta nói, người mắt chó coi thường người, thế nào? Có sai sao? Chẳng lẽ, người không phải Huyền Cừ một con chó? Ừ, hiện tại, ta hơn nữa khẳng định mình ý nghĩ, dẫu sao, miệng chó không mọc ra ngà voi. Huyền Bình nghe vậy, trong mắt sát ý, kích động ra, toàn bộ nhà gỗ tựa như cũng ngay tức thì đi tới Bắc Cực vậy, lạnh vô cùng lạnh vô cùng. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Gần từng chữ một, thằng nhóc, ta coi như là Huyền Cừ công tử chó, cũng không phải ngươi người như vậy có thể nói, hiểu không? Ta coi như là chó, cũng là ngươi không chọc nổi chó, nếu như không muốn chết, hiện tại lập tức quỳ xuống, nói xin lỗi ta. Có thể, Diệp Thần nhưng vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, không có động tĩnh, tựa như không có nghe gặp Huyền Bình nói vậy. Huyền Bình kiên nhẫn, rốt cuộc đạt tới cực hạn, gào thét nói, ngươi, không nghe ta nói sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, chó sủa, ta vậy sẽ không để ý. Một câu nói này, hoàn toàn vỡ vụn Huyền Bình lý trí, hắn trên mặt hiện lên vô cùng là thần sắc dữ tợn, trong cơ thể yêu khí cuồng trào, cả người, liền tựa như hóa thành một cái yêu khí như vòng xoáy vậy, phải chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Hắn cả người bắp thịt, một hồi co rúm lại, một cổ mênh mông cự lực, ngay tức thì bộc phát ra. Hắn thân hình cao lớn, giống như một tòa núi sâu vậy. Mang vô tận gió lớn, hướng Diệp Thần vọt tới. Huyền Bình chỉ bước ra một bước, có thể bước này, nhưng là làm toàn thôn, cũng đang điên cuồng run rẩy, không gian bể tan tành, bão gào thét. Trong chốc lát, phảng phất có một tôn tóc vàng yêu thần, hạ xuống ở Diệp Thần trước mặt, hắn trong mắt tràn đầy rét lạnh, quát lên, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu, ngươi muốn chết như vậy, lão tử thành toàn cho ngươi. Một khắc sau, Huyền Bình chợt giơ lên bén nhọn dài móng. Một đạo sấm sét màu vàng, lượn lờ ở móng nhọn bên trên, sấm sét lóe lên tới giữa, lại là tản ra chết diệt hơi thở, chỉ là giơ lên, một chảo này liền làm chỗ tòa này lấy nhà gỗ mặt tường bên trên, xuất hiện tí ti vết rách. Cái này nhà gỗ cũng không phải là phổ thông nhà gỗ, mà là lấy loại nào đó vô cùng là cứng rắn linh mộc trúc thành, có thể gặp, Huyền Bình một chảo này có kinh khủng dường nào. Lôi yêu móng. Cái này lôi yêu móng, không chỉ có hàm chứa kinh khủng lôi đình lực, liền tốc độ cũng là giống như sấm vậy, vô cùng là nhanh chóng, hơn nữa, ở khoảng cách gần như vậy dưới thi triển, cơ hồ không thể tránh né. Đối mặt một chảo này, Diệp Thần liền tựa như không có phản ứng kịp vậy, lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ, muốn chống cự dấu hiệu. Huyền Bình trong mắt đã nổi lên vẻ tàn nhẫn, tựa như đã thấy Diệp Thần ở một chảo này dưới, hóa là huyết phụ một màn. Ha ha, đồ phế vật, liền lão tử một móng cũng không phản ứng kịp. Còn dám cuồng. Có thể, ngay tại Huyền Bình một chảo này, sắp chạm được Diệp Thần đầu lâu bên trên, một đạo vô cùng đè nén hơi thở, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, kích động ra, hắn trong mắt tựa hồ lóe lên một đạo lạnh thấu xương ánh sáng, không khỏi, Huyền Bình tim hung hãn rung rung một tí. Vậy ở nơi này ngay lập tức tới giữa, không có ai, thấy rõ ràng Diệp Thần là như thế nào động tác, một khắc sau, Huyền Bình cổ tay cũng đã, bị Diệp Thần vững vàng bắt. Huyền Bình thấy vậy, hơi biến sắc mặt, cả người cự lực bùng nổ, nhưng, Diệp Thần tay nhưng tựa như bằng sắt vậy, không nhúc nhích tí nào. Huyền Bình thần sắc, bộc phát khó khăn xem, cái này bổ thiên cảnh tiểu tử, lại có kinh khủng như vậy thân xác lực. Diệp Thần nhàn nhạt nói, muốn cho ta chết, đáng tiếc, đánh chó, ta có kinh nghiệm, chó là cắn không chết ta. Bất quá, Huyền Bình cái này ra tay một cái, hắn cũng có chút biết rõ Thánh Nhật Thành tại sao cường đại như vậy. Không chỉ là trong võ đạo chênh lệch, Huyền Bình thiên yêu huyết mạch cũng càng thêm tinh thuần một ít. Mặc dù, không bằng Huyền Hy, nhưng,
Huyền Bình chỉ là một tên đầy tớ, có thể Huyền Hy đâu. Ở Xích Tinh yêu tộc, cho dù kém hơn Huyền Nhã, vậy coi như thiên tài. Huyền Bình nghe vậy, khóe miệng nhưng là đột nhiên dương lên một vẻ dữ tợn nụ cười nói, thằng nhóc, là ta xem thường ngươi, bất quá, có lúc trang là có nguy hiểm, bắt được tay ta, ngược lại đang hợp ý ta, chân chính bị bắt, không phải ta, mà là ngươi à. Lão tử cái này lôi yêu móng, nhất chỗ đáng sợ, không phải móng, mà là lôi. Hắn sắc mặt, bỗng nhiên run lên nói, kim dương yêu lôi, cho ta bùng nổ. Lượn lờ ở Huyền Bình móng nhọn lên màu vàng lôi quang, chợt một thịnh, vô cùng là ánh sáng chói mắt mạc, bao phủ toàn bộ nhà gỗ, vô tận mất đi hơi thở, ở giữa trời đất cuồn cuộn. Huyền Hy không nhịn được kêu lên một tiếng nói, Diệp thần. Chỉ gặp, vậy sấm sét tựa như hóa thành một vùng đại dương vậy, đem Diệp thần hoàn toàn chìm ngập. Chỉ chốc lát sau, sấm sét bắt đầu ngưng, Huyền Bình hơi thở hào hển, lôi đình này bùng nổ, hiển nhiên đối với hắn tiêu hao không hề nhỏ. Nhưng, gò má trên nhưng tràn đầy vui mừng. Ở hắn trước mắt, tràn ngập một hồi khói xanh, Diệp thần cả người đều bị vậy khói xanh che giấu. Ha ha, thích bắt người khác tay. Cái này tiểu tử cuồng vọng, cứng rắn ăn một chảo này bên trong toàn bộ lôi đình lực, hiện tại, đã thành than chứ. Huyền Bình tùy ý khoát tay chặn lại, thì phải đem Diệp thần tay từ trên cổ tay hất ra. Nhưng, ngay tại lúc này, hắn sắc mặt lại là biến đổi. Vung không ra. Đây là vì cái gì? Thằng nhóc này, không phải đã bị nướng khét sao? Lại thế nào là vung không ra hắn tay? Bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử, ở trong nhà gỗ vang lên nói, đây chính là toàn lực của ngươi. Nếu quả là như vậy, ngươi có thể đi chết. Vậy cuồn cuộn khói xanh, bỗng nhiên tản ra, chỉ gặp, Diệp thần ở Huyền Bình yêu lôi nhất kích dưới. Lại là không chút tổn hao nào, liền từng tia vết thương cũng không có. Đừng nói cái này lôi, coi như đến từ thái cổ lôi kiếp, Diệp thần cũng kiến thức qua. Huyền Bình thấy vậy, cũng là thử ra. Hắn không phải người ngu, mặc dù, Diệp thần chỉ có bổ thiên cảnh tu vi, nhưng đến hiện tại, cũng có thể đã nhìn ra, Diệp thần thực lực, hơn mình xa. Bất quá, Huyền Bình nhưng là cười. Hắn mặt đầy khinh miệt mở miệng nói, tiểu phế vật, ừ. Không tệ, ngươi là so ta mạnh, nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Ừ, ngươi là không biết, ta đến từ Thánh Nhật Thành phủ thành chủ. Sau khi giết ta, hậu quả kia ngươi gánh vác nổi sao? Toàn bộ Xích Tinh yêu tộc cũng không gánh nổi chứ. Ha ha, ta đã nói qua, coi như, ta là Huyền Cừ công tử chó, cũng là ngươi không chọc nổi chó, còn nhớ không? Có đôi lời, kêu đánh chó, cũng phải xem chủ nhân, chưa từng nghe qua. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nếu như ta chết, không chỉ là ngươi cấp cho ta chôn theo, toàn bộ Xích Tinh yêu tộc đều phải cho ta chôn theo. Nghe hiểu sao, hiện tại, còn không vội vàng đem lão tử buông tay ra. Trang cái gì trang, ngươi cái loại này tạp chủng, thật dám giết ta. Trong chốc lát, trong nhà gỗ bầu không khí, vô cùng ngưng trọng. Huyền Hy mặt đẹp bên trên, cũng là hiện ra vẻ nóng nảy cùng vẻ lo âu nói, Diệp thần. Bình tĩnh một chút. Không thể đối với hắn động thủ, hắn không phải giống vậy nô bộc. Mặc dù, cái này Huyền Bình không biết xấu hổ tới cực điểm, chó cậy thế người, cáo mượn oai hùng, có thể, hắn nói lại không có sai à. Thánh Nhật Thành thiên tài Huyền Cừ sự tích, cho dù là thân ở Xích Tinh Thánh Địa Huyền yêu tộc người, cũng là có nghe thấy, tương truyền, Huyền Cừ có một lần, gặp phải bất ngờ, thiếu chút nữa thì phải bỏ mạng, là bên người hắn một tên nô bộc liều chết tương trợ, mới để cho hắn nhặt trở về một cái mạng. Từ nay về sau, tên này nô bộc liền hoàn toàn thượng vị, Huyền Cừ đối đãi hắn, thậm chí, so đối với đợi mình huynh đệ còn thân hơn gần. Mà người này, chính là Huyền Bình. Nếu như giết Huyền Bình, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha! Huyền Bình nghe vậy, bộc phát đắc ý, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, liếc Huyền Hy nói, Huyền Hy, các ngươi ngày hôm nay như vậy xúc phạm ta, nếu như bị công tử biết. Sẽ như thế nào rất rõ ràng chứ? Chờ lát nữa, ngươi có thể phải thật tốt, hướng ta nói xin lỗi à? Nếu như lão tử hài lòng, nói không chừng, còn có thể thả qua. Có thể, không cùng Huyền Bình nói xong, Diệp thần chính là mặt đầy uy nghiêm mở miệng nói, chó sủa, ta nghe được có chút ngán, Huyền Cừ. Ta muốn nói cho ngươi một chuyện, đó chính là, ta Diệp thần đánh chó, cho tới bây giờ không xem chủ nhân, cho ta chết. Chết bóng mờ. Ngay tức thì bao phủ lên Huyền Bình trong lòng,
hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, óc một phiến hỗn loạn. Thằng nhóc này là mẹ hắn nghe không hiểu tiếng người. Hắn nhưng mà huyền cử thân tín à, là xích tình yêu tộc không chọc nổi tồn tại à. Có thể, làm hắn đối với Diệp Thần tầm mắt lúc đó, trong mắt rung động, dần dần, biến thành vô cùng đậm đà sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, Huyền Bình, rốt cuộc đã nhìn ra, Diệp Thần không có ở trang. Hắn cuối cùng, nói mỗi một câu nói, đều là phát ra từ nội tâm à. Giờ phút này, Huyền Bình, hối hận. Nếu như sớm biết, Diệp Thần là một cái như vậy không để ý hậu quả người điên nói, hắn tuyệt đối sẽ không như thế kích thích Diệp Thần. Có thể, bây giờ hối hận, đã quá muộn. Một cổ lực lớn bỗng nhiên từ Diệp Thần nắm Huyền Bình cái tay kia bên trong bộc phát ra, tràn vào Huyền Bình trong cơ thể. Huyền Bình liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bành đích một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành xương máu, thậm chí, liền thần hồn đều bị Diệp Thần chiếm đoạt. Diệp Thần thần sắc, không thay đổi chút nào, vân đạm phong khinh, giết chết Huyền Bình, đối với hắn mà nói, liền từng tia gánh vác, cũng không có. Có thể Huyền Hy mặt đẹp, cũng đã hoàn toàn trắng bệch không máu, nàng mắt đẹp trống rỗng, cả người đều tựa như hóa đá vậy, còn có chút không dám tin tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Nàng có chút thất thần lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đừng lo lắng, Huyền Cừ, ta sẽ đối phó. Hắn ngưng mắt nhìn Huyền Hy nói, võ giả, không lẽ làm sợ đầu sợ đuôi. Năm đó, còn ở Linh Võ Đại Lục bên trên, liền lãnh ra, Diệp Thần liền cũng dám đối mặt, hiện tại, hắn lại là đắc tội ngoại giới Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, đúng rồi, còn có Thiên Nhân Vực thế lực. Hắn làm sao có thể còn sẽ sợ một cái Huyền Cừ. Mà hắn mặc dù có thể đi tới ngày hôm nay, cũng là bởi vì làm cho này loại tính cách. Nếu không, hắn như thế nào có thể khắc phục muôn vàn khó khăn, một bước một cái dấu chân, từ trái đất từng bước một đi tới vực ngoại. Nếu như hắn cái gì đều sợ, cái gì cũng nhẫn mà nói, ngược lại, sớm đã chết. Đây cũng là người tu võ, kiêng kỵ nhất. Võ đạo ý tứ chính là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, chính là không động thì thôi, động một cái, chính là vạn quân thế. Huyền Hy thân là huyền yêu tộc người, trời xanh dũng mãnh, nhưng, ở nơi này xích tinh thánh địa, nàng trải qua vẫn là quá thiếu, không thể làm ra chính xác phán đoán, cho nên, Diệp Thần chỉ điểm nàng một câu, cái này một câu nói đơn giản, nhưng có thể hoàn toàn thay đổi Huyền Hy con đường võ đạo. Bất quá, có thể hay không hoàn toàn lĩnh ngộ, liền xem Huyền Hy mình. Quả nhiên, Huyền Hy nghe vậy, mắt đẹp sáng lên, mặt đẹp bên trên, hiện ra lau một cái như có vẻ suy nghĩ. Diệp Thần đột nhiên hỏi, Huyền Hy, hiện tại, Huyền Cừ và Huyền Nhã nhưng mà ở Thánh Nhật Thành bên trong. Huyền Hy mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, Diệp Thần, người nguyện ý cứu Huyền Nhã liền sao? Diệp Thần rất ưu tú, nhưng, lấy bây giờ thực lực, vẫn là không cách nào cùng Thánh Nhật Thành phủ thành chủ chống lại, bất quá, chẳng biết tại sao, Huyền Hy nhưng cảm thấy, Diệp Thần vô cùng là đáng tin. Diệp Thần gật đầu một cái nói, ta nói qua, Huyền Cừ, ta sẽ đối phó. Diệp Thần mặc dù không có vào Huyền Nhã tiếp xúc thời gian quá dài, nhưng, bất kể là từ nguyên nhân gì, hắn đã đáp ứng Huyền Nhã. Hắn từ trước đến giờ là một cái tập trung trọng cam kết người, tự nhiên sẽ không đối với Huyền Nhã ngồi yên không để ý đến. Huyền Hy sáng rỡ cười một tiếng nói, hiện tại, Huyền Cừ hẳn ở Thánh Thiên Thành, hắn mặc dù đến từ Thánh Nhật Thành, nhưng Nhật Nguyệt 7 sao, 9 đại thánh bên trong thế lực lớn, chỉ cần thực lực cho phép, cũng sẽ ở Thánh Thiên Thành cư trú. Bởi vì, Thánh Thiên Thành, tu luyện điều kiện so với 9 đại thánh cũng cao hơn ra không thiếu. Chỉ tiếc, ta xích tinh nhất tộc còn không có thực lực ở thánh địa bên trong an cư lạc nghiệp. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, vậy, chúng ta hiện tại liền đi Thánh Thiên Thành. Bất quá trước lúc này, trước chữa trị một tí khôn lão. Sau đó, Diệp Thần dùng bát quái thiên đan thuật là huyền khôn trị liệu một phen, cũng này hắn ăn vào một viên đan dược. Còn như huyền khôn lúc nào có thể tỉnh lại, còn phải dựa vào chính hắn đem đan dược luyện hóa. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nói, Huyền Hy, đi vậy chúng ta có thể phải chuẩn bị. Huyền Hy nghe vậy, lấy ra một tên tinh thạch, vung tay lên, vậy tinh thạch liền đánh ra một đạo ánh sáng, không vào nhà gỗ mặt đất, một khắc sau, nhà gỗ sàn nhà bên trên, liền mở ra một cái lối đi, hướng lòng đất xuyên thân. Huyền Hy mang Diệp Thần, đi vào lòng đất. Nơi đó lại là bố trí một tòa thật to truyền tống trận pháp.
Bên cạnh còn có một cái bảo dương, Huyền Hy đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem bảo dương mở ra, trong dương có để, là một quả cái sáng chói tinh thạch này bên trong, bất ngờ tràn đầy thuần túy yêu linh khí. Huyền Hy đối với Diệp Thần giải thích, cái này, là yêu linh tinh, so với thông thường linh tinh, tinh thuần rất nhiều, hơn nữa, vô cùng là thích hợp yêu tộc sử dụng, là ở chúng ta huyền yêu nhất tộc bên trong, lưu thông tiền. Dứt lời, nàng mặt đẹp bên trên, hiện lên lau một cái đau lòng vẻ, từ trong dương lấy ra 1/3 yêu linh tinh, tiếp tục nói, cái này một dương yêu linh tinh, là tộc ta 10 năm tới tích góp, chỉ là ta hai người chúng ta vận dụng trận pháp này truyền tống đến Thánh Thiên Thành, liền phải hao phí nhiều như vậy. Diệp Thần nghe vậy, cũng là không khỏi được mặt lộ cười khổ, xem ra, Xích Tinh Thánh Địa điều kiện, chân thực quá kém, khó trách, Huyền Khôn thân là tộc trưởng, đều không cách nào mang Huyền Nhã cư ngụ ở Thánh Thiên Thành, sợ rằng, đến bên kia, bọn họ liền trả tiền mướn phòng cũng là một cái vấn đề. Rất nhanh, Huyền Hy liền cầm trong tay yêu linh tinh, dựa theo quy luật, sắp hàng ở truyền tống trận bên trong, đồng thời, đem trong dương còn dư lại yêu linh tinh, toàn bộ thu cất, liền cùng Diệp Thần, cùng bước chân vào trận pháp bên trong. Một hồi sáng chói ánh sáng rực rỡ sáng lên, một khắc sau, hai người bóng người liền ở trận pháp bên trong biến mất. Một cái vô cùng là đường phố phồn hoa bên trên, đi tới một nam một nữ, hai đạo thân ảnh chính là Diệp Thần cùng Huyền Hy. Hôm nay, bọn họ đã tới Thánh Thiên Thành, con đường này tên là Đông Thánh Đại Lộ. Diệp Thần ánh mắt quét qua trên đường phố này đủ loại kiến trúc, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Những kiến trúc này, lại là vô cùng tinh mỹ, căn bản không giống như là yêu tộc có thể xây dựng, cho dù ở nhân tộc bên trong, cũng rất khó thấy tinh mỹ đến loại trình độ này kiến trúc. Vừa đi, Huyền Hy một bên giải thích, Thánh Thiên Thành, ở Nhật Nguyệt 7 sao 9 lớn thánh địa vần quanh bên trong, chính là 9 lớn thánh địa huyền yêu con dân đều có thể đi trước Thánh Thành. Thánh Thành võ đạo, xa so chúng ta nơi này phát đạt, có rất nhiều chúng ta chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi. Bất quá, Xích Tinh Thánh Địa khoảng cách Thánh Thiên Thành nhất là xa xôi, mỗi lần truyền tống chí Thánh Thành Thiên cũng phải hao phí giá cực lớn, cho nên, vậy dưới tình huống, chỉ có Khôn Gia Gia sẽ cách mỗi một đoạn thời gian, đi Thánh Thiên Thành. Huyền Hy nhìn phố lớn bên trên, đủ loại kỳ dị yêu khí, thức ăn ngon, trong chốc lát đều có chút không ứng tiếp nổi, đây cũng là nàng lần đầu tiên tới Thánh Thiên Thành. Nếu như không phải là bởi vì Huyền Nhã sự việc, nàng nhất định sẽ tận tình dạo chơi một phen, có thể hiện tại, nhưng là không có cái đó tâm tình. Huyền Hy đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, hiện tại, chúng ta phải làm những gì? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói, trước theo ta nói một chút, Thánh Nhật Thành phủ thành chủ thực lực như thế nào? Huyền Hy mặt đẹp bên trên, hiện lên vô cùng là vẻ ngưng trọng nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhưng... Cho dù 10 cái Xích Tinh Thánh Địa cộng lại, sợ rằng, đều không phải là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ đối thủ. Bữa trước Huyền Cừ mang theo hai người cung phụng tới, mà cùng Khôn Gia Gia giao thủ chỉ là một người trong đó. Một người khác cung phụng thực lực, thậm chí, còn ở vậy đánh bại Khôn Gia Gia cung phụng bên trên. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này Thánh Nhật Thành phủ thành chủ, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể lấy sức một mình chống đỡ được. Hắn lại hỏi nói một chút Huyền Cừ. Huyền Hy nói, Huyền Cừ, ở Thánh Ngày Yêu Thần trụ trên, xếp hạng thứ 7, thực lực cụ thể, ta cũng không rõ ràng, ngày đó, hắn ẩn núp tu vi, nhưng, có thể khẳng định có hai điểm, một, Huyền Cừ thực lực, ở nửa bước còn thật tầng thứ, hai, Huyền Cừ tuổi tác, không vượt qua 150 tuổi, thậm chí có thể không vượt qua 100 tuổi. Diệp Thần nghe vậy, cặp mắt híp lại. Hôm nay... Diệp Thần cảnh giới đột phá đến bổ thiên 9 tầng trời, hồng mông đại tinh không và rất nhiều hồng mông cổ pháp vậy mạnh mấy phần, hủy diệt đạo ấn đột phá tứ trọng thiên, đốt thiên lực lượng cũng có tăng lên, trước đây lại là cắn nuốt đạo cốt, lấy được một quả hủy diệt dấu vết gia trì, bản thân thực lực, đã đạt đến nửa bước thật vẫn tầng thứ. Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão ở trước đây không lâu vậy thức tỉnh. Nếu như, cộng thêm thiên u thiện nữ, Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão lực lượng, hắn có tự tin nghiền ép phần lớn còn thật trở xuống tồn tại. Đối với đánh bại Huyền Cừ, hắn vẫn là có nhất định tự tin. Nhưng, mấu chốt, không ở chỗ Huyền Cừ, mà là ở chỗ Huyền Cừ sau lưng thế lực. Diệp Thần nói, Thánh Nhật Thành phủ thành chủ, lớn mạnh như vậy, dựa vào Xích Tinh Thánh Địa lực lượng, chính diện cùng chống lại, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Huyền Hy thở dài một tiếng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hỏi, Huyền Cừ,
hoặc là nói, Thánh Nhật Thành có thể có cái gì đối đầu. Hắn hiện tại, yêu cầu chính là một cửa đột phá. Huyền Hy trầm tư một lát sau, đáp Khôn Gia Gia đã từng nói, Thánh Nhật Thành cùng Thánh Thắng Thành, từ thượng cổ thời điểm, liền một mực có mâu thuẫn, kéo dài đến nay, thậm chí, ở Huyền Cư quật khởi sau đó, cái này mâu thuẫn hơn nữa kịch liệt. À! Diệp Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười, cửa đột phá tìm được. Tại sao? Huyền Hy nói, nguyên bản, chúng ta chín đại thánh vạn chúng chúc mục tồn tại, không phải Huyền Cư, mà là Thánh Thắng Thành cực kỳ yêu nghiệt, Huyền Uyên. Huyền Uyên, đồng dạng là Thánh Thắng Thành yêu thần trụ lưu danh thiên tài, hạng thứ 8, Thánh Thắng Thành đám người bản đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, đều đưa hắn làm là dẫn Thánh Thắng Thành, vượt qua Thánh Nhật Thành hy vọng. Trong chốc lát, Huyền Uyên cũng là náo nhiệt vô hạn, đè được Thánh Nhật Thành một đám thiên tài, không ngóc đầu lên được, cho đến Huyền Cư thông qua yêu thần thực tập. Hết thảy cũng thay đổi. Huyền Cư, tựa hồ là vì trả thù Huyền Uyên đối với Thánh Nhật Thành yêu nghiệt áp chế, bỗng nhiên nổi tiếng sau đó, lại là tệ hại hơn đả kích Thánh Thắng Thành những thiên tài, vì vậy, hai đại thánh địa tới giữa mâu thuẫn, càng ngày càng hơn. Diệp Thần mỉm cười nói, bước kế tiếp hành động, quyết định. Huyền Hy nghe vậy, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ chờ mong hỏi, là cái gì? Diệp Thần đột nhiên dừng bước, chỉ một cái bên cạnh một nhà tử lầu nói, ăn cơm. Ta mới vừa rồi liền ngửi thấy, cái này Thánh Thiên Thành bên trong cơm rau, rất thơm. Huyền Hy nghe vậy, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, đã là lúc nào rồi, Diệp Thần lại vẫn suy nghĩ ăn cơm. Nàng không khỏi được, đối với Diệp Thần có chút thất vọng, chẳng lẽ, Diệp Thần biết Thánh Nhật Thành mạnh mẽ sau đó, đánh lui đường cổ. Lúc này, Diệp Thần đã hướng tử lầu đi tới. Nhìn Diệp Thần hình bóng, Huyền Hy rất nhanh lắc đầu một cái, nàng tin tưởng, Diệp Thần không phải người như vậy. Nàng bước chân động một cái, liền đi theo Diệp Thần, tiến vào trong tử lầu. Nghe bồng bềnh ở trong tử lầu từng cơn cơm thơm, Huyền Cư cũng là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy liền trong thực đơn giá cả lúc đó, nhưng là không nhịn được mắt đẹp rung rung một tí. Những rượu này rau vậy quá mắc. Hai người bước vào tử lầu sau đó, liền có không ít người, hướng về phía Diệp Thần cùng Huyền Hy, ném tới ánh mắt tò mò, bởi vì, Diệp Thần bên ngoài, cùng giống vậy Huyền yêu tộc người, không quá giống nhau, ngược lại nhìn giống như là loài người. Bất quá, ngược lại không có người hoài nghi Diệp Thần thân phận. Bởi vì, muốn đi vào Thánh Thiên Thành, có một cái cơ bản nhất điều kiện, đó chính là có thiên yêu huyết mạch. Huyền Hy có chút dè dặt nói, Diệp Thần, ta. Chúng ta ít một chút một ít đi. Mặc dù, bọn hắn yêu linh tinh còn có không thiếu, nhưng, cân nhắc đến tiếp theo ở Thánh Thiên Thành dừng chân, tiêu xài vân. Vân, nhất định phải tiết kiệm một ít mới được. Từ lâu này, hiển nhiên ở Thánh Thiên Thành cũng là hạng sang địa phương. Diệp Thần mỉm cười nói, người biết, Huyền Uyên hiện tại người ở chỗ nào sao? Huyền Hy sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không biết. Bất quá, hẳn ở nơi này Thánh Thiên Thành bên trong, Huyền Uyên là Thánh Thắng Thành phủ thành chủ thiếu gia, nói riêng về bối cảnh, cùng Huyền Cư, có thể nói là chênh lệch không bao nhiêu, bất quá, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta muốn gặp Huyền Uyên. Cái gì? Huyền Hy nghe vậy, có chút luống cuống, vội vàng nói, Diệp Thần, Huyền Uyên thân phận vô cùng là cao quý, hơn nữa, tánh tình cao ngạo, đừng nói là chúng ta. Liền liền Thánh Thắng Thành bên trong một ít ngày mới, muốn gặp Huyền Uyên một mặt, nghe nói cũng rất khó làm được, huống chi, người gặp được Huyền Uyên thì có thể như thế nào chứ? Diệp Thần nói, dựa vào Xích Tinh Thánh Địa lực lượng, không cách nào chống lại Thánh Nhật Thành, như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm đồng minh, Huyền Uyên, thật thích hợp. Huyền Hy nghe vậy có chút ngu, lắc đầu liên tục nói, chúng ta Xích Tinh Thánh Địa, căn bản không có cùng Huyền Uyên liên thủ tư cách à? Chuyện này, muốn thành công quá khó khăn. Diệp Thần cười nói, yên tâm, có ta ở đây, hắn chỉ cần không phải kẻ ngu, nhất định sẽ cùng ta liên thủ. Bất quá, ở trước đó, trước cho ta điểm yêu linh tinh, ừ. Trước hết cho một nửa đi. Huyền Hy vĩnh quyết cái miệng nhỏ nhắn, bất quá, vẫn là nghe lời lấy ra yêu linh tinh, nếu nàng quyết định tin tưởng Diệp Thần, hết thảy, cũng sẽ lấy Diệp Thần làm chủ. Có thể, rất nhanh, Huyền Hy liền hối hận. Diệp Thần cầm tiền sau đó, lúc này, điểm một bàn phong phú rượu rau, không chỉ có như vậy, thậm chí, còn hướng không ít người mời rượu, mời khách. Trong chốc lát, trong tử lầu, tiếng cười nói,
có thể huyền hy cho Diệp Thần yêu linh tinh, nhưng là không tới một canh giờ, liền xài hết sạch à. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần cùng Huyền Hy rời đi nhà này tử lầu, bất quá, bọn họ bên người nhiều hơn một tên thanh niên. Thanh niên này, đầu đầy tóc tím, sắc mặt nói năng tùy tiện, hắn ngậm một cây tăm, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, hi hi, Diệp huynh đệ, các ngươi, muốn biết Huyền Uyên người ở chỗ nào, tìm ta có thể coi như là tìm đúng người à, bữa cơm này, các ngươi không có trắng mời, cái này thánh thiên bên trong thành, cũng chưa có ta huyền tước không biết sự việc. Bất quá, rất nhanh Huyền Hy mặt đẹp bên trên tràn đầy ai oán vẻ, Diệp Thần xài các nàng một nửa tiền vốn, vì chính là hỏi thăm Huyền Uyên tình báo. Mà đây cái huyền tước, một lần ăn uống ca hát sau đó, bảo đảm mình có thể tìm được Huyền Uyên, có thể ở Thánh Thiên Thành bên trong, cũng đi dạo mau một giờ, ba người nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Liền liền Diệp Thần đều là không nhịn được khẽ cau mày. Huyền tước tựa hồ cũng có chút ngại quá, hắn gãi đầu một cái nói, hi hi. Hai vị không cần lo lắng, nếu Huyền Uyên không có ở đây những chỗ này, như vậy, nhất định là đi máu tim chiến trường. Máu tim chiến trường, là cái gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Huyền Tước giải thích, huyết tâm chiến trường, là Thánh Thiên Thành có thân phận những người trẻ tuổi kia, thích nhất đi tràng sở giải trí. Hắn chủ yếu nhất tác dụng, chính là để cho tiến vào huyết tâm chiến trường người, ở sinh mạng có chút bảo đảm dưới tình huống, thể nghiệm tinh tế, không giữ lại chút nào điên cuồng chiến đấu. À, Diệp Thần tới một chút hứng thú nói, đây là vì sao? Thông thường mà nói, không giữ lại chút nào chiến đấu là rất nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ xảy ra án mạng, nhưng, loại chiến đấu này phương thức, cũng là đối với võ giả tăng lên lớn nhất. Rất nhiều võ giả, vì thực lực tăng lên chính là không ngừng tử đấu. Dĩ nhiên, rất nhiều người ở nơi này loại trong quá trình liền thật đã chết rồi. Một điểm này, Diệp Thần chính là ví dụ tốt nhất. Cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn đều trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Nếu là có một cái có thể an toàn toàn lực chiến đấu chi địa, ngược lại là tăng lên thực lực chỗ đi. Huyền Tước nói, bởi vì tiến vào huyết tâm chiến trường huyền yêu tộc người, cũng sẽ ở trong cơ thể trồng một loại kỳ trùng, cái này kỳ trùng tên là máu tim trùng. Máu tim trùng, cơ hồ ở bên ngoài bốn đại vực tuyệt tích, thiên nhân vực vậy cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cái này huyết tâm chiến trường người có thể bồi dưỡng đi ra. Bất quá, máu này tim trùng hiệu quả cũng là cực kỳ nghịch thiên. Hắn loại vào bên trong cơ thể bên trong, sẽ sống sót ở võ giả máu bên trong, như là võ giả bị thương, máu này tim trùng có thể lấy tốc độ cực nhanh, giúp võ giả khôi phục thương thế, thậm chí, gần như đến bất tử bất diệt bước. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên cực kỳ thần sắc kinh dị, còn có loại chuyện này. Vậy, máu này tim trùng nhưng là chân chính chí bảo à? Tại sao có thể có người cầm tới cho người chơi? Tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, Huyền Tước tiếp tục nói, bất quá, máu tim trùng sinh tồn điều kiện, vô cùng là hà khắc, vì để cho máu tim trùng sống sót ở huyền yêu tộc nhân trong cơ thể, huyết tâm chiến trường chủ nhân, hao phí nhiều tiền, chế tạo một cái siêu cấp trận pháp, ở trận pháp này bên trong, máu tim trùng mới có thể sống sót, rời đi huyết tâm chiến trường, máu tim trùng, rất nhanh sẽ chết mất. Diệp Thần gật đầu một cái. Như vậy thì hợp lý, hắn đối với cái này huyết tâm chiến trường ngược lại cũng là tràn đầy hứng thú, hắn ánh mắt nhỏ tránh nhìn Huyền Tước hỏi, đã như vậy, tại sao ban đầu không dẫn chúng ta đi huyết tâm chiến trường? Huyền Tước nghe vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, Diệp huynh đệ, cái này huyết tâm chiến trường quý khách, đều là không dễ chọc tồn tại à, nói thật, người huynh đệ bề ngoài, rất có thể sẽ chọc tới một chút phiền toái, hơn nữa, đáng sợ nhất là huyết tâm chiến trường chủ nhân. Người phần vô cùng là thần bí, nhưng, cho dù là Thánh Nhật Thành hoặc là Thánh Nguyệt Thành bên trong yêu nghiệt, đến huyết tâm chiến trường, vậy được ngoan ngoãn, nếu như xúc phạm cái gì quy củ, không có ai gánh vác nổi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta chỉ là đi gặp Huyền Uyên mà thôi, lại không phải đi phá quán, đi thôi. Hắn biết, Huyền Tước là sợ hắn gây chuyện dính líu đến mình. Huyền Tước than thở một tiếng, ai kêu ăn thịt người mềm miệng đâu. Đành phải mang Diệp Thần hướng huyết tâm chiến trường đi. Rất nhanh, ba người liền đi tới một tòa vô cùng kiến trúc to lớn trước, Diệp Thần nhìn trước mắt vậy tựa như vạn dặm trường thành giống vậy vách tường, đều có chút thử ra. Phải biết, muốn ở Thánh Thiên Thành mở tiệm, bày sạp vân. Vân, cũng là muốn cho Thánh Thiên yêu tộc thanh toán tiền thuê à. Mà Thánh Thiên Thành là thật đang tấc đất tấc vàng địa phương. Ở chỗ này, lại có thể kinh doanh lớn như vậy một cái nơi.
cái này huyết tâm chiến trường chủ nhân bối cảnh, thực lực có thể gặp một ban. Liên Liên đứng ở ngoài cửa, hai người giữ cửa huyền yêu tộc người, đều là không giống vật thường, thủy nguyên 6 tầng thiên tồn tại, cầm đi ra bên ngoài cũng coi là một cường giả, nhưng chỉ có thể ở cái này huyết tâm chiến trường trước giữ cửa. Vậy hai người canh phòng quét ba người một mắt, ở Diệp Thần trên mình dừng lại nhiều liền chốc lát, bất quá, nhưng là không có ngăn trở. Rất nhanh, ba người liền tiến vào kiến trúc bên trong, phương một bước vào trong đó, bên tai chính là truyền tới chấn thiên hét hò, cùng với kịch liệt nổ đùng tiếng. Chỉ gặp, ở bọn họ xuất hiện trước mắt, là một nơi vô cùng là bát ngát, mô phỏng làm lại tất cả loại địa hình chiến trường, một mắt cũng nhìn không tới cuối. Giờ phút này, đang có mấy chục tên huyền yêu tộc người đang chiến trường bên trong kịch đấu. Diệp Thần hướng những người này nhìn, chỉ gặp, bọn họ cả người dưới da, tựa hồ có cái gì màu đỏ đậm đồ, đang ngọa nguậy, di động, nhìn như khá là sợ hãi. Chắc hẳn, đó chính là máu tim trùng. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp, một tên thủy nguyên 6 tầng thiên huyền yêu tộc thanh niên kêu thảm một tiếng, bị một thanh trường kiếm chặn ngang chém ngang. Toàn bộ thân thể đều bị chém thành hai đoạn. Ruột, nội tạng những vật này cũng chảy đầy đất. Cho dù là huyền yêu nhất tộc, sinh mệnh lực hơn người, bị như vậy công kích, không chết, vậy tuyệt đối là trọng thương đến không thể lại bị thương nặng. Có thể, ngay tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp, hắn rơi ra ngoài nội tạng, thậm chí là máu tươi vân. Vân, đều tựa như cái có sinh mệnh vậy, nhanh chóng ngọa nguậy, rất nhanh, ở loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt dưới, hắn bể tan tành thân thể, lại là lần nữa dung hợp với nhau. Liền vết thương cũng thật nhanh khép lại. Mà tên kia huyền yêu nhất tộc thanh niên, chậm rãi đứng lên, cả người trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, liền sức sống cũng không có bị bao lớn chập chờn. Bất quá, ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, hạ xuống một đạo linh quang, đem thanh niên kia truyền đến chiến trường ra. Huyền Tước giải thích, huyết tâm chiến trường quy củ, nếu là ở trong chiến trường, được vô cùng là nghiêm trọng vết thương chí mạng, liền tính ra cục, muốn lần nữa vào sân. Phải lần nữa thanh toán chi phí, lần nữa trồng máu tim trùng. Diệp Thần cùng Huyền Hy hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt rung động, máu này tim trùng lực lượng quá mạnh mẽ. Trong chốc lát, Liên Liên Diệp Thần cũng đã tới một ít hứng thú, hắn đối với Huyền Tước hỏi, nếu là muốn trồng máu tim trùng, tiến vào chiến trường, phải trả nhiều ít chi phí. Huyền Tước nói, 2000 yêu linh tinh. Cái gì? Diệp Thần chớp mắt sao? Lần này Diệp Thần và Huyền Hy đi ra, tổng cộng vậy chỉ mang theo 1500 yêu linh tinh mà thôi, còn xài sắp một nửa. Cái này huyết tâm chiến trường, quả nhiên không phải người bình thường có thể chơi nổi. Diệp Thần lại hỏi nói, Huyền Uyên có thể ở chiến trường bên trong. Huyền Tước tìm tòi một hồi sau đó, chính là ánh mắt sáng lên, chỉ hướng người nào đó nói, người xem, người nọ chính là Huyền Uyên. Diệp Thần hướng Huyền Tước phương hướng chỉ nhìn, thần sắc động một cái. Chỉ gặp, một tên diện mạo tuấn Mỹ, thậm chí có thể nói, có chút âm nhu tóc bạch kim thanh niên, đang trên chiến trường nhanh chóng liều chết xung phong trước. Thả âm nhu mặt mũi ngược lại, hắn chiến đấu lại là cực kỳ được tàn nhẫn. Cho dù gieo máu tim trùng, có thể cái khác chiến trường bên trong huyền yêu tộc người, vừa nhìn thấy cái này tóc bạch kim thanh niên đến gần, chính là mặt lộ vẻ sợ hãi, thật nhanh thoát đi trước. Vậy tóc bạch kim thanh niên, nhưng là lên tiếng cười như điên, không chút lưu tình. Điên cuồng truy kích những cái kia huyền yêu tộc thanh niên, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, thì có hai người nam tử, chết ở trong tay. Một người trong đó, bị một quyền đánh bể đầu, một người khác, thảm hại hơn, cả người cũng thiếu chút nữa bị hắn nghiền thành thịt nát. Cũng may, ở máu tim trùng dưới tác dụng, cái này hai người cũng bình an vô sự khôi phục. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, người này chính là Huyền Uyên. Thực lực, ngược lại không tệ, tuổi tác. Không tới 170 tuổi, tu vi bất ngờ đã đạt đến nửa bước còn chân cảnh. Ở nơi này huyết tâm chiến trường bên trong, liền giống như sát thần vậy. Bất quá, cái khác người tham chiến, tựa hồ cũng bị Huyền Uyên khơi dậy huyết tính, trong chốc lát, lại là liên hiệp, vây quét Huyền Uyên. Mấy chục tên người tham chiến liên thủ, mới miễn cưỡng cùng Huyền Uyên chiến cái lực lượng tương đương. Diệp Thần khẽ cau mày, đối với Huyền Tước hỏi, ta phải thế nào mới có thể gặp hắn? Huyền Tước nói, cùng hắn đi ra, chúng ta ở cửa, liền có cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Hắn còn muốn đánh bao lâu? Huyền Tước nói, không biết, phỏng đoán,
phải đem tất cả người giết sạch, hoặc là bị những cái kia người tham chiến đánh bại mới ra đến, dựa theo trước mắt tình huống chiến đấu xem ra, ngắn thì mấy giờ, lâu thì mấy ngày cũng có thể. Cái gì, không được, quá lâu. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn có thể không có ở đây chờ đợi. Huyền Tước gãi gãi đầu nói, có thể cũng không có những biện pháp khác à. Người nào nói? Diệp Thần đột nhiên có chút cân nhắc cười một tiếng, thấy cái này lau nụ cười, Huyền Tước trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Hắn có chút khẩn trương hỏi, Diệp Thần, ngươi, muốn làm gì? Diệp Thần nói, nếu, hắn không ra gặp ta, vậy ta liền đi vào gặp hắn tốt. À, Huyền Tước có chút không rõ ràng, có thể một khắc sau, hắn ánh mắt nhưng đều phải trừng ra hốc mắt à. Chỉ gặp, Diệp Thần lại là phi thân búng một cái, trực tiếp. Hướng vậy huyết tâm chiến trường vọt xuống. Huyền Tước cũng mau muốn khóc lên, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại là liều lĩnh làm đến nước này. Trực tiếp nhảy nhập chiến trường bên trong. Cái này không khỏi quấy dày đến một đám người tham chiến chiến đấu, lại là trái với huyết tâm chiến trường quy củ à. Một cái không tốt, nhưng mà sẽ chọc tới phiền toái lớn. Thậm chí, là liền đem Diệp Thần mang tới nơi này mình cũng sẽ không ăn nổi bao đi. Hắn hiện tại, vô cùng được hối hận, mình tại sao sẽ bởi vì một bữa cơm quen người như vậy đâu. Huyền Tước đã bắt đầu cân nhắc, một lát phải thế nào quỳ xuống nói xin lỗi mới có thể sống mạng. Rất nhanh, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể liền giống như vẫn thạch vậy đập vào huyết tâm chiến trường bên trong. Mà giờ khắc này, Huyền Uyên đang cùng mấy chục tên người tham chiến giằng co, hai phía, đang chuẩn bị lẫn nhau liều chết xung phong, nhưng đột nhiên, một bóng người. Đập vào bọn họ trước mặt, tất cả mọi người là hơi sững sờ, nguyên bản kêu giết chấn thiên huyết tâm chiến trường, ngay tức thì yên tĩnh lại. Một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, an tĩnh đứng ở bọn họ trước mắt. Làm những người này kịp phản ứng sau đó, lúc này, chính là giận dữ. Bọn họ chiến được đang thống khoái đâu, đột nhiên chạy đến một cái bổ thiên cảnh 9 tầng trời tiểu phế vật, cắt đứt bọn họ chiến đấu, hơn nữa, tên này... Còn không phải là người tham chiến lại là trực tiếp từ trên trời nhảy xuống. Trong chốc lát, vậy một đám người tham chiến, chính là rối rít dày, nổi giận mắng, đáng chết tiểu tử, cho ta lăn ra ngoài. Tên này, lớn lên như vậy gầy đét, hẳn không phải là thuần huyết tộc nhân chứ. Loại rác dưới này cũng có thể tới Thánh Thiên Thành. Lão tử chiến được đang thoải mái đâu, đột nhiên thấy người như vậy, thật là đổ khẩu vị. Cùng lúc đó... Huyết tâm chiến trường phía trên một cái nhà gác lửng bên trong, một tên mặc cả người lóe lên tinh thần huy hoàng quần lụa mỏng, mặt mũi tinh xảo đến làm người ta nghẹt thở, hơn nữa, mi mắt bên trong, tràn đầy yêu dị hơi thở cô gái, xuyên thấu qua một mặt trong suốt tinh thạch, thấy một màn này lúc cũng là khẽ cau mày. Ở cô gái này bên người, hầu hạ trước một tên cả người áo bào đen mang mặt nạ người phụ nữ, nữ nhân này trong mắt tia máu chớp mắt, hướng về phía cô gái hỏi, tiểu thư. Thằng nhóc này hư chiến trường quy củ, phải chăng phải đem chu diệt. Nàng giọng nói vô cùng hắn lạnh như băng, tựa như giết người liền cùng hô hấp như nhau ung dung. Phụ nữ kia bưng lên trên bàn rượu ngon, nếm một cái, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử, nhưng là ở trong sân vang lên. Chỉ gặp, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Uyên, vô số mọi người dày, mở miệng nói, Huyền Uyên. Ta đến từ Xích Tinh Thánh Địa, có một số việc. Muốn cùng ngươi nói một tí, có thể hay không cùng uống ly rượu. Cô gái tuyệt đẹp kia nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó mắt đẹp bên trong, lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhàn nhạt nói, trước xem một chút đi. Cái này bổ thiên cảnh tiểu tử muốn cùng Huyền Uyên nói những gì? Mà Diệp Thần sau lưng người tham chiến nghe vậy, ngẩn ngơ sau đó, nhưng là lập tức phá lên cười. Thằng nhóc này phát cái gì điên? Phải biết. Huyền Uyên nhưng mà ghét nhất chiến đấu bị người quấy rầy, không hướng Huyền Uyên nói xin lỗi cũng được đi, còn muốn vào Huyền Uyên uống rượu. Trong chốc lát, châm chọc tiếng ùn ùn kéo đến. Không phải đâu, Xích Tinh Thánh Địa, đó không phải là 9 đại thánh bên trong, nhỏ yếu nhất cái đó sao? Cái loại này thằng nhà quê cũng muốn vào Huyền Uyên công tử uống rượu. Thằng nhóc này, là muốn ôm bắp đùi, muốn điên rồi chứ? Ha ha, lòe thiên hạ. Bất quá. Vốn có chút không nhìn được Huyền Uyên nghe vậy sau đó, nhưng là có chút hiếu kỳ, ngoạn vị. Hắn cũng có chút muốn biết, một cái bổ thiên cảnh tiểu tử muốn cùng mình nói chuyện gì. Huyền Uyên vung tay lên, tỏ ý đám người yên lặng,
rồi sau đó nhìn về phía Diệp Thần nói, uống rượu cũng không cần, không phải ai cũng có thể và bổn công tử uống rượu, người có chuyện gì, ở chỗ này nói liền tốt. Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu nói, có thể, ta tới nơi này, chỉ có một mục đích, nghe nói, ngươi và Huyền Cừ không hợp nhau. Ta, muốn cùng ngươi kết minh, đánh sụp Huyền Cừ, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ huyết tâm chiến trường, ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Một cái bổ thiên cảnh mưu toan cùng Huyền Uyên kết minh thì thôi, lại, còn muốn đối với Huyền Cừ cái đó như mặt trời ban trưa thánh nhật thành yêu nghiệt động thủ. Đây là bất kỳ người bình thường cũng không thể lời nói ra tiếng nói chứ. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần không phải làm trò đùa. Bởi vì chỉ là những lời này, nếu để cho Huyền Cừ biết, liền đủ để cho Diệp Thần chết trên nhiều lần à. Khó trách, thằng nhóc này có thể trực tiếp từ lối vào nhảy xuống, hắn là cái 10 phần người điên à. Đây là, vậy gác lửng bên trong cô gái tuyệt đẹp, mặt đẹp bên trên hiện lên một nụ cười nói, ừ, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng là đủ buồn cười, không để cho ta thất vọng. Nàng thưởng thức rượu ngon, giống như là xem phim hài vậy, đang mong đợi Diệp Thần còn có thể có cái gì biểu hiện. Giờ phút này, Huyền Uyên, cũng là ha ha phá lên cười. Nói thật, nếu như Diệp Thần bởi vì muốn ôm bắp đùi, hoặc là cái gì nhàm chán chuyện, đến tìm hắn mà nói, lấy hắn tính cách, liền trực tiếp sẽ đem Diệp Thần tiêu diệt. Bất quá, lần này Diệp Thần trả lời ngược lại là làm hắn hài lòng, dẫu sao, rất ít có người có thể nói ra tốt như vậy cười cười nhạo, không phải sao? Mấu chốt nhất là, Diệp Thần vẫn là đang dùng mình sinh mạng ở chọc cười hắn cười. Ừ, xem ở về điểm này, hắn quyết định tha Diệp Thần. Vì vậy, Huyền Uyên nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thần nói, người nói muốn cùng ta kết minh. Người có biết, nếu muốn cùng ta kết minh người, khắp nơi đều là, có thể cũng không phải là ai cũng có cùng ta kết minh tư cách, bổn công tử thật là tò mò, người có cái gì tự tin nhận vì mình, có tư cách cùng ta Huyền Uyên trở thành đồng minh. Chớ nói chi là, muốn đánh sụp Huyền Cừ, ha ha, vậy càng là cần một cái có lực đồng minh, coi như cho ngươi Xích Tinh Thánh Địa 10 lần lực lượng, cũng không đủ tư cách. Như vậy, ta tại sao phải cùng ngươi kết minh? Hắn có chút hiếu kỳ, cái này người điên có cái gì dựa vào, để cho hắn nguyện ý dùng mình sinh mạng khôi hài. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Uyên cặp mắt, mở miệng nói, bởi vì, ta so Huyền Cừ mạnh hơn. Lần này, không chỉ là Huyền Uyên, toàn bộ huyết tâm chiến trường bên trong người tham chiến cũng cười. Cười được nước mắt đều phải đi ra. Đây thật là một kẻ dở hơi à. Bổ thiên cảnh. Không tới 30 tuổi, từ lấy là, so Huyền Cừ cái này lóng lánh huyền yêu nhất tộc thế hệ trẻ tồn tại, mạnh hơn. Khôi hài chết. Mà Diệp Thần chính là không để ý Huyền Uyên cười như điên, tiếp tục nói, nhưng, ngươi cũng biết, Xích Tinh Thánh Địa và Thánh Nhật Thành kém được quá xa, cho nên, ta muốn mượn dùng ngươi lực lượng sau lưng, ta đi đối phó Huyền Cừ, mà ngươi giúp ta kiểm chế Thánh Nhật Thành. Cười tốt một hồi, Huyền Uyên mới ngừng lại, nhìn Diệp Thần nói được như thế nghiêm túc. Hắn cũng là tạm thời tới hứng thú, khá là phối hợp nói, người cái kế hoạch này, ngược lại không tệ, ta Thánh Nguyệt Thành vậy quả thật có năng lực này, chỉ là, ta muốn biết, ngươi liền có tự tin như vậy. Ta có, Diệp Thần nói như đinh chém sắt. Đám người nhìn ra được, Diệp Thần bức kia lãnh đạm, tự tin, kiêu ngạo dáng vẻ, là phát ra từ nội tâm, mà không phải là giả vờ, mà đây cũng là nhất khôi hài điểm à. Một đám người tham chiến vậy rối rít châm chọc nói, thật là khủng khiếp người tuổi trẻ à, bổ thiên cảnh liền có so Huyền Cừ công tử càng thực lực kinh khủng. Ừ, đây là càng nhiều ít cấp chiến đấu, sắp 20 cái, ha ha, đây thật là cổ kim thứ nhất yêu nghiệt à. Đúng vậy, xem hắn vậy lãnh ngạo, trầm ổn hình dáng, không phải tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể có cái loại này phong thái. Huyền Cừ công tử muốn ngược lại xui xẻo à. Ha ha ha, khá tốt. Huyền Cừ công tử không ở nơi này, nếu không, có phải hay không sẽ bị hù được trực tiếp khóc lên đâu. Huyền Uyên lại là một trận cười điên cuồng, đột nhiên hắn giương tay một cái, tỏ ý đám người yên lặng, đôi mắt híp lại nói, được, ta liền thưởng thức tự tin người, người tên gọi là gì? Diệp Thần. Nơi này không phải Dương Chân Vực và Nguyệt Hồn Vực, cùng ngoại giới tương đối ngăn cách, nói ra mình tên chữ cũng không có gì, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cũng không thể nào biết. Dù là tự mình nói ra luân hồi chi chủ, sợ rằng cũng sẽ không có quá nhiều người biết. Huyền Uyên cân nhắc nói, Diệp Thần, người biết mạnh cái chữ này, không phải dùng miệng nói ra được,
đã như vậy, người có nguyện ý hay không, chồng lên máu tim trùng, và ta ở nơi này huyết tâm chiến trường bên trong, tới một chàng một đối một chiến đấu. Ừ, đùa giỡn mở đủ rồi, nên kết thúc, hắn nguyện ý tha Diệp Thần một mạng, nhưng mà, Diệp Thần quấy rầy hắn chiến đấu, vẫn là phải dạy bảo một phen, đánh liền đoạn tứ chi, hành hạ đến Diệp Thần chết mới ngưng chứ. Đối với hắn mà nói, cũng coi là nhân từ, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hắn vậy thật là tò mò Diệp Thần bị mình nghiền ép, tàn phá thời điểm, như vậy không đạo lý chút nào tự tin, còn có thể hay không duy trì ở. Nói không chừng còn sẽ có cái gì biểu hiện xuất sắc đâu. Huyền Uyên đều có chút không thể chờ đợi. Đám người cũng là rối rít mong đợi, chàng hảo hí này muốn nghênh đón cao triều liền à. Có thể, ngay tại lúc này, ngoài dự liệu của mọi người phải, Diệp Thần nhưng là lắc đầu, hắn cự tuyệt nói, không thể. Ừ. Trong chốc lát, mọi người tại đây đều là khẽ cau mày, đối với Diệp Thần thất vọng. Chẳng lẽ, tên này không phải thật điên, mà là chứa. Hiện tại, phải đối mặt Huyền Uyên, liền bắt đầu sợ. Cái này, liền không có sức, ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần từ diễn viên biến thành một cái tam lưu thằng hề. Huyền Uyên ánh mắt cũng là băng lạnh xuống nói cho ta lý do. Chỉ cần Diệp Thần để cho hắn cảm thấy không thú vị, hắn liền sẽ không chút do dự đưa Diệp Thần đi chết. Đây là, Diệp Thần nhưng là chân thành ngưng mắt nhìn Huyền Uyên nói, bởi vì, ta không có tiền, loại máu tim trùng muốn 2000 yêu linh tinh, quá đắt. Đám người nghe vậy, lại là sửng sốt một chút, ngay sau đó lần nữa cười thật to. Bọn họ sai rồi, thật sai rồi, tên này không chỉ có không phải cái gì tam lưu thằng hề, mà là đại sư chân chánh à. Một cái tự xưng so Huyền Cừ còn mạnh hơn yêu nghiệt, liền tham gia một tràng máu tim chiến đấu cũng cảm thấy mắc. Huyền Uyên tuét miệng cười một tiếng, đang chuẩn bị giúp Diệp Thần ra cái này 2000 yêu linh tinh. Có thể, Diệp Thần nhưng là lần nữa mở miệng nói, bất quá, ta ngược lại là có thể không loại máu tim trùng cùng ngươi đánh một trận. Trong chốc lát, tiếng cười hơi ngừng. Liền Huyền Uyên đều có chút ngu, hắn nháy mắt một cái, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói gì sao? Người không loại máu tim trùng đối chiến chồng máu tim trùng ta. Cái ý này. Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Thần sở dĩ làm như vậy, là vì hướng Huyền Uyên biểu diễn thực lực. Hắn biết, võ giả thế giới, không có gì giao thiệp kỹ xảo so biểu diễn thực lực trọng yếu hơn. Mà đánh bại có máu tim trùng gia trì Huyền Uyên, chính là biểu diễn thực lực phương thức tốt nhất. Hơn nữa, Diệp Thần cũng muốn khảo sát một tí hủy diệt đạo ấn đột phá tứ trọng thiên. Đột phá tu vi bổ thiên 9 tầng trời sau đó, mình thực lực kết quả như thế nào, nếu như Huyền Uyên không có máu tim trùng bằng thân, hắn sợ liền không cẩn thận trực tiếp cầm Huyền Uyên đánh chết. Như vậy, kết minh nhất định là bị lỡ. Lời vừa nói ra, liền tại chỗ những cái kia người tham chiến cũng kích động. Bỏ mặc Diệp Thần có phải hay không người điên, cái loại này ngạo, loại tự tin này, cái loại này khoe khoang, cũng làm những thứ này Huyền yêu tộc người nhiệt huyết sôi trào. Huyền yêu tộc thích nhất chính là xem Diệp Thần như vậy cuồng ngạo vô biên tính cách à. Liền Huyền Uyên, trong mắt đều là lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng, lại là hoàn toàn phối hợp Diệp Thần diễn xuất, gật đầu một cái nói, được. Giết! Làm rất khá tiểu tử, chúng ta sẽ nhớ ngươi tên chữ. Hi hi, mới vừa, là chúng ta xem thường ngươi, người dũng khí đáng giá mời bái phục. Diệp Thần, đừng để cho chúng ta thất vọng à. Những cái kia người tham chiến chủ động lui ra, cho Diệp Thần cùng Huyền Uyên nhường ra sân, hơn nữa, đối với Diệp Thần vô cùng là chống đỡ. Mà lối vào Huyền Tước, chính là thở dài một cái, hắn biết, Diệp Thần chết chắc, hắn lặng lẽ hướng lối ra thối lui, đã làm xong chạy ra dự định. Huyền Uyên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hỏi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần gật đầu một cái, cổ tay lộn một cái, một chuôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Huyền Uyên thấy vậy, khóe miệng dương lên một nụ cười, lạnh như băng, tàn khốc nụ cười, đột nhiên, một đạo vô cùng đậm đà cơ hồ làm người không cách nào hô hấp yêu khí, ngay tức thì bùng nổ, cho dù người ở tại tràng, giống vậy thân cái thiên yêu huyết mạch, đều là không nhịn được mặt hiện vẻ kinh hãi. Huyền Uyên mặc dù tạm thời bị Huyền Cừ đè lại đầu ngọn gió, nhưng, hiển nhiên cũng là một tên vô cùng là yêu nghiệt kinh khủng à. Lại là vào Huyền Cừ giống vậy bước vào nửa bước còn thật. Chỉ bất quá nửa bước còn thật tới giữa chênh lệch vô cùng to lớn. Huyết mạch này độ dày, thật là để cho bọn họ đều có một loại muốn thần phục cảm giác.
liền liền gác lửng bên trong, tên kia cô gái tuyệt đẹp cũng là mắt đẹp có chút sáng ngời địa đạo, cái này Thánh Nguyệt Thành người ngược lại là thật tốt, huyết mạch lực lại là lại có tinh tiến. Đứng ở nàng bên cạnh mặt nạ cô gái, nhưng là có chút khinh thường địa đạo, cái này, cũng chỉ là cùng người bình thường so mà thôi, nếu như cùng tiểu thư như vậy, huyền yêu nhất tộc chân chính yêu nghiệt tương đối, thì hoàn toàn là một ngày đầy đất, tiểu thư chỉ là thi triển uy áp, sợ rằng liền đủ để cho này người quỳ xuống. Hừ, cái gọi là nhật nguyệt bảy sao, chín đại thánh, cùng ta Thánh Thiên Thành so với, hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ, Thánh Thiên yêu tộc mới thật sự là thừa kế thiên yêu huyết mạch hậu duệ. Tên này cô gái tuyệt đẹp bất ngờ xuất thân từ Thánh Thiên yêu tộc. Thực lực xa ở huyền uyên, huyền cừ bên trên, nhưng, ở huyền yêu nhất tộc bên trong nhưng là phong cách sống kín đáo, thậm chí, không có mấy người biết nàng tên chữ. Bởi vì, Thánh Thiên yêu tộc từ không dễ dàng ở trước mặt người xuất hiện, phần lớn huyền yêu tộc người liền thấy bọn họ tư cách cũng không có. Nhưng ngay khi huyền uyên, phóng thích huy áp đồng thời, Diệp Thần nhưng là lần nữa mở miệng nói chậm. Huyền Uyên cau mày nói, thế nào? Hắn trong mắt hiện lên lau một cái không nén được vẻ, hắn từ trước đến giờ ghét, thời điểm chiến đấu bị cắt đứt. Diệp Thần nhưng là mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn nói, xuất toàn lực. Huyền Uyên nhìn chăm chú Diệp Thần chốc lát, gật đầu nói, được. Ở hắn xem ra, bỏ mặc như thế nào, Diệp Thần đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng không khả năng để cho Diệp Thần sống sót, nếu như, ở Diệp Thần không loại máu tim trùng dưới tình huống. Hắn còn giết không chết Diệp Thần, vậy được là trò cười chính là hắn. Bất quá, nói thật, hắn đối với Diệp Thần tính cách vẫn là có một phần thưởng thức, cho nên, hắn sẽ thực hiện Diệp Thần trước khi chết, nguyện vọng sau cùng, toàn lực ra tay, để cho hắn chết được vinh quang. Một khắc sau, một chuôi chuôi dài chiến phủ xuất hiện ở Huyền Uyên trong tay. Cái này chuôi dài chiến phủ bên trên, lóe lên yêu dị huyết quang, yêu khí vô cùng là đậm đà, bất ngờ là một kiện yêu khí. Cái này yêu khí đẳng cấp cực cao, tuyệt không thể so với giống vậy hỗn độn linh khí phải kém. Một khắc sau, một cổ vô cùng là sợ hãi khí vận từ huyền uyên trong cơ thể, kích động ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Ở khí vận bên trong, đám người chỉ cảm thấy, một cổ khai thiên lực từ trên mình lướt qua, thân thể và thần hồn đều phải làm bị rất miễn cưỡng chém rách vậy. Đó là một loại trình độ cao nhất bá đạo, trình độ cao nhất ác liệt lực lượng. Vậy là một loại khai thiên ích địa đạo vận. Truyền thuyết, Thái Sơ lúc đó, thiên địa một mảnh hỗn độn, mà một tên đản xanh vu hỗn độn chí cường thần linh, chính là lấy một dìu lực, khai thiên tích địa. Mà đây loại lực lượng, cũng là trở thành một loại vô cùng là cường đại đạo vận. Huyền Uyên giờ phút này thi triển, chính là cái này dìu khai thiên ý. Hắn không có nói láo, thật sự là toàn lực ra tay, liền hắn đây chỉ có ở sống chết để gặp, mới sẽ vận dụng tuyệt kỹ đều đem ra hết. Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ phủ chủ, cũng là Huyền Uyên phụ thân, hắn nổi danh nhất, chính là một tay dìu khai thiên. Huyền Uyên nạt nhỏ, khai thiên, chém chúng sanh, diệt. Vậy yêu dị chiến phủ bên trên, xích mang bạo tránh, một đạo vô cùng sợ hãi dịu ảnh, bỗng nhiên hạ xuống ở nơi này huyết tâm chiến trường bên trên. Cái này huyết tâm chiến trường bên trên, có trận pháp bao phủ, trận pháp lực tuyệt mạnh. Đủ để chịu đựng mấy chục tên trẻ tuổi một đời cường giả kịch chiến tạo thành chiến đấu chập chờn. Có thể, giờ khắc này, làm cái này dịu ảnh phủ xuống ngay tức thì, huyết tâm chiến trường lên trận pháp, lại là ánh sáng cuồng tránh, hơi lắc lư. Lại là bị Huyền Uyên một dịu oai nơi dung chuyển à. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là tâm đảm câu hàn. Đối với bọn họ mà nói, huyết tâm chiến trường có thể là một loại thể nghiệm cuộc chiến sinh tử tuyệt cao chỗ. Nhưng đối với Huyền Uyên mà nói, chẳng qua là một cái đi săn, thể nghiệm giết hại nơi thôi. Hắn lại là cho tới nay cũng không có thi triển toàn lực à. Cho dù là Diệp Thần, thấy cái này kinh thiên một dìu đều là trong mắt thần quang bạo tránh. Rất tươi đẹp một dìu. Cũng chỉ có như vậy một dìu, mới có tư cách để cho hắn thi triển toàn lực. Lần này, Diệp Thần không có mượn Huyền Hàn Ngọc cùng sóc lão lực lượng, mà là đơn thuần dựa vào tự thân thực lực. Huyền Uyên khơi dậy hắn chiến ý. Vậy một đám người tham chiến, cũng đưa mắt nhìn sang Diệp Thần, tất cả mọi người đều là lần nữa ngẩn ngơ. Nguyên bản, bọn họ lấy là Diệp Thần như thế nào đi nữa điên cuồng cũng sẽ bị cái này một dìu bên trong lực lượng kinh khủng nơi ép vỡ, phỏng đoán đã hù nhanh hơn muốn ngất đi. Ai ngờ, Diệp Thần không chỉ không có bị ép vỡ, ngược lại, sắc mặt bình tĩnh,
thậm chí, trong mắt còn có chiến ý cháy. Lần này, bọn họ là thật bị Diệp Thần nơi thuyết phục à? Cho dù Diệp Thần định trước bị cái này một dìu trực tiếp bốc hơi, bọn họ cũng sẽ không lại đối với Diệp Thần có bất kỳ khinh thị. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Thần so mình mạnh. Đổi lại là bọn họ, chỉ sợ sớm đã buông tha chống cự. Giờ phút này, Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy lấy khai thiên thế hạ xuống đỉnh đầu kinh thiên diệu ảnh, một đạo quá gần khí tức hủy diệt, bỗng nhiên từ sát kiếm kiếm phong bên trên, cuốn đi bốn phía. Hắn trong mắt, có vô tận hủy diệt ý vận chợt ẩn chợt hiện, tựa hồ có trùng trùng sơn hà, xuất hiện ở sát kiếm bên trên, đồng thời, hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, long cốt, hồng mông cổ pháp vân. Vân, lên cấp thi triển. Tinh hồn chạm. Ngay chớp mắt, một đạo như sao sông vậy kiếm quang sáng chói, phóng lên cao, đón vậy cái thế diệu ảnh, ngược dòng lên. Một kiếm này, là Diệp Thần đến nay mới ngưng, chém ra chí cường tinh hồn một kiếm. Nháy mắt tức thì, vậy kinh thiên diệu ảnh cùng một đạo sáng chói ngân hà, ầm ầm đụng nhau, tất cả mọi người đều là lắc đầu một cái, tựa như đã thấy tinh hà kia bị diệu ảnh nghiền là nghiền, mà Diệp Thần cũng ở đây diệu ảnh dưới hóa thành hư vô một màn. Nếu như nói, Huyền Uyên đối mặt Diệp Thần có chút nương tay, không xuất toàn lực mà nói, hắn còn khả năng có một đường sinh cơ. Nhưng, Diệp Thần lại muốn cầu Huyền Uyên toàn lực ra tay. Hơn nữa, Huyền Uyên còn làm theo. Dưới tình huống này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp, vậy đạo diệu ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, cường đại dư âm hướng bốn phía cuộn sạch đi. Huyết tâm chiến trường trận pháp phòng ngự bên trên, ngay tức thì, trải rộng vô số vết rách. Rồi sau đó, ở đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới, vậy Huyền Uyên chém ra chí cường một dìu, lại là ở ánh sao đánh vào dưới, hoàn toàn bể tan tành. Thậm chí, liền một cái hô hấp thời gian, cũng không có ngăn cản, liền biến thành hư không. Huyền Uyên mặt mũi cứng đờ, óc lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không cách nào suy tư, mà Diệp Thần chém ra vậy đạo ngân hà, vẫn còn tiến về trước. Hắn ngây ngốc nhìn trước mặt cuốn tới ngân hà, sáng chói ánh sao lóng lánh trong mắt hắn, Huyền Uyên dẫu sao là Thánh Nguyệt Thành cao cấp thiên tài, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt lóe lên vô cùng sợ hãi vẻ, đem vậy dìu lớn đưa ngang trước người, định phòng ngự. Ngay trước mắt, tinh hồn chảm kiếm quang rơi vào vậy dìu lớn dưới. Một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực, ngay tức thì từ ánh sao bên trên sông ra, Huyền Uyên phát ra một tiếng hét thảm, chuôi này dìu lớn thoát thân bay ra. Đồng thời, hắn toàn bộ thân thể cũng là đổ bay ra, hơn nữa, ở bay ngược trong quá trình, thân thể bị vậy kiếm quang bén nhọn không ngừng khuấy bể trước. Một màn này, cho dù là hãn dũng Huyền Yêu nhất tộc cũng xem được đáy lòng phát rét. Ầm một tiếng vang thật lớn, Huyền Uyên thân thể hung hãn đập vào trên một ngọn núi lớn, đem đỉnh ngọn núi kia đập thành nghiền, giống như là túi vải rách vậy rơi ở trên mặt đất. Đám người hướng Huyền Uyên nhìn, một khắc sau, con người đều là điên cuồng co rúc lại. Giờ phút này, Huyền Uyên trên thân hình, mình đầy thương tích, trải rộng vô số vết thương, mà càng kinh khủng hơn phải, từng cái thật nhỏ, giống như con giun vậy màu đỏ như máu côn trùng, đang từ những vết thương kia bên trong bò ra ngoài. Huyền Uyên trên thân thể hạ, lại trải rộng vô số ngọa nguậy côn trùng. Mà đây chút côn trùng, vùng vẫy mấy cái sau đó, chính là không động đậy nữa, chết được không thể chết lại. Cái này, đây là cái gì? Một tên Huyền Yêu tộc thanh niên. Không nhịn được hỏi, bị một màn trước mắt, sợ choáng váng. Máu tim trùng, hắn bên cạnh một người, thanh âm vô cùng run rẩy đáp, là máu tim trùng à. Máu tim trùng, ta cho tới bây giờ không có gặp qua, máu tim trùng cái bộ dáng này à. Máu tim trùng, tại sao kêu máu tim trùng? Bởi vì, máu này tim trùng là trồng ở hắn trái tim người bên trong, rồi sau đó, thông qua máu ở ký chủ trong cơ thể di động. Lấy đạt tới thay ký chủ khôi phục thương thế công hiệu, làm sao sẽ tự mình từ vết thương bên trong bỏ ra ngoài. Hơn nữa, một bộ chết hình dáng. Lại có một người, cơ hồ là thét chói tai liền mở miệng nói ta. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống này, trên lịch sử, chỉ xuất hiện qua một lần. Truyền thuyết, làm ký chủ tiếp nhận công kích, quá mạnh mẽ lúc đó, máu tim trùng vì khôi phục túc chủ thương thế, liền cần điên cuồng công tác. Những thứ máu này tim trùng hay sống sống mệt chết à? Tất cả người nghe vậy, đều là sắc mặt cuồng biến. Giờ phút này, Huyền Uyên thoi thóp đổ xuống đất,
cơ hồ phải bị máu tim trùng cho chìm ngập, mà đếm lấy dù sao cũng kế máu tim trùng, vì chữa Diệp Thần một kiếm này, đối với Huyền Uyên thân thể phá hoại lại là toàn bộ đều mệt chết đi được. Trước kia, bất luận là bao nhiêu người vây công một người, thi triển ra biết bao nghịch thiên thủ đoạn, cũng không có người thật gặp qua, máu tim trùng bị mệt chết hình ảnh. Có thể hiện tại, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, một màn này vẫn là phát sinh ở Huyền Uyên trên mình à. Đây cơ hồ có thể gọi là chín đại thánh bên trong, hạng thứ hai yêu nghiệt tồn tại. Toàn lực xuất thủ dưới tình huống, nhưng là bị Diệp Thần, một kiếm liền đánh bại. Hơn nữa, vẫn là ở có máu tim trùng ra chỉ dưới tình huống, mới vô cùng là miễn cưỡng giữ được một cái mạng à. Một màn này, thật là muốn cho mọi người óc sôi trào, hoàn toàn lật đổ bọn họ võ đạo quan niệm. Huyền yêu tộc, bản thân chính là một cái lấy mạnh mẽ nổi danh chủng tộc, tầm mắt coi như là cực kỳ cao, có thể, Diệp Thần tồn tại lại để cho bọn họ đối với thực lực nhận biết, hoàn toàn lật đổ. Một cái hơn 20 tuổi, bổ thiên cảnh, hơn nữa, huyết mạch tựa hồ khá là bác tạp tiểu tử, lại, có nghiền ép nửa bước thật vẫn thực lực. Bất kỳ hình dung từ, đều không cách nào miêu tả bọn họ rung động, chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ khái quát. Giờ phút này, gác lửng bên trong, nguyên bản vô cùng lười biếng, nghiền ngẫm cô gái xinh đẹp, giờ phút này cũng là bỗng nhiên ngồi dậy tới, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ rung động. Liên liên nàng, vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Từ trước đến giờ đối với bất kỳ chuyện, cũng không có quá lớn quan tâm nàng, lần đầu tiên trong đời đối với một tên xa lạ nam tử sinh ra tò mò. Nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì, nàng chính là cái đầu tiên sáng lập máu tim trùng mệt chết cái này lịch sử tồn tại. Hơn nữa, vẫn là ở nàng nửa bước còn chân cảnh thời điểm liền làm được. Nguyên bản, cái này cô gái xinh đẹp một mực lấy là trên đời lại không có còn chân cảnh trở xuống người có thể làm được chuyện này. Có thể hiện tại, ra một Diệp Thần. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần tu vi so nàng lúc ấy, còn thấp được nhiều, chỉ là một tên bổ thiên 9 tầng trời tồn tại. Cái này há chẳng phải là thuyết minh, Diệp Thần tư chất, thậm chí, còn ở nàng bên trên. Nghĩ tới đây, nàng vậy đôi giống như ngôi sao mắt đẹp bên trong, trừ tò mò còn nhiều hơn lau một cái không phục. Ừ, huyết tâm chiến trường bên trong Diệp Thần, đột nhiên thần sắc động một cái, quay đầu hướng trời cao chỗ gác lửng nhìn một cái. Vậy cô gái xinh đẹp thấy vậy, mặt đẹp trên vẻ rung động, hơn nữa đậm đà nói, không chỉ có thực lực hơn người. Thần hồn lực vậy lớn mạnh như vậy. Phát hiện ta. Mà vậy vốn là còn muốn ra tay xóa bỏ Diệp Thần áo bào đen thị nữ, giờ phút này cũng là vô cùng rung động. Nàng đột nhiên phát hiện, mình chưa chắc là Diệp Thần đối thủ. Áo bào đen cô gái ngưng trọng hỏi, tiểu thư, chuyện này có phải hay không cần muốn bẩm báo lão gia? Vậy cô gái xinh đẹp mặt mỉm cười, lắc đầu nói, Ngọc Diệt, như thế chuyện thú vị, người có thể muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ta không tha cho ngươi. Vậy được gọi là Ngọc Diện áo bào đen cô gái trong lòng rét một cái nói, ưng. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hắn phương mới cảm nhận được liền một tên cường giả chú ý, bất quá, đối phương tựa hồ không có quá lớn địch ý. Bất quá, Diệp Thần ánh mắt cũng là ngưng trọng một phần, cái này Thánh Thiên Thành quả nhiên đầm rồng hang hổ. Đây là, Huyền Uyên cuối cùng là vô cùng là miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn cố hết sức đem trên mình máu tim trùng, toàn bộ kéo xuống, trong mắt là nghĩ mà sợ, là vui mừng, là khó tin. Cùng với, mãnh liệt hưng phấn. Hắn biết, vậy chính là huyết mạch của mình cường độ, vượt xa vậy Huyền yêu tộc, cho nên sinh mệnh lực của hắn cũng là phổ thông Huyền yêu tộc người, không cách nào so sánh, nếu không, mặc dù có máu này tim trùng trong người, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết à. Diệp Thần thực lực thật sự là nghịch thiên đến vượt quá tưởng tượng. Và hắn so với, cái gì chín đại thánh huyền yêu tộc yêu nghiệt, đều là cứt chó à, cho dù là vậy được gọi là thứ nhất yêu nghiệt huyền cừ, cũng là như vậy. Trên đài cao, Huyền Hy cùng Huyền Tước cũng là một bộ đờ đẫn vẻ, Huyền Hy còn khá hơn một chút, dẫu sao gặp qua Diệp Thần bộ phận thực lực, mà Huyền Tước cả người cơ hồ phải đổi thành đá. Trước một giây còn chuẩn bị chạy trốn Huyền Tước, đột nhiên, chợt vỗ đùi nói, Diệp Thần người đại ca này, ta nhận định. Huyền Tước ở Thánh Thiên Thành là cái hỗn tử, thực lực bình thường thôi, thiên phú bình thường thôi, bối cảnh giống vậy bình thường thôi, bất quá, hắn chỉ có một ưu điểm, chính là hiểu phải đem cầm cơ hội. Hắn biết, mình đời này chờ mình cơ hội, tới.
Mà giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là đối Huyền Uyên mỉm cười nói, ta nói qua, ta rất mạnh, hiện tại, ngươi tin sao? Diệp công tử, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Huyền Uyên đầu tiên là khó khăn uống một viên thuốc, trợ giúp khôi phục thương thế, ngay sau đó, liền thật sâu đối với Diệp Thần cúi đầu một cái, mặt đầy vẻ kính sợ. Huyền yêu nhất tộc, so với loài người hơn nữa tôn trọng cường giả. Ở nhân tộc, nếu như người bối cảnh nghịch thiên, liền có thể coi rẻ hết thảy yêu nghiệt, không cần cho cái gì thiếu niên thiên tài chút nào mặt mũi, bất quá, Huyền yêu nhất tộc không giống nhau. Huyền yêu tộc, người mặc dù có vô cùng là kinh khủng bối cảnh, nếu như bị bạn cùng lứa tuổi đánh bại, liền muốn đối kích bại mình cường giả, cho có tôn trọng. Đây là Huyền yêu tộc phong tục, cũng là tại sao Huyền Uyên sẽ như vậy hưng phấn nguyên nhân. Hắn biết, mình báo thù cơ hội sẽ đến. Diệp Thần nói, hiện tại, có thể ngồi xuống, cùng ta uống ly rượu. Huyền Uyên cười nói, nếu như Diệp công tử không chê, mời theo ta tới. Đây là, Huyền Tước cùng Huyền Hy vậy đi tới Diệp Thần bên người, Huyền Tước mặt đầy vẻ lấy lòng địa đối Diệp Thần nháy mắt nói, Diệp công tử, mang ta cùng nhau đi, ta nhất định sẽ đối với ngài hữu dụng. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, gật đầu một cái. Huyền Tước tình báo quả thật rất chính xác, có thể gặp, hắn đối với Thánh Thiên Thành biết rõ vẫn phải có, nói không chừng, có thể ở nhằm vào Huyền Cừ trên, đưa đến một ít trợ giúp, hơn nữa, hắn cũng không sợ Huyền Tước tiết lộ bí mật vân. Vân, đầu tiên, hắn hiện ra thực lực sau đó, Huyền Tước chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng không sẽ làm như vậy, thứ nhì, hắn cũng có lòng tin ở Huyền Tước tiết lộ bí mật trước giải quyết hắn. Huyền Tước thấy vậy mặt hiện đại hỉ vẻ. Rất nhanh. Ba người liền ở Huyền Uyên dưới sự hướng dẫn, tiến vào huyết tâm chiến trường sau một gian độc lập gác lửng. Mười nhỏ hơn bùng nổ, cái này tháng còn sẽ có, mọi người nhớ bỏ phiếu tháng nha. Nơi này là huyết tâm chiến trường phòng khách quý, mỗi cái khách quý đều có thể có một cái nhà gác lửng, bên trong hết thảy phương tiện đều là cao cấp, hơn nữa cung cấp rượu ngon món ngon. Huyền Uyên an bài một bàn rượu rau, mời đám người ngồi xuống, vừa ăn. Một bên vô cùng là tò mò nhìn Diệp Thần nói, Diệp công tử, người họ Diệp. Chẳng lẽ ngươi không phải trời xanh Huyền yêu tộc người? Diệp Thần mặc dù có thiên yêu huyết mạch, nhưng, họ nhưng cùng Huyền yêu tộc không cùng, Huyền yêu tộc người cũng họ Huyền. Diệp Thần gật đầu nói, chưa tính là, bất quá, ta đã gia nhập Xích Tinh Thánh Địa. Huyền Uyên nghe vậy, đột nhiên thần sắc động một cái, kinh hô ta nhớ ra rồi. Gần đây Xích Tinh Thánh Địa bên kia truyền ra tin tức. Có người phá vỡ Xích Tinh yêu thần trụ ghi chép, chẳng lẽ, người đó chính là Diệp công tử? Diệp Thần nói, không sai. Huyền Uyên thần sắc bộc phát cung kính, thậm chí là sùng bái, hắn mặt lộ vẻ vẻ cười khổ, nếu như sớm biết tin tức này, hắn cũng không cần trắng bị đánh một trận. Thân là Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ công tử hắn rất rõ ràng tất cả lớn thánh địa thực tập mặc dù độ khó có một ít chênh lệch, nhưng, có thể đổi mới yêu thần trụ ghi chép, đó là tuyệt đối có hàm kim lượng thành tích. Giờ phút này, Huyền Uyên hoàn toàn buông xuống nghi ngờ trong lòng. Hắn là Diệp Thần rót một ly rượu nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi một chút, ngươi và Huyền Cừ có cái gì va chạm sao? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ngươi có biết, Huyền Cừ gần đây muốn thành hôn. Huyền Uyên gật gật đầu nói, chuyện này, ở Thánh Thiên Thành cũng coi là khá là oanh động, nghe nói, Huyền Cừ thậm chí muốn ở trong thành cử hành tế tổ đại điển. Tế tổ đại điển. Huyền Uyên nói, đây là chúng ta Huyền yêu nhất tộc truyền thống, ở lớn điển trước, trai gái hai bên không được tiếp xúc, đại điển sau khi kết thúc, mới có thể lập gia đình. Huyền Cừ là dùng loại phương thức này, tới chứng minh tâm ý của mình. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, mở miệng nói, ta chính là vì chuyện này tới. Huyền Uyên trong mắt lóe lên một vẻ bừng tỉnh nói, nghe nói, cùng Huyền Cừ lập gia đình người phụ nữ kia, đến từ Xích Tinh Thánh Địa, chẳng lẽ... Diệp Thần uống vào một ly rượu, ngưng tiếng nói, Huyền Cừ cưỡng ép mang đi cô gái, coi như là đã cùng ta quyết định hôn ước. Mặc dù, Diệp Thần cùng Huyền Nhã hôn ước không phải hắn chủ ý, nhưng, hắn nếu đã quyết định ngăn cản chuyện này, như vậy, liền cần một cái lập trường. Mà hai người tới giữa vậy có chút vô hình hôn ước, chính là tốt nhất lập trường. Mối hận đoạt vợ, cái này không bàn về ở bất kỳ chủng tộc, đều là không đội trời chung đại thù. Huyền Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Như vậy cừu hận, so với mình cũng do hữu quá chi à. Diệp Thần thật là đối kháng Huyền Cừ thích hợp nhất đồng minh thí sinh à.
hắn hung hãn nắm chặt quả đấm. Những năm gần đây, Huyền Cừ đối với Thánh Nguyệt Thành muốn bên trong, cùng với đối với hắn Huyền Uyên làm nhục, lần này, hắn muốn đòi lại gấp bội lần. Đây là, Diệp Thần lần nữa mở miệng nói, Uyên huynh, ta muốn biết, Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ tổng thể thực lực, so với Thánh Nhật Thành phủ thành chủ, như thế nào? Huyền Uyên trong mắt thần mang một thịnh nói, không phân cao thấp. Thánh Nhật Thành mặc dù là chín đại thánh bên trong thứ nhất, nhưng, ở Huyền Cừ không có xuất hiện trước, một mực thuộc về suy yếu bên trong, mà ta Thánh Nguyệt Thành, nhưng là ở mấy ngàn trong năm, cường thế quật khởi, nếu như không phải là Huyền Cừ hiện tại đè ép ta một đầu, ta Thánh Nguyệt Thành thực lực, thậm chí có thể đã áp đảo Thánh Nhật Thành bên trên. Diệp Thần nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười nói, nghe nói, những năm gần đây, Thánh Nguyệt Thành yêu nghiệt cùng với Uyên huynh ở Huyền Cừ trong tay chịu không ít đau khổ. Nhớ tới Huyền Cừ đủ loại hành vi, Huyền Uyên hận được hơi thở đều bắt đầu nóng nảy. Diệp Thần nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Huyền Cừ, mà ta cần chính là Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ chống đỡ, chỉ muốn ngươi thế lực sau lưng, có thể kềm chế Huyền Cừ sau lưng thực lực, ta hướng ngươi bảo đảm, lần này, cái này Huyền yêu nhất tộc đệ nhất thiên tài, nhất định sẽ thể nghiệm đến, cái gì gọi là từ thiên đường hết tới địa ngục. Diệp Thần hiện tại kiêng kỵ nhất, không phải Huyền Cừ bản thân, mà là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ. Chỉ cần có Thánh Nguyệt Thành chống đỡ, Huyền Cừ đối với hắn mà nói cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Được, chuyện này, cứ quyết định như vậy. Huyền Uyên không chút do dự nào, lúc này đồng ý, hắn cùng Diệp Thần ý tưởng không hẹn mà hợp. Nói thật, Thánh Nguyệt Thành cho tới nay đều là đánh được cái chủ ý này, có thể, Huyền Uyên nhưng thủy chung không cách nào vượt qua Huyền Cừ. Dù là hai người cảnh giới không kém nhiều, nhưng cùng cảnh giới biểu hiện ra thực lực giống như rãnh trời phân chia. Hiện tại có Diệp Thần, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá, rất nhanh, Huyền Uyên liền nhíu mày lại tới nói, nhưng mà, cái này Huyền Cừ gần đây đều đang bế quan cùng với chuẩn bị tế tổ đại điển, Diệp công tử muốn gặp hắn, sợ rằng không dễ dàng. Phải không? Diệp Thần nghe vậy, cũng là khẽ cau mày, nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền giãn ra nói, Uyên huynh, cái này thánh thiên bên trong thành Huyền Cừ vô cùng là để ý là cái gì? Huyền Uyên nghe vậy, trầm ngâm, mà ngay lúc này, Huyền Tước chính là đi trước mở miệng nói, Diệp công tử, ta cho rằng là hắc thị. Nghe được câu này, Huyền Uyên ánh mắt động một cái, nhưng cũng lóe lên vẻ lo âu. Hắc thị, Diệp Thần chân mày khều một cái nói nghe một chút. Huyền Uyên nói, Diệp công tử, là như vậy, ở Thánh Thiên Thành mở tiệm cửa tiệm, cũng phải trả cao ngạch tiền thuê, cho nên, lợi nhuận bên trong sẽ có rất lớn một phần chia cống hiến cho Thánh Thiên yêu tộc, bất quá, trên thực tế, Thánh Nguyệt Thành, Thánh Nhật Thành, cùng với hạng trước mấy thánh địa, chân chính thu vào bên trong đại đầu, lại phát ra từ cái này hắc thị bên trên. Có thể nói, hắc thị mới là tất cả đại thánh ở Thánh Thiên Thành sự nghiệp bên trong, chân chính mạch máu. Ví dụ như, Thánh Nguyệt Thành, một năm thu vào 70%, cũng đến từ Thánh Thiên Thành hắc thị. Mà ta nghe nói, Huyền Cừ lần này trông coi Thánh Nhật Thành sản nghiệp bên trong đó mấy con phố gian hàng. Muốn trở thành phủ thành chủ người thừa kế, không chỉ có phải có thực lực, thiên phú, đồng thời, đối với kinh doanh phương diện này, cũng phải có năng lực nhất định. Mà đây mấy cái hắc thị đường phố, là hắn chứng minh mình tốt nhất thử kim thạch, đối với Huyền Cừ trọng yếu bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần càng nghe, ánh mắt liền càng sáng, cười nhạt một cái nói, rất tốt, Uyên huynh. Thay ta cho Huyền Cừ đưa ra một cái tin, để cho hắn nội trong hôm nay đem Huyền Nhã phóng thích, hơn nữa đến Xích Tinh Thánh Địa ngay trước mọi người quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không, hắn trong chợ đen làm ăn, ta sẽ để cho hắn, không được làm. Huyền Khôn cùng với không thiếu Xích Tinh Thánh Địa tộc nhân, đều ở đây cuộc chiến đấu này bên trong, bị thương không nhẹ. Chỉ là để cho Huyền Cừ quỳ xuống nói xin lỗi, đều là tiện nghi hắn. Bất quá, nhưng vào lúc này, Huyền Uyên nhưng là có chút do dự mở miệng nói, nếu quả thật muốn động đến hắc thị, như vậy, sự việc, liền lớn. Diệp Thần có chút cân nhắc nhìn Huyền Uyên nói, làm sao? Dám không, như vậy, Thánh Nhật Thành sợ rằng phải cả đời cưỡi ở Thánh Nguyệt Thành trên đầu. Huyền Uyên nghe vậy, ánh mắt một hồi lóe lên, cuối cùng, vẫn là mặt hiện kiên quyết vẻ nói, làm. Bất quá, chuyện này sự quan trọng đại, làm không tốt, thì sẽ đưa đến hai đại thánh địa chiến tranh. Cho nên, ta trước phải cùng trưởng bối trong nhà thương nghị một phen, mời Diệp công tử ở chỗ này sau này. Vừa nói,
hắn đem một quả đưa tin ngọc phù, ném cho Diệp Thần nói, có chuyện, có thể liên lạc ta rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Thần gật đầu nói, biết, người đi đi. Huyền Uyên thi lễ một cái sau đó, chính là thân hình chớp mắt, từ trong phòng biến mất. Nửa giờ sau đó, Huyền Uyên liền trở lại gác lửng bên trong, vô cùng kích động địa đạo, Diệp công tử, ta Thánh Nguyệt Thành đã quyết định, ủng hộ ngươi kế hoạch. Ngươi muốn phát cho Huyền Cừ tin tức, cũng đã phát ra. Rất nhanh, Diệp Thần ở huyết tâm chiến trường bên trong, một kiếm đánh bại Huyền Uyên, thậm chí, liền máu tim trùng đều bị mệt chết là một, ở Thánh Thiên bên trong thành, truyền được sôi sùng sục. Giữa lúc đám người bàn luận sôi nổi lúc đó, có một cái tin, truyền ra. Đó chính là, Diệp Thần lại là trực tiếp khiêu khích Huyền Cừ. Diệp Thần truyền ra tin tức, ở mọi người nhìn lại, hoàn toàn là khiêu khích à. Cường thế đến trình độ cao nhất. Thằng nhóc này, kết quả lai lịch gì? Lại để cho Huyền Cừ quỳ xuống nói xin lỗi, chán sống. Ha ha, ta xem, Thánh Thiên Thành bên trong, lập tức muốn hơn một người chết, hơn nữa, là chết thảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này Diệp Thần, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta nhưng mà chính mắt nhìn thấy, hắn một kiếm liền đem Huyền Uyên, hoàn toàn đánh bại. Thiệt hay giả, không phải là Huyền Uyên nhất thời khinh thường chứ? Giờ phút này, Thánh Thiên trong thành, một tòa vô cùng là khí phái phủ đệ bên trong, một tên thần sắc vô cùng ngạo, mặt mũi tuấn giật thanh niên, đang một gian trong mật thất ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện trước cái gì, bỗng nhiên, hắn thần sắc động một cái, mở hai mắt ra. Thân hình chớp mắt, liền từ trong mật thất biến mất. Ngay chớp mắt, người thanh niên này liền xuất hiện ở phòng khách bên trong, một tên giữ lại râu cá trên người đàn ông trung niên, đang chờ ở nơi đó, gặp thanh niên xuất hiện, thi lễ một cái nói, công tử. Người này, chính là Thánh Nhật Thành yêu nghiệt, Huyền Cừ. Huyền Cừ cau mày nói, Huyền Đồ, chuyện gì, ta không phải đã nói, vậy tình huống không nên quấy rầy ta. Huyền Đồ sắc mặt ngưng trọng địa đạo, công tử. Không xong, cái đó Xích Tinh Thánh Địa Diệp Thần đi tới Thánh Thiên Thành, hơn nữa, còn cùng Huyền Uyên trở thành đồng minh, đây là bọn họ phát cho công tử tin tức. Vừa nói, hắn cầm ra một cái ngọc giản, đưa cho Huyền Cừ. Huyền Cừ nhận lấy ngọc giản, thần niệm đảo qua, một khắc sau, trong mắt chính là bốc lên một đạo lửa giận, đem ngọc giản trong tay tạo thành nghiền. Hắn giận dữ ngược lại cười nói, ha ha, khẩu khí thật là lớn, muốn ta quỳ xuống. Còn muốn ta hắc thị làm ăn không được làm. Huyền Đồ có chút lo âu nói, công tử, nên làm cái gì? Hắc thị bên kia gần đây có mấy bút lớn giao dịch, có phải hay không tạm thời chậm lại? Chậm lại. Huyền Cừ nghe vậy, sắc mặt run lên nói, có cái gì tốt chậm lại? Chẳng lẽ, ta thật vẫn sợ Huyền Uyên và một cái bổ thiên cảnh tiểu tử? Cho ta thả ra tin tức, để cho Huyền Uyên và cái đó gọi Diệp Thần người, không sợ chết nói có thể tới thử một chút. Bổn công tử ngược lại là muốn xem, hắn phải thế nào để cho ta làm ăn làm không đi xuống. Huyền Đồ cau mày nói, cái này. Bỏ mặc tin đồn bên trong, Diệp Thần một chiêu đánh bại Huyền Uyên là thiệt hay giả, nhưng, chỉ là Huyền Uyên mình cũng là một cổ không nhỏ chiến lực à, thật có khả năng phá hư bọn họ làm ăn. Nếu như lúc bình thường, có Huyền Cừ chấn giữ, còn không sao cả, có thể hết lần này tới lần khác gần đây, Huyền Cừ đang tu luyện một môn công pháp. Đang thời khắc mấu chốt, không cách nào phân tâm chiếu cố làm ăn. Huyền Cừ lạnh giọng nói, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, hừ, một cái Huyền Uyên thôi, không việc gì đáng lo lắng, gần đây, có ba khoản làm ăn lớn, truyền ta ra lệnh, đem Huyền Trúc, Huyền Minh, Huyền Lô triệu hồi, để cho bọn họ phụ trách giao dịch. Cái này ba người, cũng không phải là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ người, đối mặt Huyền Uyên, Huyền Cừ sẽ không vận dụng thế lực gia tộc, bởi vì, nói như vậy. Có thể sẽ đưa tới thánh ngày, thánh tháng hai thành đại chiến. Mà Huyền Trúc ba người, chính là Thánh Thiên Thành địa phương, thiên phú cực kỳ xuất chúng huyền yêu tộc người, Huyền Cừ xài giá thật lớn, cùng ba người kết giao, hơn nữa, đem ba người bồi dưỡng thành liền mình tâm phúc. Cái này ba người thực lực đều là cực mạnh. Huyền Đồ gật đầu một cái, nhưng, vẫn là sắc mặt ngưng trọng địa đạo, có thể, Huyền Trúc ba người tuy mạnh, cùng Huyền Uyên so sánh, vẫn là có nho nhỏ chênh lệch. Huyền Cừ trầm giọng nói, để cho bọn họ ba người đem ta vậy ba cái dương hỏa thiên giao mang theo. Hơn nữa, mỗi cái người, lại mang ba tên ám dương vệ. Huyền Đồ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thánh Nguyệt Thành thành chủ, lấy rìu khai thiên mà nổi tiếng,
Như vậy, Thánh Nhật Thành thành chủ chính là lấy ngự thú thuật mà nổi tiếng. Huyền Cừ phụ thân vô cùng là sở trường đào tạo, điều khiển yêu thú, thậm chí, đạt tới người thú hợp nhất cảnh giới, cùng yêu thú cùng chiến đấu, thực lực tăng gấp đôi. Mà Huyền Cừ, cũng là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng yêu thú, mà đây ba cái dương hỏa thiên giao, chính là Huyền Cừ bồi dưỡng được xuất sắc nhất tồn tại, lấy Huyền Cừ truyền ngự thú thuật điều khiển, cũng có cơ hồ tương đương với nửa bước thật vẫn thực lực. Ám dương vệ, chính là một loại nửa người nửa thi tồn tại, những thứ này ám dương vệ, nguyên bản, đều là ngoại tộc võ đạo cường giả, bất ngờ tiến vào Thánh Nhật Thành, bị bắt sau đó, Huyền Cừ lấy vô cùng là tàn nhẫn thủ pháp, đem bọn họ luyện chế thành chỉ sẽ nghe lệnh làm việc, thân xác vô cùng là cường đại hoạt tử nhân. Cái này cùng Đế Thích Thiên Tâm Ma Đại Pháp tạo thành con rối vô cùng tương tự. Huyền Cừ tổng cộng có 9 tên ám dương vệ, toàn bộ phái lên. Lần này, vì đánh bại Diệp Thần cùng Huyền Uyên, Huyền Cừ có thể nói là lá bài tẩy dốc hết, đem kinh doanh nhiều năm thực lực hoàn toàn lộ ra. Huyền Cừ cười lạnh nói, Huyền Uyên tên ngu xuẩn kia, lấy vì mình và ta chỉ có trong võ đạo chênh lệch. Ha ha, ta sớm liền bắt đầu chuẩn bị mình thế lực, mà hắn thì sao? Bất quá là mỗi ngày ở đó huyết tâm chiến trường bên trong vui đùa thôi. Nói cho bọn họ, đem vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử trực tiếp giết, Huyền Uyên, vậy đánh trọng thương. Ta muốn cho hắn nhớ, hắn Huyền Uyên chỉ có thể sống ở ta Huyền Cừ dưới chân. Huyền Đồ rời đi sau đó, Huyền Cừ trong mắt chớp động, tự lẩm bẩm, hôm nay những thứ này lá bài tẩy bại lộ, vậy không có vấn đề, đối với ta đem công pháp này luyện thành, liền lại cũng không có người có thể dung chuyển ta Huyền Yêu tộc thứ nhất yêu nghiệt địa vị. Huyền Cừ thả ra tin tức, rất nhanh, cũng ở đây Thánh Thiên Thành bên trong truyền ra. Thánh Thiên Thành đám người, đều là vô cùng kích động. Hai đại yêu nghiệt, cộng thêm lai lịch thần bí Diệp Thần, nếu lại lần phát sinh va chạm à. Lòng đất dưới, xây cất một tòa phường thị, nơi này chính là Thánh Thiên Thành Hắc Thị.